có khoảng 20-30 bạn nam trong phòng tập múa, tất cả những người này cộng lại thực hiện lời hứa cô ta cũng sẽ chỉ mất 200-300 triệu tệ. Xét cho cùng, nhà họ Mộc thuộc dòng họ mạnh nhất Trung Nguyên, với khối tài sản lên tới 20 tỷ tệ, chút 200-300 triệu tệ này thì chỉ như chín châu mắt một sợi lông. Vẻ mặt của Dương Tiêu càng ngày càng lạnh, cô đang đùa với lửa ồ. Tôi đang đùa với lửa. Tôi thấy anh mới là người đang đùa với lửa, dám đánh tôi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của NHTL Mộc Tử Tinh hận nghiến răng. Đôi mắt cô ta đầy oán hận như rắn độc, cô ta thật sự muốn lập tức nhìn thấy Dương Tiêu chết ngay trước mặt mình. Mộc Tử Tinh nhìn nhóm bạn nam, lũ thùng cơm các người còn ngây ra đó làm gì? Tôi nói rõ cho các người biết, hôm nay không phải phế vật này chết thì chính là lũ thùng cơm các người sẽ chết. Chuyện này, chuyện, cảm nhận được hận ý mãnh liệt bộc phát ra khỏi cơ thể Mộc Tử Tinh, nhóm bạn nam đều kinh hãi. Sao hả, các cậu cũng muốn đùa với lửa như cô ta? Dương Tiêu liếc nhìn nhóm bạn nam. Trái tim lo lắng của Đường Đường treo trên cô họng, cô lo lắng suýt khóc. Cô thực sự không ngờ vì mình giành giải quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Nếu cô biết trước sẽ như thế này, cô thà rằng không phải là một nhà vô địch múa nghệ thuật còn hơn là gây rắc rối cho Dương Tiêu. Đường Đường biết Mộc Tử Tinh luôn lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Vừa nãy, Dương Tiêu đã tát Mộc Tử Tinh, theo tính cách của Mộc Tử Tinh, cô ta sẽ không để Dương Tiêu đi. Mặc dù Đường Đường biết Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được vô cùng lo lắng cho Dương Tiêu. Bị Dương Tiêu nhìn lướt qua, nhiều bạn nam không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm thật sự giống như bị quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, cảm giác khẩn trương thật sự khiến người khác kinh hãi. Mộc Tử Tinh nổi điên cực độ, sao hả? Lũ thùng cơm các người cũng, muốn xuống địa ngục cùng tên phê vật này hả? Tôi không muốn chết, làm đi, tôi sẽ chiến đấu với tên này. Dưới sự áp chế vênh váo hung hăng của Mộc Tử Tinh, một bạn nam nắm chặt tay bi phẫn nhìn Dương Tiêu. Tôi cũng không muốn chết, tôi không tin một mình anh ta có thể xử lý nhóm chúng ta. Chúng ta cùng lên xử lý anh ta. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng xử lý anh ta. Chỉ cần diệt được tên này sẽ được 5 triệu tệ, chúng ta còn có thể đi du học, có sự bảo vệ của nữ thần Tử Tinh, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Đột nhiên, 20-30 bạn nam có mặt tại hiện trường nhìn Dương Tiêu với ánh mắt hung dữ, lần lượt đi về phía Dương Tiêu. Ha 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 ha, xử lý anh ta, cùng lên đi, giết chết anh ta cho tôi. Nhìn thấy nhóm bạn nam lần lượt xông lên, vẻ mặt Mộc Tử Tinh nhăn nhó như điên. Giống như nhiều người đồng thời tấn công Dương Tiêu như vậy, thì hôm nay phế vật Dương Tiêu này nhất định sẽ chết. Mọi người cùng lên, xử lý anh ta. Không biết từ lúc nào trong tay một bạn nam cầm đầu cao to đã có cây gậy bóng chày, dùng ánh mắt không tốt nhìn chăm chăm Dương Tiêu. Chỉ cần xử lý tên này, đời này chúng ta sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc. Ngay sau đó, lại thêm một thanh niên gây như que củi khác lấy một con dao gọt hoa quả từ trong túi ra. Trong chốc lát, 20-30 bạn nam nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt hung ác. Bọn họ hoàn toàn hiểu rõ nếu họ không xử lý Dương Tiêu, Mộc Tử Tinh chắc chắn sẽ không để họ đi. Nhà họ Mộc thuộc những gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên, khối tài sản gần 20 tỷ tệ, bọn họ thì xuất, thân bình thường, nhà họ Mộc muốn họ biết mắt khỏi thế giới thì dễ như trở bàn tay. Bọn họ không muốn chết, cho nên chỉ có thể lựa chọn nhắm vào Dương Tiêu. Thậm chí, nhiều người còn nảy sinh ý nghĩ xấu xa, muốn giết Dương Tiêu lấy 5 triệu tệ đi du học, sống cuộc sống không cần lo cơm ăn áo mặc. Dương Tiêu liếc nhìn nhóm bạn nam. Đang không ngừng tới gần với vẻ trên đi thật đúng là một đám ngu ngốc thiệu hiểu biết. Tăng tốc lên, tôi muốn trong vòng một phút nữa nhìn thấy tên phế vật này đầu rơi máu chảy. Mộc Tử Tinh hét lên. Nhóm bạn nam tăng tốc, vây lấy Dương Tiêu. Đường Đường rất căng thẳng, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói với Đường Đường, nhóc, tránh xa một chút, tránh lát nữa bị thương đến ANB gần thận. Đường Đường lọ lắng nước mắt đảo quanh hốc mắt. Khi bạn nam cao lớn mang theo cây gậy bóng chảy nhìn thấy Dương Tiêu mất tập trung. Cậu ta đột nhiên nắm chặt cây gậy bóng chày, vung về phía đầu của Dương Tiêu, dám khinh nhờn nữ thần Tử Tinh, xuông địa ngục đi. Phút, bạn nam cao lớn dùng sức chín châu hai hỗ vung gậy xuống, muốn dùng gậy đánh chê Dương Tiêu. Cây gậy bóng chày rơi xuống cực nhanh và đầy sức mạnh, nếu rơi vào đầu người bình thường thì e là không chết cũng có thể gây chấn động mạnh. Làm tốt lắm, nhìn thấy cây gậy bóng chày sắp rơi vào đầu Dương Tiêu, trong mặt Mộc Tử Tinh hiện lên vẻ hừng phần mãnh liệt. Như thế Dương Tiêu đã đầu rơi máu chảy, năm liệt chết trên mặt đất rồi. Anh dễ,
cẩn thận, Đường Đường thấy thể vội vàng hét lên. Muốn hãm hại tôi, chỉ dựa vào cậu. Ngay lúc cây gậy bóng chày sắp rơi xuống, Dương Tiêu cười khinh thường, tay phải hóa thành bóng mờ lập tức cầm lấy cây gậy bóng chày. Hả, bỏ ra, mẹ nó bỏ ra cho tôi. Bạn nam cao to kinh ngạc nói. Nhóm bạn nam có mặt tại hiện trường cũng bị sốc. Rõ ràng không ai ngờ được Dương Tiêu lại phản ứng nhanh như vậy. Bạn nam cao to giãy giụa cố gắng lấy lại cây gậy bóng chày, nhưng đáng tiếc là cậu ta đã dùng hết sức mặt đã đỏ bừng mà vẫn không thể lấy lại được. Dương Tiêu khít mũi, chỉ dựa vào chút kỹ năng mèo cào này của cậu cũng dám đánh lén. Bóp bóp. Trong tích tắc, Dương Tiêu đã đá vào đầu gối của người này. Xương bánh chè của người này như thế đã bị một chiếc xe tải đâm vào, cậu ta đau đớn hét lên, phịch một tiếng thật lớn quỳ trên sàn. Cái gì? Nhìn thấy người mạnh nhất trong nhóm mình bị đánh quỳ tại chỗ, nhóm bạn nam còn lại đều thay đổi sắc mặt. Một người ngã xuống thì có là gì? Gạch dưới xử lý anh ta. Lên, tất cả cùng lên. Mục Tử Tỉnh tức giận hét lên hung dữ như cọp mẹ. Cô ta không tin từng người lần lượt ra tay lại kiosk thể xử lý một tên phê vật hít Dương Tiêu. Chết đi, bạn nam mang theo một con dao gọt hoa quả bát ngờ đâm vào Dương Tiêu từ phía sau. Gương mặt xinh đẹp của Đường Đường tái lại, anh rẻ, cẩn thận phía xô. Không biết mùi đời, cảm nhận được đợt công kích, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Vẻ on giữa những tia điện và đá lửa, cơ thể của Dương Tiêu xoay 180 độ, cặp đùi thon thả của anh nâng lên không trung. Bạn nam cầm dao còn chưa đến gần Dương Tiêu đã bị chân của Dương Tiêu quất qua đầu, thân thể lập tức ngã xuống phát ra tiếng kêu. Ai bị Dương Tiêu đánh trúng, cảm giác đau nhói mạnh mẽ khiến bạn nam cầm dao gọt hoa quả hét lên như tiếng lợn bị chọc tiết. Lên lên lên, lên hết cho tôi. Thấy thêm một người ngã xuống Mộc Tử Tinh như sắp nổi điên. Phê vật nổi tiếng ở Trung Nguyên này lại đánh nhau giỏi như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Cùng lên xử lý anh ta. Cả đám con trai đều phát điên. Bọn họ không thể do dự nữa, nếu tiếp tục do dự, rất có thể sẽ bị Dương Tiêu đánh bại từng người. Giết anh ta, một bạn nam cao 1m85 nắm chặt tay hung hăng đâm về phía đầu của Dương Tiêu. Dương Tiêu nhíu mày, hung hăng vung cây gậy bóng chày. Bốp một tiếng, người này bị Dương Tiêu đánh trúng ngực, thân thể bạn nam kia giống như diều đứt dây lui ngược tại chỗ. Xử lý anh ta, lại thêm một người khác lao tới. Dương Tiêu chẳng thèm nhìn, chộp lấy cây gậy bóng chày rồi lại đánh. Tiếng than khóc vang lên, và thêm một người khác nằm trên sàn. Lên, tất cả lên hết cho tôi. Mục Tử Tỉnh đứng đó suýt nổ tung. Một nhóm người không xử lý nổi một người, bọn này là heo hả? Nhìn chằm chằm vào nhóm bạn nam muốn giết mình, Dương Tiêu cũng không khách sáo. Anh lao về phía trước, chiếc gậy bóng chày trên tay rơi xuống như những hạt mưa. Bốp bốp bóp bốp bóp bếp bóp. Trong chốc lát, toàn bộ phòng tập múa vang lên những tiếng kêu âm vang. 1, 10, 20, 25 người. Trong nháy mắt, tất cả các chàng trai trong phòng tập múa đều nằm bẹp hú hét. Dương Tiêu không giết họ, nếu Dương Tiêu thực sự ra tay tàn nhẫn, tất cả những bạn nam này sẽ đi đời nhà ma. Anh rẻ, anh, nhìn thấy nhóm bạn nam bị Dương Tiêu đánh cho ngã lăn quay, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Đường rất đặc sắc. Chuyện này, làm sao có thể? Nhìn thấy cả đám bị Dương Tiêu đánh ngã Mộc Tử Tỉnh như bị sét đánh. Cô ta hoảng sợ lùi lại theo bản năng, suýt ngã quy xuống. Dương Tiêu cầm gậy bóng chày nhìn về phía Mộc Tử Tỉnh, đùa với lửa đúng không? Còn chơi nữa không? Không, không chơi nữa, Mộc Tử Tỉnh hoàn toàn sợ hãi Dương Tiêu. Dương Tiêu cười khẩy, chỉ như vậy đã sợ. Phong thái cô chủ nhà họ Mộc của cô đâu? Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không dám nữa ồ. Nhiều người bị Dương Tiêu đánh bại như vậy, Mộc Tử Tinh không còn can đảm đối đầu với Dương Tiêu nữa. Xin lỗi, Dương Tiêu thờ ơ nói. Giờ phút này, Dương Tiêu không giận mà uy, giống như cửu thiên thân linh, như thể chỉ cần Mộc Tử, linh không xin lỗi, Dương Tiêu có thể kết thúc cuộc đời của Mộc Tử Tinh. Mộc Tử Tỉnh sợ tới mức hôn bay phách lạc, cô ta giống như gà chồng bị bại trận hạ thấp kiêu ngạo nói với Đường Đường, xin lỗi Đường Đường, là tôi lây lòng dạ tiêu nhân đo lòng quân tử. Tôi không nên nghi ngờ cô, là tôi đáng khinh, tôi ghen tị với thực lực của cô. Xin lỗi, Đường Đường tôi biết sai rồi, xin cô hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa bản thân. Mộc Tử Tinh câm như hến, cô ta biết rõ có chỗ dựa vững chắc như Dương Tiêu, cô ta không thành tâm xin lỗi Dương Tiêu, hôm nay cô ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhóc, em định xử lý cô ta như nào?
chỉ cần em gật đầu, anh sẽ lập tức cho cô ta bốc hơi khỏi thế giới. Dương Tiêu nhìn Đường Đường. Lần này, Dương Tiêu thật sự tức giận. Chỉ là cô chủ nhà họ Mộc nhỏ bé lại dám bắt nạt con nhóc Đường Đường, thật sự là chê sống lâu. Chỉ cần Dương Tiêu ở đây, người nhà của tôi tuyệt đối không thể bị bắt nạt. Cái gì? Bốc hơi khỏi thế giới. Phích. Nghe vậy, Mộc Tử Tinh không còn che giấu được nội tâm sợ hãi, lập tức quỳ xuống trước mặt Đường Đường. Đường Đường, tôi thật sự biệt sai rồi, xin cô hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa. Giờ phút này, Mộc Tử Tinh đâu còn dáng vẻ vinh váo tự đắc như vừa nãy, trên mặt chỉ còn lại vẻ hối hận sâu sắc. Anh rể, để cô ta đi đi. Đường Đường không đành lòng nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt này. Cô là một sinh viên nghệ thuật bình thường đến mức không thể bình thường hơn, gặp phải chuyện như vậy Đường Đường đã rất buồn rồi. Cô thực sự không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nếu cô ép Mộc Tử Tỉnh, không biết sau này Mộc Tử Tỉnh sẽ làm ra những hành vi kinh ngạc nào. Đường Đường biết lòng ghen tị của Mộc Tử Tinh cực mạnh, nếu bây giờ ép Dạ Câu Toàn, có lẽ sau này cô ta sẽ trở mặt trả thù cô và Dương Tiêu. Xét cho cùng, nhà họ Mộc là gia tộc thuộc loại giàu nhất Trung Nguyên, nhà lớn nghiệp lớn, không phải thứ bọn họ có chống lại được. Về phần làm cho Mộc Tử Tỉnh biến mất khỏi thế giới, Đường Đường chưa bao giờ nghĩ tới. Dương Tiêu biết Đường Đường và chị cô Đường Mộc Tuyết luôn luôn tốt bụng. Ở một nơi như Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, Dương Tiêu cũng không muốn gây rắc rối, càng không muốn thể hiện bộ mặt tàn bạo và đẫm máu của mình trước mặt Đường Đường. Dịu dàng với người nhà, bạo lực với kẻ thù. Sau đó Dương Tiêu nhìn về phía Mộc Tử Tỉnh đang run rẩy không ngừng, nếu để tôi biết cô còn có lần sau, tôi bảo đảm sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới. Nếu nhà họ Mộc của cô dám lo chuyện bao đồng, tôi sẽ nhổ sạch gốc nhà họ Mộc, để các người phai mờ trong dòng sông dài của lịch sử. Vâng vâng vâng, tôi không dám nữa. Mộc Tử Tỉnh kinh hãi gật đầu như dã tỏi. Cút đi, Dương Tiêu nhẫn tâm nói. Ở một mức độ nào đó, khi phụ nữ tàn nhẫn và độc ác, thì mức độ bạo lực còn hơn chứ không kém đàn ông. Rất hiểu phụ nữ là cao thủ giết, người không chớp mắt, chẳng khác gì những phi tân tranh đoạt trong hậu cung của hoàng đế thời xưa. Nếu không phải hôm nay Đường Đường có mặt, Dương Tiêu thật sự sẽ khiến Mộc Tử Tinh hoàn toàn biến mất. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thối qua sẽ tái sinh. Không bao lâu nữa, Dương Tiêu sẽ đến để đô lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, trước khi rời đi Dương Tiêu không muốn để lại bất cứ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Giống như vừa nãy, nếu mình không đền kịp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bị Dương Tiêu trách mắng, Mộc Tử Tỉnh dùng mình vội vàng bò dậy trốn khỏi phòng tập múa. Ngay sau đó, Dương Tiêu nhìn lướt qua nhóm bạn nam đang nằm bẹp, đừng giả vờ nữa, mau cút đi. Vâng vâng vâng, giải tán, mau giải tán. Nhóm bạn nam như được miễn tội chết vội vàng chạy trốn. Vừa nãy Dương Tiêu không ra tay độc ác, bọn nhóc này chỉ bị thương ngoài da một chút, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Bọn họ không phải đối thủ của Dương Tiêu, lại không dám đắc tội Mộc Tử Tỉnh, vì vậy họ không có lựa chọn nào khác ngoài giả vờ nằm bẹp. Nhìn nhóm bạn nam chật vật chôn khỏi phòng tập múa, sau đó Dương Tiêu mới nhìn Đường Đường, nhóc, sau này hãy liên lạc với gia đình nhiều hơn. Ngoài ra, người nhà gọi điện thoại nhất định phải nghe, đặc biệt là điện thoại của anh và chị em, nghe chưa? Em không có không trả lời. Em vừa đến phòng tập múa thì để chế độ im lặng luôn. Bị Dương Tiêu trách mắng, Đường Đường không tự chủ được mặt đỏ lên. Bót nói với anh những chuyện như thế này đi. Trong khoảng thời gian này, em đã liên lạc với gia đình mấy lần em còn không biết à? Rộng như mắt tích vậy, sau này một tuần về nhà ít nhất một lần. Mỗi đêm đều phải gọi điện cho chị em báo cáo mình ở đâu. Nếu để anh biết em lại mất liên lạc, cẩn thận anh sẽ không khách sáo với y mồ, vẻ mặt Dương Tiêu uy nghiêm dặn dò. Sự việc này thực sự khiến Dương Tiêu giật mình, may mình đã đền kịp ngăn mọi việc không trở nên tồi tệ hơn. Em biết rồi. Đường Đường yếu ớt nhún vai. Bị Đường Đường nhìn chằm chằm, Dương Tiêu tức giận nói, sao hả? Vân không phục. Hừ, Dương Tiêu sâu, em không chủ động liên lạc với người nhà, sẽ không về nhà, chẳng lẽ móng heo lớn nhà anh còn không biết là vì cái gì hả? Đột nhiên, Đường Đường bĩu môi, vẻ mặt đầy tức giận. Lần này, Đường Đường vô cùng cảm động trước sự xuất hiện của Dương Tiêu. Vì vậy, Đường Đường nghiền răng, sững sờ nói ra ý nghĩ táo bạo trong lòng. Đúng vậy, cô thích Dương Tiêu, hơn nữa còn đến mức độ không thể thoát ra. Mỗi ngày trong khoảng thời gian này, cô không thể không nhớ lại từng chút chuyện đã xảy ra với Dương Tiêu gần ấy. Mình bị bạn tốt phu khống, cuộc tụ họp liên minh trong trường,
sự cô mập mờ khi mua đô lót, mình bị Đường Long sỉ nhục, rất nhiều chuyện. Mọi thứ đều có bóng dáng của Dương Tiêu, sự độc đoán của Dương Tiêu hoàn toàn làm loạn nhịp tim của Đường Đường. Nhìn Đường Đường đột nhiên tức giận trước mặt, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy khó hiểu. Ha, đang êm đẹp sao anh lại trở thành móng heo lớn vậy? Dương Tiêu chưa từng yêu đã kê. Hôn, về mặt tình cảm thì như tờ giấy trắng, anh hoàn toàn không biết Đường Đường có ý gì. Kitty đúng lúc này, một chiếc xe công vụ chậm rãi dừng lại cách phòng tập múa không xa, bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục. Chú Hình, nhìn thấy rõ người bước xuống xe, Mộc Tử Tỉnh đang hốt hoảng chạy trốn như túm được cọng rơm cứu mạng vội hô lên. Người trung niên đó là Hình Kiên, nhà hộ Mộc và nhà họ Hình thuộc top 10 đại gia đứng đầu Trung Nguyên, đương nhiên Mộc Tử Tỉnh quen biết Hình Kiến. Hình Kiến nhìn thấy Mộc Tử Tỉnh ngạc nhiên nói, cháu gái Tử Tỉnh, cháu bị sao vậy? Lúc tập múa không cẩn thận bị ngã à? Lúc này khi bị Dương Tiêu tát, má của Mộc Tử Tinh đã sưng tấy lên không khác gì một cái đầu hờ. Nghe đến đây, Mộc Tử Tinh uất ức suýt nôn ra máu. Ánh mắt kiểu gì thế không biết, cho dù tập múa bị ngã cũng không đến mức như thế này chứ. Chẳng qua, Mộc Tử Tinh không dám trách măng trước mặt Hình Kiên. Chú Hình, cháu không bị ngã, cháu bị người ta đánh. Mộc Tử Tỉnh âm ức nói. Hình Kiến ngạc nhiên nói, bị người ta đánh. Hình Kiến biết Mộc Tử Tinh là cô chủ nhà họ Mộc, một trong những gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên, từ nhỏ đã được cưng chiều, ai dám đánh con gái nhà họ Mộc. Đúng vậy, chú Hình, chú phải làm chủ cho cháu, hung thủ đang ở trong phòng tập múa. Mộc Tử Tinh phàn nàn. Vẻ mặt Hình Kiên nhanh chóng trở nên u ám, đi, đưa chú tới đó, chú muốn xem ai dám kiêu ngạo hồng hách như vậy. Vâng, chú Hình đi theo cháu. Mộc Tử Tinh nhanh chóng dẫn đường. Có chỗ dựa vững chắc như Hình Kiến. Khuôn mặt Mộc Tử Tinh lập tức lộ ra vẻ tàn nhân. Cứ như thể Hình Kiến đến, Dương Tiêu đã hoàn toàn xong đòi, chắc chắn sẽ ăn cơm tù. Trong phòng tập múa, Dương Tiêu gãi đầu, Đường Đường, em muốn nói gì? Tại sao anh lại không hiểu? Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Dương NS, Đường Đường tức giận dậm chân. Đây là đang cố ý xem trò đùa của mình hả? Mình đã biểu đạt rõ ràng như vậy, nhưng anh chàng này lại không nhận ra. Anh có ý chứ gì? Đường Đường tức giận nói. Dương Tiêu bực bội, có gì thì nói thẳng, đừng thần bí như thế. Là thằng nam điển hình, Dương Tiêu thực sự không hiểu Đường Đường có ý gì. Dám đánh tôi, các người xong đời rồi, đôi cầu nam nữ các người hoàn toàn xong đời rồi. Đường Đường còn chưa kịp trả lời lại thì giọng nói kiêu ngạo chói tai của Mộc Tử Tỉnh đột ngột vang lên. Bang, cánh cửa phòng tập múa đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, Mộc Tử Tỉnh chỉ vào Dương Tiêu tàn nhẫn nói, chú Hình, gạch dưới chính là tên khốn này đánh cháu, chủ đi nghiêm trị khô rích tha tên khôn này. Hình Kiến đen mặt bước vào phòng tập múa, muôn trừng phạt nghiêm khắc người đã đánh Mộc Nị Tỉnh. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Tiêu, khuôn mặt của Hình Kiên trở nên cứng đờ. Chú Hình, chú còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt anh ta đi. Vẻ mặt Mộc Tử Tỉnh tràn đầy tàn nhẫn, như muốn đưa Dương Tiêu ra trước công lý. Ngay lúc Mộc Tử Tỉnh cho rằng Dương Tiêu sẽ chết chắc, Hình Kiến kỳ quặc nói, cháu gái Tử Tỉnh, có phải cháu nhận nhầm người không? Nhận nhầm người. Nghe Hình Kiến nói vậy, ánh mắt thù địch của Mộc Tử Tỉnh trợn tròn. Bây giờ, cô ta vô cùng căm ghét Dương Tiêu, cho dù Dương Tiêu có biến thành cho bụi cô ta cũng có thể nhận ra. Chú Hình, cháu rất chắc chắn người đã đánh cháu là anh ta. Mộc Tử Tỉnh nói một cách chắc chắn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta càng ngày càng oán hận. Nhà họ Mộc vốn luôn có quan hệ tốt với nhà họ Hình, Mộc Tử không tin Hình Kiên nhất định sẽ không nề mặt quan hệ giữa hai nhà bắt tên khôn Dương Tiêu này. Hình Kiến không phải là kẻ ngốc, ông ta chú ý tới cái tát trên mặt Đường Đường, sau đó nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Dương Tiêu, ông ta lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mộc Tử Tỉnh luôn tự cao tự đại ở thành phố Trung Nguyên, Mộc Tử Tỉnh không thèm coi trọng nhiều nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên. Mộc Tử Tinh này rõ ràng có mắt không tròng đánh người bên cạnh Dương Tiêu. Cho nên sau đó Dương Tiêu lây đạo làm người trả lại. Dương Tiêu cũng rất ngạc nhiên, sao lúc này Hình Kiên lại đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Mộc Tử Tinh nhìn Hình Kiến đang do dự, cô ta nhanh chóng nói, chú Hình, chú còn do dự cái gì nữa? Không phải tôi do dự, cháu gái Tử Tỉnh này, tôi dám chắc chắn, lần này cháu nhất định đã nhận nhầm người rồi. Một tấm gương thanh niên thời đại mới như cậu Dương sao có thể đánh người được? Hình Kiến nghiêm túc nói. Trong sự việc lần trước, Hình Kiến đã hoàn toàn biết được thần phận thần chết của Dương Tiêu, cũng hoàn toàn khiến nhà họ Hình cùng chung một chiến tuyến với Dương Tiêu.
mặc dù nhà họ Mộc thuộc gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên, nhưng trước mặt Dương Tiêu họ chẳng là gì cả. Nếu Dương Tiêu tức giận, chỉ cần một suy nghĩ nhà họ Mộc kia sẽ tan thành mây khói. Cái gì, tấm gương thanh niên thời đại mới? Nghe vậy, Mộc Tử Tỉnh sững sờ tại chỗ. Ngày thường cô ta mối quan hệ tốt với Hình Kiên, lúc trước gặp chuyện gì Hình Kiên biết đều sẽ ra mặt giúp mình giải quyết. Mình bị đánh thành đầu heo, nhưng Hình Kiên lại dửng dưng. Còn khoe đối phương là tấm gương thanh niên thời đại mới. Chuyện gì vậy? Mộc Tử Tỉnh nhìn Hình Kiên với vẻ bối rồi, chú Hình, chú có chắc là chú không nói đùa với cháu không? Đùa, không không không, cháu gái Tử Tỉnh, chú Hình không hề có ý nói đùa, cháu còn chưa biết đúng không? Cậu Dương là một trong 10 người quả cảm nhất Trung Nguyên, không tin đúng không? Đây! Nói xong, Hình Kiên mở cờ thi đua trên tay ra. Nhìn kỹ, trên cờ thi đua viết 8 ký tự anh dũng không sợ, tấm gương thời đại. Góc dưới bên phải của cờ thi đua cũng ghi rõ ràng tên Dương Tiêu, một trong 10 nhân vật quả cảm ở Trung Quốc, đằng sau còn ghi rõ cơ quan ban hành. Anh dũng không sợ, tấm gương thời đại. Y nhìn rõ 8 chữ này. Mộc Tử Tinh trợn tròn mắt như muốn rơi ra ngoài. Đậu xanh rau má. Phế vật này lại là 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên. Điều này, làm sao có thể? Nhìn chăm chăm vào cờ thi đua trước mặt, Mộc Tử Tinh chỉ cảm thấy tam quan của mình bị hủy hoại, thậm chí cô ta còn cảm thấy thời nay con mèo đã là phù dâu của con chuột. Đúng vậy, lần này Hình Kiến đến đây đưa cờ thi đua cho Dương Tiêu. Ông ta vừa đến tập đoàn Tuyết Tiêu tìm Dương Tiêu. Nhưng Dương Tiêu không có ở đó. Vì vậy Hình Kiến đã đặc biệt đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên trao cờ thi đua cho Dương Tiêu. Rốt cuộc, là 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên, nhưng giải thưởng do cơ quan nhà nước ban thưởng, khá thiêng liêng, phải đối xử trang trọng. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, anh còn tưởng Hình Kiến đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên làm chuyện gì, ai dè lại tới tặng cờ thi đua cho mình. Mộc Tử Tinh chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày, cô ta khó ấm nói, không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, làm sao tên khôn này có thể là 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên được. Trong mắt của Mộc Tử Tỉnh, Dương Tiêu là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô hoàn toàn ăn bám vợ, rõ ràng là vô dụng. Bây giờ, Dương Tiêu lắc mình trở thành 10 nhân vật quả cảm ở Trung Quốc, trong lòng Mộc Tử Tinh suy sụp không thể nói thành lời. Cháu gái Tử Tinh, cháu không thể có thành kiến mà xem thường người khác. Cách đây một thời gian, vụ việc chụp lén ảnh về các quý cô ở cửa lăng đồ lót và sòng bạc, giàu nhất ở Trung Nguyên đều do cậu Dương không màng sống chết xông vào, dẫn tới chúng tôi đã thành công bắt gọn bọn chúng. Nếu không có bản lĩnh không sợ hãi của cậu Dương, chúng tôi muốn thu thập chứng cứ mới có thể thu phục được đám cặn bã xã hội này còn không biết phải mất bao nhiêu lâu. Vẻ mặt của Hình Kiến tràn đầy ngưỡng mộ. Đường Đường nghe xong, NST9 nhỏ nhắn biến thành hình chữ O. Cô biết rõ về vụ việc ảnh chụp lén trong cửa hàng đồ lót, nhưng cô thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Dương Tiêu được chọn là một trong 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Trong chốc lát, ánh mắt Đường Đường nhìn Dương Tiêu càng thỏa mãn. Không chỉ là nam thân trong lòng mình, anh ấy vừa ấm áp vừa biệt quan tâm, toàn thân tràn đầy năng lượng tích cực. Một người đàn ông tốt như vậy, làm sao cô lại không ngưỡng mộ được? Dương Tiêu cười nhẹ. Ông Hình quá khen rồi, đó là chuyện tôi nên làm. Đúng vậy, Dương Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt kẻ xấu, đều là những tên này có mắt không tròng đụng phải họng súng, mình cũng không còn cách nào khác. Về việc được chọn là 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên, Dương Tiêu cũng dở khóc dở cười, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh cử tấm gương thời đại. Cậu Dương khiêm tôn quá rồi, chuyện này do bên trên đích thân khen thưởng. Hình Kiến lập tức đích thân đưa cờ thi đua cho Dương Tiêu. Nhìn thấy Hình Kiến trịnh trọng như vậy, Dương Tiêu bất lực mỉm cười đành phải nhận cờ thi đua. Nhìn thấy thái độ của Hình Kiến đối với Dương Tiêu, Mộc Tử Tỉnh cảm thấy bối rồi. Sao người như chú Hình vẫn luôn chiêu cô mình lại có thể lịch sự với hung thủ đánh người như vậy? Nếu Dương Tiêu chỉ là một trong 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên, thì Hình Kiến sẽ không bao giờ khách sáo với Dương Tiêu, chứ đừng nói đến việc đích thân đến đưa cờ thi đua. Có gì đó không ổn. Chắc chắn trong đó có quỷ. Chẳng lẽ tên phế vật này còn có thân phận khác? Nhưng, chẳng phải tên này chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, một kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào phụ nữ thôi sao? Đích thân đưa cờ thi đua cho Dương Tiêu, Hình Kiến cười nói, cậu Dương, nếu không có việc gì khác thì tôi về trước. À đúng rồi, tôi biết bình thường cậu Dương rất bận, tôi đã giúp cậu từ chối các cuộc phỏng.
vấn trên tỷ, và các phương tiện truyền thông rồi. Cảm ơn ông Hình, Dương Tiêu gật đầu. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ mạnh, trước khi sức lực của anh hoàn toàn khôi phục, Dương Tiêu không muốn xuất hiện quá nhanh. Sau khi Hình Kiến rời đi, Dương Tiêu nhìn Mộc Tử Tỉnh. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Mộc Tử Tỉnh sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cô ta dùng mình nói, anh muốn làm gì? Nói cho cô biết, tính tình của tôi không tốt, không có chuyện thì đừng gây chuyện, nếu không, tôi không ngại diệt toàn bộ nhà họ Mộc cô đâu. Bướng Tiêu tàn nhẫn mắng. Không ngại diệt toàn bộ nhà họ Mộc. Vừa nói xong, Mộc Tử Tỉnh trợn to hai mắt, hiển nhiên cô ta không ngờ Dương Tiêu lại kiêu ngạo như vậy. Nhà họ Mộc bọn họ thuộc những gia đình mạnh nhất chung. Nguyên, diệt toàn bộ nhà họ Mộc của cô ta, thực sự nực cười. Mắng Mộc Tử Tỉnh xong, Dương Tiêu nhìn Đường Đường, nhóc, chúng ta đi thôi. Vâng, vẻ mặt Đường Đường dịu dàng đi theo Dương Tiêu về phía bên ngoài phòng tập múa. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Đường Đường, lại nghĩ nên vì Đường Đường mà mình phải chịu sự sỉ nhục to lớn, Mộc Tử Tỉnh khinh thường cười khẩy, hừ. Đường Đường, lần này cô may mắn thoát chê, nhưng như vậy thì sao? Tôi đã được cử đến Học viện Nghệ thuật Đế Đô bồi dưỡng. Một con vịt con xấu xí như cô cả đời này chỉ có, thế ở một nơi nhỏ bé như thành phố Trung Nguyên, cả đời này cũng không ngóc đâu lên được. Họ ở VGTTV đi tiêu lịch tiêu ựu lực L22, nghe thấy 6 chữ này, trong mắt Đường Đường hiện lên một tia hy vọng mãnh liệt. Học viện Nghệ thuật Đế Đô là học viện nghệ thuật cao nhất ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, có thể so sánh với Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh về nghiên cứu học thuật. Cô là sinh viên nghệ thuật, ước mơ lớn nhất trong đời của Đường Đường là được vào Học viện Nghệ thuật Đế Đô bồi dưỡng thêm. Nghe nói trong Học viện Nghệ thuật Đế Đô có rất nhiều con cưng của trời mọc lên như rừng, nhiều nghệ sĩ giỏi trong nước đang làm việc trong đó. Thậm chí, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong nước có tên tuổi lớn trong Học viện Nghệ thuật Đế Đô. Ở đây gặp được người nổi tiếng giống như cơm bữa. Đường Đường hiểu rất rõ, chỉ cần gia nhập Học viện Nghệ thuật Đế Đô đã đứng ở đỉnh cao của sinh viên nghệ thuật trong nước. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Đế Đô, chỉ với một tấm bằng tốt nghiệp có thể đi ăn ở bất cứ đâu trên đất nước. Học viện Nghệ thuật Đế Đô, Dương Tiêu lắm bẩm. Sinh ra ở Đế Đô, tổng bộ của đội đặc chiến Động Phương Thân Ưng cũng đặt ở Đế Đô, đương nhiên Dương Tiêu biết Học viện Nghệ thuật Đế Đô có ý nghĩa gì. Trước khi Thiên hậu Châu A trẻ tuổi Tô Thiên Lung gia nhập đoàn ca múa quốc gia được cho là đã được sắp xếp theo học tại Học viện Nghệ thuật Đế Đô trong một thời gian, sau đó mới chính thức gia nhập đoàn ca múa quốc gia. Theo ấn tượng của Dương Tiêu, nhiều người trong các câu lạc bộ văn hóa của các đoàn ca múa ở nhiều cơ sở ở trong nước đều từ trong Học viện Nghệ thuật Đế Đô đi ra. Nhìn thấy Đường Đường đang sững sờ, Mộc Tử Tỉnh đặc thăng nói, trợn tròn mắt hả. Đường Đường nói cho cô biết, cô chỉ là vịt con xấu xí, có tư cách gì so với tôi. Cả đời này cô sẽ bị tôi giẫm đạp dưới chân. Mộc Tử Tỉnh trông tự mãn, như thế cô ta được cử đến Học viện Nghệ thuật Đế Đô thì cô ta chính là con cưng của trời. Đường Đường đứng trước mặt cô ta chỉ là một cái răm. Vịt con xấu xí, cô nói ai là vịt con xấu xí hả? Dương Tiêu quay đầu liếc nhìn Mộc Tử Tỉnh. Mộc Tử Tỉnh bị Dương Tiêu dạy dỗ một trận, trong lòng có bóng ma tâm lý rất lớn, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đến thấu xương lại khiến Mộc Tử Tỉnh đặc biệt kiêu ngạo, tôi nói Đường Đường là vịt con xấu xí đấy, sao hả? Không phục si, chẳng phải anh đánh nhau rất giỏi à? Chẳng phải anh là 10 nhân vật quả cảm ở Trung Nguyên sao? Anh có bản lĩnh thì cũng để Đường Đường được cử đến Học viện Nghệ thuật Đế Đô đi. Cử đi học, tôi muốn ra mặt thì cần gì để cử? Một lời chào cũng đã đủ. Đường Tiêu chế nhạo. Cái gì, một lời chào đã đủ? Mộc Tử Tỉnh đột nhiên cười điên cuồng, ha 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 ha. Một lời chào. Khoác lác, anh tiếp tục khoác lác đi, có bản lĩnh thì anh khoác lác hơn nữa đi. Ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh thường, như thể Dương Tiêu cô làm ra vẻ không có một lời nói thật. Khoác lác, Dương Tiêu cười lắc đầu. Anh có biệt danh là thần chết, là lưỡi dao sắc bén của đất nước năm xưa mạnh nhất trong Thiên Phủ Chi Quốc, làm nên công lao lớn, cần gì phải khoác lác. Chỉ cần anh chào hỏi bên Đế Đô, để Đường Đường được cử đến Học viện Nghệ thuật Đế Đô làm học trò truyền dạy. Chỉ cần anh gật đầu, không bia có bao nhiêu giáo sư. Danh nhân ở Học viện Nghệ thuật Đế Đô tranh nhau nhận Đường Đường làm học trò chuyện dạy. Cái danh thần chết ở trong nước có ý nghĩa như thế nào, Mộc Tử Tỉnh hoàn toàn không biết. Mộc Tử Tỉnh khinh thường, chẳng lẽ không phải anh khoác lác chắc? Anh biết vào Học viện Nghệ thuật Đế Đô khó như thế nào không? Trong mắt Mộc Tử Tỉnh, Dương Tiêu đang chơi trò bí ẩn,
mục đích là để duy trì lòng tự trọng đáng thương đó. Nhìn thấy dáng vẻ khao khát của Đường Đường, Dương Tiêu nở nụ cười thân thiện, muốn đến học viện nghệ thuật Đề Đô bồi dưỡng không? Muốn, Đường Đường gật đầu, trong mắt hiện lên tia hy vọng. Học viện nghệ thuật Đề Đô là học viện nghệ thuật tốt nhất trong nước, cô không muốn đi bồi dưỡng thì chắc chắn đó là giả. Dương Tiêu cười nhạt nói, được, vậy anh Dễ sẽ để em vào học viện nghệ thuật Đề Đô bồi dưỡng. Hả, anh Dễ, anh muốn để em đến học viện nghệ thuật Đề Đô bồi dưỡng. Thật không, đôi mắt đẹp của Đường Đường đi lấp lánh. Là một sinh viên nghệ thuật, Đường Đường hiểu rất rõ, muốn vào học viện nghệ thuật Đề Đô bình thường chỉ có hai phương thức. Đầu tiên, được tuyên thẳng đại học, phương thức này đơn giản và thô sơ, nhưng yêu cầu điểm cực kỳ cao. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, dựa theo điểm của Đường Đường hoàn toàn có thể đăng ký vào học viện nghệ thuật Đề Đô. Đáng tiếc, tỉnh Hà Nam là tỉnh đông dân nhất trong nước, số lượng tuyên sinh vào học viện nghệ thuật Đề Đô có hạn. Nguyện vọng một của Đường Đường bị đánh trượt không thương IIOG năm thứ hai, đó là có biểu hiện xuất sắc trong thời gian học ở trường, sau đó được nhà trường cử đi học. Thường chỉ có hai loại sinh viên có thể được cử đi, một là có thành tích kinh ngạc, hai là giàu có và quyền lực. Năm nay, Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên chỉ có một suất được đề cử. Nhìn toàn bộ Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, ai có thể thắng được? Mục Tử Tỉnh sinh ra trong gia đình thuộc loại mạnh nhất Trung Nguyên. Dương Tiêu cười nhẹ, đương nhiên. Anh Dê lừa em lúc nào? Vậy thì tốt quá rồi. Đường Đường vui mừng khôn xia. Mục Tử Tinh bĩu môi, khoác lác đi, tên phế vật nhà anh khoác lác mạnh nữa đi. Tôi không tin anh có thể để Đường Đường tiên vào Học viện Nghệ thuật Đề Đô, năm nay. Chỉ có một suất đã bị tôi lấy mất rồi. Ace ngồi đáy giếng, làm sao biết được thế giới rộng lớn. Dương Tiêu chê nhạo. Mục Tử Tinh vừa nghe thấy thế, toàn thân cô ta run lên vì tức giận. Nếu không phải vì sợ Dương Tiêu đánh mình, cô ta thật muốn tiền lên đánh nát miệng Dương Tiêu. Ace ngồi đáy giếng, mình là Ace ngồi. Đáy giếng, hai con dệ nhũi các người mới thật sự là Ace ngồi đáy giếng. Đột nhiên, vào lúc này, một già một trẻ chậm rãi đi ra khỏi một văn phòng cách đó không xa. Nhìn thấy một già một trẻ kia, ánh mắt Mộc N Tinh nổi lên vẻ âm hiểm, phế vật, nhìn thấy không? Cách đó không xa là bậc thầy piano cập hóa thạch sống trong nước Lưu Sảng. Bên cạnh là nghệ sĩ Dương Câm mạnh nhất của thế hệ mới nhất trong nước Lãng Lãng. Bậc thầy Lưu Sảng là hiệu trưởng danh dự của Học viện Nghệ thuật Đề Đô, không phải anh rất giỏi sao? Đi tìm bậc thầy Lưu Sảng đề cử Đường Đường đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô đi. Ồ, Lưu Sảng là hiệu trưởng danh dự của Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Không cần nói, vừa hay Dương Tiêu quen biết bậc thầy. Hóa thạch sông trong nước Lưu Sảng và nghệ sĩ piano thế hệ mới Lãng Lãng. Trước kia Lãng Lãng mở buổi hòa nhạc ở thành phố Trung Nguyên, Cung Linh Nhu lôi kéo mình đi xem. Ai biết Lãng Lãng này đã chơi một bản Shepherd Piano do Lăng Ảnh Huyên sáng tác, Dương Tiêu không nhìn được nên đã tự mình chơi bản nhạc piano Shepherd chân chính. Vì thế, sự kiện hoành tráng của Sky Mountain Bird đã ra đời tại buổi hòa nhạc ngày hôm đó. Sau buổi biểu diễn, Lưu Sảng sửng sốt muốn bái mình làm thầy, Dương Tiêu nhớ rõ điều này. Bậc thầy Lưu Sảng, Đường Đường cũng ngạc nhiên. Cô biết bậc thầy Lưu Sảng rất tôn trọng Dương Tiêu, trong khoảng thời gian trước còn luôn miệng nói muôn bái Dương Tiêu làm thầy. Mục Tử Tỉnh khít mũi, đúng vậy, bậc thầy Lưu Sảng là hiệu trưởng danh dự của Học viện Nghệ thuật Đế Đô. Chỉ cần bậc thầy Lưu Sảng gật đầu, đương nhiên Đường Đường có thể tiến vào Học viện Nghệ thuật Đế Đô, có bản lĩnh thì anh đi tìm bậc thầy Lưu Sảng đi. Cô ta khinh thường nhìn, như thể lời nói của Dương Tiêu là lời bịa đặt. Cô ta không tin Dương Tiêu thật sự có thể để Đường Đường tiễn vào Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Ha, Dương Tiêu khinh thường cười lạnh nhìn Mộc Tử Tỉnh. Ngay sau đó, Dương Tiêu vẫy tay với Lưu Sảng. Bậc thầy Lưu Sảng vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng thì thấy có người vây tay gọi mình, trên mặt ông lộ vẻ không vui. Đây là ai, lại vô lễ như vậy? Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Tiêu, con người của Lưu Sảng co rút lại, nụ cười trên mặt chợt nở như hoa. Đi tới nịnh nọt Dương một I-6, đây không phải bậc thầy Dương Tiêu sao? Đàn em Lưu Sảng chào bậc thầy Dương. Đờ Mòi Ly chào bậc thầy Dương. Bậc thầy Lưu Sảng lại xưng là đàn em trước mặt Dương Tiêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mục Tử Tỉnh như bị chịu một trận đòn suýt ngất xỉu. Lãng Lãng, nghệ sĩ piano đầu tiên của thế hệ mới trong nước nhìn thấy Dương Tiêu hai mắt sáng ngời. Anh ta đâu dám do dự, sải bước đến chỗ Dương Tiêu cung kính nói. Lãng Lãng ra me đàn anh Dương. Ra mắt đàn anh Dương.
Đậu xanh rau mái Mộc Tử Tinh nghĩ rằng mình đang mơ, cô ta tự véo mình, cảm giác đau đớn dữ dội khiến cô ta suýt hét lên. Thật hả? Tất cả những điều này đều là thật. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mỉa mai trên mặt Mộc Tử Tinh lập tức cứng lại, ánh mắt đờ đẫn tại chỗ, cả người vô cùng hỗn loạn. Lưu Sảng là ai? Đó là nghệ sĩ piano vĩ đại ở trong nước. Lãng Lãng là ai? Đó là nghệ sĩ piano mạnh nhất của thế hệ mới ở trong nước. Loại tồn tại này cực kỳ chói mắt khắp nơi trong nước, ai dè một người lại xưng hô đàn em trước mặt Dương Tiêu, một người khác thì trực tiếp gọi Dương Tiêu là đàn anh. Chẳng lẽ trình độ âm nhạc của Dương Tiêu vượt qua hai bậc thầy Lưu Sảng và Lãng Lãng? Dương Tiêu xua tay, tôi không phải người của âm nhạc, không cần khách sáo với tôi đâu. Sao bậc thầy Dương lại nói như vậy? Bậc thầy Dương đã là một cao thủ âm nhạc, là một nhà âm nhạc, không ai ở trong nước có thể sánh kịp. Cách đây một thời gian, học trò của ông Lăn Lãng đã tổ chức một buổi hòa nhạc ở thành phố Trung Nguyên, dáng vẻ của Dương Tiêu gây sửng sốt trong màn trình diễn viễn cổ Sky Mountain Bird, khiến vô số người sửng sốt. Ở trước mặt Dương Tiêu, cho dù Lưu Sảng là bậc thầy của ngành âm nhạc trong nước, nhưng Vân không dám lớn tiếng trước mặt Dương Tiêu. Lãng Lãng càng trang nghiêm hơn, giống như vô cùng kính nê khi nhìn thấy thân nhạc. Dương Tiêu sờ mũi, được rồi, chuyện này dừng ở đây. Được, Lưu Sảng có thể nhìn ra Dương Tiêu không muốn nghe lời xu nịnh. Vì vậy Lưu Sảng lấy hết can đảm hỏi, không biết bậc thầy Dương tìm đàn em có chuyện gì không? Chẳng lẽ bậc thầy Dương nghĩ thông suốt muốn nhận tôi làm học trò? Nhận Lưu Sảng làm học trò. Vừa dứt lời, Mộc Tử Tinh há hốc mồm, căm như muôn rơi xuông. Nếu không phải vừa nãy tự nhéo mình, cô ta chắc chắn tưởng mình đang mơ. Đừng có hơi tí lại nhắc đến chuyện nhận học trò gì đó, như thế mệt lắm. Là thế này, đây là em vợ của tôi Đường Đường, là một hạt giống tốt. Lần trước ông cũng đã gặp một lần. Tôi nghĩ cô ấy vào học viện nghệ thuật Đề Đô bồi dưỡng nhất định sẽ tỏa sáng, ông xem. Dương Tiêu nói thẳng. Nhìn thấy Dương Tiêu trực tiếp như vậy, trên mặt Mộc Tử Tỉnh hiện lên một vòng che lấp. Năm nay, nhà trường chỉ có một suất học nâng cao đã bị cô ta chiếm, cô ta không tin bậc thầy Lưu Sảng sẽ đồng ý. Đường Đường đỏ mặt ngượng ngùng nói, xin chào bậc thầy Lưu, em là Đường Đường. Ha ha ha, hai âm nhạc của bậc thầy Dương Tiêu xuất sắc đến mức xuất thân nhập hóa, người nhà cũng hẳn là rất có tài. Việc đến học viện nghệ thuật Đề Đô bồi dưỡng chỉ là chuyện. Nhỏ, cô gái, em học chuyên ngành gì vậy? Lưu Sảng nghe thấy thế cười thoải mái. Ông ta là hiệu trưởng danh dự của học viện nghệ thuật Đề Đô, để Đường Đường đi học bồi dưỡng, đối với ông ta cũng chỉ là cái gật đầu mà thôi. Những ngày này, Lưu Sảng vẫn luôn suy nghĩ về việc khi nào mình có thể gặp Dương Tiêu, muốn học hỏi Dương Tiêu một số kỹ năng âm nhạc. Không ngờ tới, mình mới ngủ gật đã có người mang gọi đến. Đường Đường ngượng ngùng nói, bậc thầy Lưu, chuyên ngành của em là múa nghệ thuật. Chuyên ngành múa nghệ thuật. Lưu S6 kéo dài giọng điệu, tràn đầy tiếc nuối, vậy thì tiếc quá, nếu em cũng học piano vừa hay tôi đang thiếu một học trò nữ. Tuy nhiên, điều đó cũng không thành vấn đề. Giảng viên Hàn Thanh Tử ở trong trường có quan hệ tốt với tôi, khi về tôi sẽ giới thiệu em với giảng viên Hàn. Giảng viên Hàn Thanh Tử. Thật à, Đường Đường nghe xong, vui vẻ đến mức suýt nhảy cẳng lên. Nào ngờ, Hàn Thanh Tử được công nhận là vũ công múa nghệ thuật số 1 trong nước. Tuy nhiên, Hàn Thanh Tử cũng chỉ lạnh giữ chức ở Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Nếu có thể bái vũ công múa nghệ thuật số 1 trong nước làm thầy của mình, thì chắc chắn sẽ có một tương lai tốt. Giảng viên Hàn Thanh Tử, Mộc Tử Tinh càng ngắn người hơn. Dương Tiêu hài lòng gật đầu, chuyện này tôi nhớ kỹ. Vốn dĩ Dương Tiêu muốn gọi điện cho lãnh đạo cũ bên Đề Đô, nhưng không ngờ Lưu Sảng lại là hiệu trưởng danh dự của Học viện Nghệ thuật Đề Đô, chuyện này càng thuận lợi hơn. Bậc thầy Dương khách sáo quá rồi. Không biết bậc thầy, có rảnh để cùng nhau thảo luận về piano không? Lưu Sảng hào hứng nói. Dương Tiêu nhìn đồng hồ, hôm nay không rảnh, có lẽ sắp tới cũng không rảnh, nhưng qua khoảng thời gian này tôi muốn trở lại Đề Đô, lúc đó tôi sẽ liên lạc với ông. Được được được, Lưu Sảng kích động không thể ngậm được miệng. Trước khi rời đi, Dương Tiêu chỉ vào Mộc Tử Tỉnh đang ngân người, tam quan của người này không đàng hoàng, hình như được cử đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô bồi dưỡng, hiểu ý của tôi chứ? Hiểu, hiểu, Lưu Sảng gật đầu. Sau đó, Lưu Sảng nhìn Mộc Tử Tỉnh nói với vẻ mặt lạnh lùng, tôi không quan tâm xuất thân của cô là gì, gia cảnh của cô ra sao, Học viện Nghệ thuật Đề Đô kiên quyết không nhận sinh viên có tam quan lệch lạc theo học.
Bây giờ tôi thông báo, đề xuất cử cô đi học bồi dưỡng bị hủy bỏ. Cái gì, đề xuất cử đi học bồi dưỡng bị hủy bỏ? Cả người Mộc Tử Tinh giật mình, càng hoang mang hơn. Bậc thầy Lưu, có phải thầy nhầm lần gì không? Tên phế vật này có tài đức gì lại khiến thầy làm ra chuyện như vậy? Mộc Tử Tinh sắp phát điên đến nơi. Vừa rồi cô ta có ý muốn làm nhục Dương Tiêu, nhưng ai ngờ vị trí cử đi học bồi dưỡng của mình lại bị Dương Tiêu làm mật. Trong chốc lát, trong người Mộc Tử Tỉnh có vô số con dê cứ chạy loạn khiến cô ta vô cùng khó chịu. Lưu Sảng Diêu cợt hỏi, cô biết bậc thầy Dương có thân phận gì không? Anh ta không phải là phế vật hả? Anh ta không phải là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô sao? Mộc Tử Tinh điên cuồng nói. Lưu Sảng tiếp tục chế giễu, phế vật. Con rơi, không, thân phận thật sự của bậc thầy Dương là Tiêu Vương Tử Thổi Sáo, cũng chính là người đã chơi bản Shepherd Piano Music chân chính trong khoảng thời gian trước. Biết sự kiện Sky Mountain bớt khiến thành phố Trung Nguyên chấn động trong khoảng thời gian trước không? Đó là do bậc thầy đương tự tay tạo ra. Phế vật Dương Tiêu này là Tiểu Vương Tử Thổi Sáo. Sự kiện Sky Mountain bớt là do Dương Tiêu tạo ra. Trong phút chốc, Mộc Tử Tinh như bị sét đánh trúng, cả người hoàn toàn rồi tung. Mắt cô ta mở to, nghĩ nát óc cũng không thể tin tất cả những điều này. Dương Tiêu là Tiểu Vương Tử Thổi Sáo. Dương Tiêu là bậc thầy âm nhạc. Điều này, làm sao có thể? Lưu Sảng hiểu sâu sắc, nghệ sĩ âm nhạc giống như Dương Tiêu này, không có khả năng sẽ nói rồi. Được Dương Tiêu đích thân chứng nhận, cô gái trước mặt nhất định có tam quan lệch lạc, nhất quyết không thể chấp nhận được. Mộc Tử Tỉnh đau lòng, không ngờ lần này cô ta bê đá tự đập chân mình, không nhục nhã nửa đường, cuối cùng còn mất suất đi học bồi dưỡng ở Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Sau khi dặn dò đường mấy câu, Dương Tiêu rời khỏi Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Dương Tiêu biệt có Lưu Sảng che gạch dưới chở cho đường, sau này đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô chăng có mây người dám làm phiền đường. Vừa ra khỏi trường học, Cung Linh Nhi đã lâu không liên lạc lại đột nhiên gọi điện đến. Dương Tiêu, anh ở đâu? Chuyện gấp, cứu tôi. Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Cung Linh Nhi, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi, xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu, tôi đang ở sân gôn Trung Hoa Chỉ Phúc, Lưu Chiến Thắng dẫn theo người đến chuẩn bị chặn tôi, cứu mạng. Tôi sắp bị bắt cóc rồi. Cung Linh Nhi lo lắng nói. Lưu Chiến Thắng dẫn người đến chuẩn bị chặn Cung Linh Nhi. Sau khi Dương Tiêu hiểu rõ, đầu tiên anh thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng Cung Linh Nhi có nguy cơ bị kẻ sâu bắt cóc, hóa ra lại là tên Lưu Chiến Thắng giở trò. Vừa rồi Dương Tiêu còn tưởng rằng ở Trung Nguyên ai lại can đảm dám có ý đồ với công chúa nhỏ của nhà họ Cung, gia tộc có quyền lực mạnh nhất Trung Nguyên. Khi biết tình hình, Dương Tiêu đáp lại. Sân gôn Trung Hoa Chi Phúc. Cô lượn quanh trước, tôi lập tức tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu quay xe không thể không lái nhanh đi về phía chỗ Cung Linh Nhi. Dù thế nào, Cung Linh Nhi gặp khó, anh cũng phải đến giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào mình gặp khó khăn, nhà họ Cung đã hỗ trợ kịp thời, điều này khiến Dương Tiêu rất biết ơn nhà họ Cung. Cho dù là ông cụ Cung Cung Thiên Tề hay là chủ nhà họ Cung Cung Minh, Dương Tiêu đều có ấn tượng tốt. Sân gôn Trung Hoa Chỉ Phúc là sân gôn duy nhất ở thành phố Trung Nguyên, và đây cũng là nơi đầu tiên Dương Tiêu gặp Hoa Mộ Tranh, người phụ nữ có chỉ số EQ cao trên thế giới. Khi vừa đến nơi, từ xa Dương Tiêu đã nhìn thấy Lưu Chiến Thăng mang theo người đàn ông thô kệch để lộ ngực đang đi về phía Cung Linh Nhi. Nhìn người đàn ông thô kệch, khóe miệng Dương Tiêu giật giật. Bây giờ đã vào thu, cởi trần như thế không lạnh à? Dương Tiêu cứu mạng, nhìn thấy Dương Tiêu đến. Cung Linh Nhi lập tức sải bước chạy về phía Dương Tiêu. Bịch! Có lẽ là do chạy quá nhanh, ngay lúc Dương Tiêu đang tới gần, thân thể Cung Linh Nhi lảo đảo mất kiểm soát lao về phía vòng tay của Dương Tiêu. Đờ mờ! Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi đang lao tới trước mặt mình, trong lòng cũng rồi bời. Sự việc xảy ra quá nhanh, Dương Tiêu muốn đỡ Cung Linh Nhi thì đã quá muộn. Cung Linh Nhi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu. Cái đầu nhỏ mỏng manh của cô đột nhiên đập vào hạ bộ vị trí đặc biệt của Du Tiêu, cảm giác đó khiến Dương Tiêu cứng người. Cảnh tượng này hài hước đến nỗi những người không biết còn nghĩ một cô gái trẻ đang quỳ dưới đất muốn cởi quần áo của Dương Tiêu, muốn làm chuyện xấu hổ không thể diễn tả được. Con mẹ nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt Lưu Chiến Thắng và gã đàn ông thô kệch đi theo sau kia nhảy loạn xạ. Cung Linh Nhi nhìn chăm chăm Dương Tiêu không nói nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt ửng hồng. Dương Tiêu ho khan một tiếng, ha, chưa đến Tết,
cũng không phát lì xì, không cần bái lạy như vậy. Tôi, nghe đến đây, hai mắt Cung Linh Nhỉ tối sàm suýt ngất xỉu. Mình thế mà lại dưới cái nhìn của mọi người quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu, gương mặt nhỏ còn tiếp xúc thân mật với cái kia của Dương Tiêu. Mặc dù cách quần, nhưng Cung Linh Nhi sâu hổ đến mức không thể chờ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Đừng thấy bình thường Cung Linh Nhi tùy tiện khoa trương hướng ngoại, nhưng thật ra gặp phải loại chuyện này cô sâu hổ hơn ai hết. Dương Tiêu nhanh chóng vươn tay kéo Cung Linh Nhi lên khỏi mặt đất. Không thể không nói, sân gôn Trung Hoa Chi Phúc là sân gôn to lớn duy nhất ở Trung Nguyên, bình thường tới đây chơi gôn có không ít quan chức cấp cao. Cảnh tượng này đã bị rất nhiều người nhìn thấy, nếu chuyện này truyền đến tai Đường Mộc Tuyết, bảo mình phải giải thích như thế nào. Ngay lúc Cung Linh Nhi được kéo lên, Cung Linh Nhi lại mềm oặt, quỳ xuống đất một lần nữa. Lần này Dương Tiêu mắt lẹ tay nhanh, trước khi Cung Linh Nhi quỳ trên mặt đất, tay phải của Dương Tiêu đã túm lấy eo của Cung Linh Nhi nhanh như chóp. Bị Dương Tiêu ôm eo, bốn mắt đối diện nhau, não của Cung Linh Nhi lập tức trở nên trồng rồng. Ở khoảng cách gần, Cung Linh Nhi không kìm được cảm thấy trong lòng như có con nai chạy loạn, quá sâu hỗ. Cô chỉ thấy những cảnh tượng này trong các bộ phim truyền hình, ai ngờ có một ngày mình và ông chú đã kết hôn lại cùng diễn cảnh tượng đó. Con mẹ nói. Nhìn thấy Cung Linh Nhi bị Dương Tiêu ôm eo, đôi mắt của Lưu Chiến Thắng trợn tròn như muôn rơi ra ngoài. Người đàn ông thô kệch cũng bối rồi, không ngờ cảnh tượng này lại diễn ra nhiều lần. Dương Tiêu buồn bực không thôi, nhóc, tôi nói rồi chưa đến Tết không cần tặng quà lớn như vậy đâu, cô như thế này khiến tôi rất khó xử. Trong túi tôi còn có 200 tệ tiền mặt, cho nên năm nay tôi sẽ đưa lì xì sớm cho cô. Nói xong, Dương Tiêu thò tay vào túi của mình, lấy ra 200 tệ nhét vào túi của Cung Linh Nhi. Má, lì xì mình 200 tệ. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi suýt bị nội thương. Ông chú à, tôi chỉ ngã đau đầu rồi, vừa nãy đứng không vững, không phải đòi lì xì của anh. Cung Linh Nhi xấu hổ nói. Dương Tiêu nghe vậy lập tức móc 200 tệ từ trong túi Cung Linh Nhi, vậy thì tôi yên tâm nôi, 200 tệ này lát nữa tôi còn phải đổ xăng nữa. Thầy Dương Tiêu lấy lại 200 tệ đã đưa cho mình. Không cần nói lúc này Cung Linh Nhi suy sụp như thế nào. Trong chốc lát, Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu như thế đang nhìn một tên thăng nam. Sao hồi đó chị dâu Mộc Tuyết lại thích anh được nhỉ? Cung Linh Nhi nhìn không được hỏi. Dương Tiêu ho khan một tiếng, liên quan gì đến cô? Nhóc, không cần quan tâm đến chuyện của người lớn. Xí, Cung Linh Nhi bíu môi, hoàn toàn sinh ra sự khác biệt lớn về Dương Tiêu. Thằng nam. Đây đơn giản là thằng nam lớn nhất mà cô từng thấy. Nếu Cung Linh Nhi biết Dương Tiêu Vân còn xử nam, có lẽ đã cười ngay tại chỗ. Vẻ mặt của Dương Tiêu ửng đỏ, 5 năm trước cưới Đường Mộc Tuyết đã hứng chịu vô số ánh mắt, lúc đó Đường Mộc Tuyết cũng phải chịu áp lực rất lớn, buộc phải kết hôn với mình. Không sao rồi chứ, không sao thì tôi buông cô đây. Vừa mới nói xong, Dương Tiêu đã nhanh chóng dùng cùi chỏ đẩy Cung Linh Nhi ra. Miệng Cung Linh Nhi đột nhiên biến thành hình chữ O, cô nhìn Dương Tiêu với vẻ khó lã, anh chàng này thế mà lại đầy mình ra. Đờ mời, tàn nhẫn. Như đã biết, dù sao mình cũng là một cô gái xinh đẹp. Vào lúc này, lòng tự trọng của Cung Linh Nhi bị Dương Tiêu làm thất vọng cùng cực. Lưu Chiến Thắng nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt anh ta như muốn bùng lên ngọn lửa. Người trong lòng mình bị Dương Tiêu chấm mút, Lưu Chiến Thắng đã có ý nghĩ giết Dương Tiêu. Lưu Chiến Thắng nghiền răng quay đầu nhìn người đàn ông thô kệch ở một bên, đàn ba, chính là thằng. Danh này, tôi đã bị tôn thất nhiều lần trong tay anh ta, bây giờ còn khinh nhòn người trong lòng tôi, có thể dạy dỗ tên khốn này hay không trông cậy cả vào anh đây. Cậu Lưu yên tâm, hôm nay có đàn ba tôi ở đây, xem tôi tra tân tên khốn này đến mức nào. Người đàn ông thế, kệch cười giữ tợn nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu. Nói xong. Lưu Chiến Thắng và người đàn ông thô kệch tên Đan Ba đi về phía vị trí của Dương Tiêu. Nhìn thấy Đan Ba đi tới, Cung Linh Nhi nhanh chóng kéo Dương Tiêu, ít ba đến rồi, Dương Tiêu chạy em chạy. Tại sao lại chạy, anh ta rất giỏi à? Dương Tiêu ngạc nhiên liếc nhìn người đàn ông thô kệch. Vẻ mặt Cung Linh Nhi thay đổi vội vàng nói, không chỉ rất giỏi, Đan Ba này đơn giản là biến thái, đi mau, nếu còn không đi chúng ta sẽ không đi được nữa. Đi, các người có thể đi hả? Nhìn thấy Dương Tiêu, Cung Linh Nhi đang định lái xe rời đi, Lưu Chiến Thắng cười nham hiểm, lao về phía Dương Tiêu với vẻ mặt hung ác. Như thể có đàn ba mạnh mẽ ở đây,
lát nữa Dương Tiêu sẽ quỳ trước mặt anh ta hát bài ca chinh phục. Dương Tiêu, chạy đi. Cung Linh Nhi kéo Dương Tiêu, muốn kéo Dương Tiêu rời đi. Dương Tiêu thờ ơ nói, yên tâm, tôi muốn xem tên này biến thái như thế nào. Đã tới đây, tự nhiên không thể dễ, dàng cùng Cung Linh Nhi chạy trồn, đây không phải là phong cách làm việc của Dương Tiêu. Chỉ cần đối phương dám rút đao, Dương Tiêu nhất định sẽ làm đao sáng. Nhà họ Cung đã giúp đỡ mình nhiều lần, Dương Tiêu rất cảm kích, Cung Linh Nhi lại là công chúa nhỏ của nhà họ Cung, cô không thích Lưu Chiến Thắng, lại bị Lưu Chiến Thắng quấy rối nhiều lần. Đúng lúc sáng nay anh rảnh, xem ra cần phải dạy dỗ Lưu Chiến Thắng một lần nữa, vừa hay trả lại cái ơn của nhà họ Cung. Vào lúc này, Lưu Chiến Thắng và người đàn ông thô kệch tên Đan Ba đã lao tới. Xong rồi, Đan Ba là dũng sĩ giỏi nhất Đại Tây Bắc, anh có xích mích với Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt gây rắc rối này. Cung Linh Nhi tuyệt vọng nói. Đúng vậy, người đàn ông thô kệch tên Đan Ba này đến từ Đại Tây Bắc, vô cùng dũng cảm, thậm chí còn được mệnh danh là dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc. Dương Tiêu kinh ngạc nói, dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc. Thật không? Thú vị đấy. Không thể không nói, năm đó khi Dương Tiêu mới nhập ngũ, giai đoạn đầu chủ yếu ở vùng biên ải như Đại Tây Bắc. Vào thời điểm đó, Dương Tiêu đã đối phó với nhiều bộ tộc ở Đại Tây Bắc, cũng đối đầu với các dũng sĩ của tất cả các chủng tộc ở Đại Tây Bắc. Đáng tiếc, khi rong ruổi toàn bộ Đại Tây Bắc, càn quét toàn bộ Thảo Nguyên, Dương Tiêu chưa bao giờ gặp phải một dũng sĩ thực sự có thể ngăn cản anh. Chạy đi, sao hai người không chạy? Lưu Chiến Thăng hung hăng tiền lên. Đan Ba đến từ Đại Tây Bắc có vẻ mặt ác ý nhìn Dương Tiêu, chỉ cần Lưu Chiến Thăng ra lệnh, anh ta sẽ khiến Dương Tiêu quỳ xuống hát bài ca chinh phục. Dương Tiêu nhìn Lưu Chiến Thắng vênh váo hồng hách, chế nhạo, sao hả? Lại ngứa ra a bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Lưu Chiến Thắng nắm chặt tay, không dám nói. Lần đầu tiên gặp Dương Tiêu, anh ta và Dương Tiêu đã đua xe, đua không thắng, cuối cùng lại phải chịu một nỗi nhục rất lớn. Lần thứ hai gặp Dương Tiêu là lúc đang tranh giành tòa nhà Ngân Cơ, trụ sở của tập đoàn Tuyết Tiêu. Lúc đó anh ta đã tìm người đánh Long Ngũ bị thương. Dương Tiêu lây tốc độ xét đánh mời rất nhiều nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới chèn ép nhà họ Lưu. Bộ anh ta Lưu Quyên còn mang anh ta tới quỳ trước mặt Long Ngũ xin lỗi. Nói thật, bây giờ nhìn thấy Dương gạch dưới. Tiêu, trong lòng Lưu Chiến Thắng vẫn cảm thấy như nhũ ra. Lưu Chiến Thắng cũng biết bây giờ bố anh ta Lưu Quyên là do Dương Tiêu lãnh đạo, thậm chí bố anh ta đã cảnh cáo anh ta rõ ràng, sau này tuyệt đối không được phép xúc phạm Dương Tiêu. Đối với Lưu Chiến Thắng mà nói. Đương nhiên anh ta không muốn xúc phạm Dương Tiêu, cũng không muốn mang đền tai họa cho nhà họ Lưu. Bởi vì lần trước nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới làm gián đoạn thị trường chứng khoán của nhà họ Lưu, trực tiếp khiến nhà họ Lưu thua lỗ vài tỷ. Tuy nhiên, trước mặt người con gái mình yêu, Lưu Chiến Thắng thực sự khó có thể cúi đầu. Tức giận dựng ngược cả tóc gáy chỉ vì hồng nhan, Lưu Chiến Thắng hoàn toàn không thể trơ mắt nhìn Cung Linh Nhi với Dương Tiêu mập mờ. Dương Tiêu, đây là Đan Ba bạn của tôi. Đan Ba vẫn luôn ngưỡng mộ người đàn ông có khí chất. Chúng, tôi không có ý sâu, chỉ là Đan Ba muốn làm quen kết bạn với anh. Anh cũng biết đấy, vùng Đại Tây Bắc rất hiệu khách, nhiệt tình, phải không Đan Ba? Lưu Chiến Thắng nói đùa. Anh ta không tiện tấn công Dương Tiêu, nhưng không có nghĩa là Đan Ba không thể tấn công Dương Tiêu. Đan Ba hiểu ý của Lưu Chiến Thắng, anh ta nhét miệng chủ động đưa tay ra, chào anh Dương, tôi là Đan Ba, rất hân hạnh được biết anh. Đan Ba. Phải không? Ừm, tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh. Dương Tiêu cũng đưa tay ra. Nói chuyện không đánh vào mặt đang cười, dù sao Dương Tiêu cũng định cho Lưu Chiến Thắng một cú sốc. Nếu Lưu Chiến Thắng lại gây rắc rồi, thì Dương Tiêu sẽ không còn khách sáo với Lưu Chiến Thắng nữa. Nhìn thấy Dương Tiêu chủ động đưa tay ra, Đan Ba nở nụ cười âm mưu được như ý. Danh con, đấu với tôi, xem tôi có đánh chết anh không? Bắt gặp nụ cười xấu xa trên khuôn mặt Đan Ba. Dương Tiêu cười đùa trong lòng. Muốn đánh chết tôi, xem ra anh đã định sẵn là tự bê đá đập vào chân mình rồi. Cung Linh Nhi nhìn chằm chằm cảnh tượng này, cô trợn mắt há hốc mồm, Dương Tiêu, anh. Anh định chọc tôi tức chê hải. Vừa nãy cô đã nói rõ Đan Ba là dũng sĩ số 1 ở Đại Tây Bắc, Dương Tiêu còn dám bắt tay với Đan Ba, đây không phải là tìm kích thích sao. Thằng danh nhà anh xong đời rồi. Lưu Chiến Thắng cười điền cuồng trong lòng. Đan Ba đến từ Đại Tây Bắc, gia đình chủ yếu là chăn cừu. Nhà họ Lưu chủ yếu làm nghề chế biến thực phẩm, SN3 là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho nhà họ Lưu. Vì vậy,
từ trước đến nay hai nhà có quan hệ tốt, lần này anh ta gặp khó khăn, đàn bà đương nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm. Đàn bà cười lấp lửng đột nhiên dùng sức, cố gắng giữ bàn tay phải của Dương Tiêu định bóp gãy xương. Tuy nhiên, ngay sau đó đàn bà đã sững sờ. Bởi vì anh ta hoàn toàn không thể nắm lấy tay của Dương Tiêu, như thế thứ mà anh ta đang nắm không phải là một bàn tay, mà là một tảng đá lớn, rất khó có thể lay chuyển. Dương Tiêu đã đoán trước được đàn bà sẽ chơi một màn này, đương nhiên Dương Tiêu biết sức lực của anh ta mạnh đến mức nào. Cho dù đàn bà là dũng sĩ số một Đại Tây Bắc, nhưng trước mặt Dương Tiêu vẫn là sự khác biệt giữa thần và người thường. Đối phương chủ động tấn công, nếu không phản kích, tự nhiên sẽ không phải phong cách của Dương Tiêu. Vì thế, ngay lúc anh ta dùng lực, một lực mạnh hơn ập tới. Đậu mẹ! Trong giây tiếp theo, tay, phải, của đàn bà bị đau dữ dội, cảm giác xé rách mạnh khiến các dây thần kinh trên toàn thân anh ta đau đớn. Đồng thời, Dương Tiêu giả vờ bị đau, lau mồ hôi trên chăn nhìn Lưu Chiến Thắng, khoan hãy nói, lực tay của bạn anh khá mạnh đầy. Cái gì, lực tay khá mạnh? Lưu Chiến Thắng sững sờ một chút, sau đó cười điên cuồng trong lòng không ngừng. Lực tay đàn ba mạnh, đó là lẽ tự nhiên. Như đã biết, đàn ba là dũng sĩ số một Đại Tây Bắc, sức nhỗ núi tài giỏi hơn người, rất có phong thái bá vương như hùng vũ thời xưa. Vừa nãy nghe đàn ba kêu lên, anh ta còn tưởng đàn ba đã xì hơi trong tay Dương Tiêu. Bây giờ có vẻ như tiếng hét vừa nãy rõ ràng là do đàn ba giả vờ. Xong rồi, Dương Tiêu lát nữa tôi phải đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, hy vọng tay anh không quá thảm. Cung Linh Nhi bị dọa sợ mặt tái nhợt. Cô biết sức lực của đàn ba vô tận, là lực sĩ mạnh mẽ nổi tiếng trong nước. Đàn ba cũng từng tham gia cuộc thi cử tạ dân tộc thiêu số trong nước, càn quét mọi đối thủ, giành chức vô địch cuộc thi cử tạ. Ngay cả các giám khảo của cuộc thi cử tạ quốc gia cũng kinh ngạc trước sức mạnh của đàn ba, chủ động mời đàn ba gia nhập đội tuyên cử tạ quốc gia, nói đàn ba là nhà vô địch thế giới. Đáng tiếc là gia đình đàn ba có hơn một chục trang trại ở Đại Tây Bắc, đàn ba không muốn tham gia Thế vận hội Olympic tranh hạng mục gì cả. Gia đình mở thêm hai trại chăn nuôi, trong một năm có thể kiếm được rất nhiều tiền, không cần tốt công không có kết quả. Ái! Ngay sau đó, dưới sức mạnh khủng khiếp của Dương Tiêu, đàn ba lại hét lên một tiếng khắc. Lúc này, hai mắt đàn ba tròn xoe như chuông đồng, ánh mắt nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn chằm chằm quái vật. Vốn dĩ anh ta cho rằng thực lực của mình tuyệt đối là hàng đầu trong nước, cho đến khi gặp Dương Tiêu anh ta mới phát hiện ra thực lực của bản thân không đáng nói trước mặt Dương Tiêu. Làm tốt lắm, Lưu Chiến Thắng mừng thâm không thôi. Anh ta cho rằng đàn ba chỉ đang giả vờ, mục đích là khiến Dương Tiêu đau đến mức không muôn sông, tay phải sẽ bị què. Cung Linh Nhi nhắm mắt không dám nhìn thẳng, cô cho rằng dưới sức mạnh của đàn ba cánh tay phải của Dương Tiêu đã định sẵn sẽ máu me be bét. Dương Tiêu nhìn dáng vẻ đàn ba đang rất đau đớn. Ôi không, không được rồi, anh bạn đàn ba này, tôi thừa nhận sức của anh rất lớn, tôi nhận thua là được rồi chứ. Anh mau bỏ tôi ra, tôi chịu không nổi nữa rồi. Nghe vậy, trong lòng đàn ba như có vô số Dương Tiêu không ngừng chạy loạn, anh ta uất ức suýt nôn ra máu. Làm ơn đi anh dai à, rõ ràng là tôi sắp không chịu nổi nữa, được không? Sao anh lại giả vờ đau đớn không muôn sông nữa vậy? Lúc này, đàn ba chỉ muốn hỏi, anh dai à anh đã tốt nghiệp học viện ảnh đê à? Bóp chết anh ta, bóp chết anh ta, bóp nát tay anh ta cho tôi. Lưu Chiến Thắng gào hai thét trong lòng. Anh ta hận Dương Tiêu thấu xương, Lưu Chiến Thắng hận không thể trở thành đàn ba, để cho Dương Tiêu trải qua đau đớn thực sự. Cung Linh Nhi nhắm mắt, liên tục lầm bầm ông trời phù hộ, ông trời phù hội. Đậu mẹ, á ôi! Dưới sức mạnh khủng khiếp của Dương Tiêu, đàn ba không còn kiềm chế được cơn hoảng loạn trong lòng phát ra những tiếng hét quỷ khóc sỏi gào. Anh ta muốn cô hết sức giải thoát bàn tay của mình khỏi tay của Dương Tiêu, nhưng lại phát hiện ra tay phải của mình dường như chìm trong biên cả, không thể nào thoát ra được. Mẹ ơi, đau, đau, đau quái tay sắp gãy rồi, không được, bỏ ra. Dương Tiêu cũng giả vờ đau đớn. Nghe thấy lời giả vờ ảo diệu của Dương Tiêu, trái tim đàn ba sụp đổ như sông Hoàng Hà vỡ đê. Má ơi, anh dai này chắc chắn tốt nghiệp học viện ảnh đề. Anh giả vờ quá giống, phải không? Điều đáng nói là khi Dương Tiêu rong ruổi trên đầu trường quốc tế, trở về từ cõi chết nhiều lần, ngoài sức mạnh phi thường còn có kỹ năng diễn xuất hơn người. Năm đó, Dương Tiêu đã dùng tài diễn xuất tuyệt vời của mình phá hủy bao nhiêu mạng lưới tình báo quốc gia.
Cũng vì thế, Dương Tiêu đã khiến vô số quốc gia tức giận, biết rằng bây giờ Dương Tiêu Vân là tội phạm bị truy nã số một trên thế giới. Chơi với anh ta, Dương Tiêu có muôn ngàn cách chơi đàn ba chết thế nào cũng không biết. Lúc này, đàn ba đau đớn như sắp ngạt thở, ngoài tiếng rú lên vì đau đớn, anh ta không thể nói được gì. Ôi! Đau quá, tay của tôi sắp gãy, tay phải của tôi sắp bị què rồi. Ôi! Không được rồi, người anh em anh bỏ tôi ra đi, tôi sắp ngất rồi, tôi phục anh rồi, tôi thừa nhận lực tay của anh lớn, tôi sai rồi còn chưa được à. Nhìn chằm chằm dáng vẻ không biết xấu hổ của Dương Tiêu, đàn ba khóc không ra nước mắt. Anh ta rất muốn nói, anh dài à, anh cướp lời của tôi. Lưu Chiến Thắng không kìm được khen ngợi, đàn ba làm tốt lắm, tăng thể diện cho tôi. Dương Tiêu, tôi sai rồi, tôi không nên gọi anh tới. Khuôn mặt xinh xắn của Cung Linh Nhi tràn đầy hối hận. Nếu không phải mình gọi điện cho Dương Tiêu đã không phải chịu thảm cảnh như vậy. Ôi, dưới sức mạnh đáng sợ của Dương Tiêu, khuôn mặt của đàn ba đỏ bừng, mở to mắt lo lắng dậm chân tại chỗ. Chậc chậc, đàn ba, anh diễn giống quá rồi, không đến Hoành Điểm quay phim thì quá dấu tài. Lưu Chiến Thắng kinh ngạc kêu lên. Nghe thấy điều này, đàn ba chỉ muốn tát chết Lưu Chiến Thắng. Đậu mẹ, ông đây đang diễn hả? Ông đây thực sự đau sắp chết rồi. Tuy nhiên, Lưu Chiến Thắng cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh anh ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhìn kỹ hơn, mồ hôi như hạt đậu trên mặt đàn ba không ngừng túa ra, trong khi đó, trên mặt của Dương Tiêu không hề có chút sóng gió. Mồ hôi trên trán có lẽ là nóng khi lái xe, hoàn toàn không phải là mồ hôi lạnh đau đớn. Đờ mờ, bị chơi xỏ, Dương Tiêu mau bỏ tay ra. Lưu Chiến Thắng vội vàng mãng. Bị nhìn thấu âm mưu, Dương Tiêu buông đàn ba ra hét lên, đau, đau quái. Ôi, Dương Tiêu bỏ tay, đàn ba như được nguyên tội chê. Để ý kỹ hơn, lúc này tay phải của đàn ba cực kỳ đỏ, giống như móng heo kho tàu. Lại nhìn tay phải của Dương Tiêu, trắng mềm mại, không hề có vết thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Chiến Thắng như bị trúng hàng chục nghìn điểm sát thương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đậu xanh rau mát đàn ba, dũng sĩ số một đại Tây Bắc mi đầu trực tiếp với Dương Tiểu, thế. Lại thua. Điều này, làm sao có thể? Cung Linh Nhi mở mắt ra, nhìn thấy tay phải của đàn ba đỏ bừng như móng heo kho tàu, mắt cô mở to. Trời ạ, Dương Tiêu, vừa nãy anh giả vờ hết à? Anh sâu thế, vừa nãy dọa tôi sợ chết khiếp. Cung Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân trời. Dương Tiêu cười xấu xa, nhìn rõ không nói rõ Vân là bạn tốt. Chút đạo lý này cô còn không hiểu à? Nhìn rõ không nói rõ vẫn là bạn tốt. Nghe Dương Tiêu nói, Lưu Chiến Thắng như chợt hiểu ra, cả người vô cùng hỗn độn tại chỗ. Giờ phút này, Lưu Chiến Thắng chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị sỉ nhục rất nhiều, chỉ cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này. Vừa nãy Dương Tiêu chỉ giả vờ, anh ta lại ngây thơ cho rằng đó là đàn ba cô ý diễn. Nghĩ đến đây, Lưu Chiến Thắng cảm thấy khó chịu giống như chó. Anh, rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Đàn ba đã nhẹ nhõm hơn nhiều, kinh hãi nhìn Dương Tiêu. Là dũng sĩ số một đại Tây Bắc, thế mà anh ta lại không thể đối phó được với tên nhóc gây yêu, điều này khiến đàn ba như rơi khỏi thần đàn, cả người cảm thấy không ổn. Dương Tiêu cười nhẹ, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hai người các người làm khó một cô gái trên sân golf, chuyện này không thích hợp cho lắm nhỉ. Hôm nay Cung Linh Nhi có thời gian tới chơi golf. Ai dè lại tình cờ gặp Lưu Chiến Thắng và đàn ba. Tình yêu của Lưu Chiến Thắng dành cho Cung Linh Nhi không thể diễn tả bằng lời. Điều khiến Lưu Chiến Thắng khó chịu là Cung Linh Nhi hoàn toàn không quan lãi đến anh ta, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn chằm chằm vào một con ruồi thối phiền chán. Điều này khiến Lưu Chiến Tranh tức giận, Lưu Chiến Thắng quyết định gây khó dễ với Cung Linh Nhi. Ai biết Cung Linh Nhi lại gọi Dương Tiêu tới. Dương Tiêu, anh có ý đối đầu với tôi đúng không? Lưu Chiến Thắng oán hận. Lần thứ ba, đủ ba lần. Mỗi lần gặp Dương Tiêu, anh ta đều mắt mặt phải chịu một nỗi nhục rất lớn. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khí thế ngang ngược trong người Lưu Chiến Thắng bùng lên. Dương Tiêu giễu cợt, tôi đối đầu với anh, là anh không ngừng gây phiền cho tôi chứ. Lưu Chiến Thắng, tốt xấu gì anh cũng là đồng mày râu, Cung Linh Nhi đã không thích anh mặt dày dính lây cũng vô dụng, anh nói xem anh cần gì phải làm như vậy. Còn nữa, mỗi lần đều là do anh gây rắc rối cho tôi trước, có khi nào tôi gây rồi với anh.
bố của anh còn không dám đối xử với tôi như thế này, ai gò anh can đảm dám nói năng bừa bãi trước mặt tôi. Lưu Chiến Thắng đã không vui muốn làm khó mình, vậy thì Dương Tiêu sẽ không nuông chiều Lưu Chiến Thắng. Nếu không phải Lưu Quyền bố Lưu Chiến Thắng biết ý, Dương Tiêu đã khiến Lưu Chiến răng tan thành mây khói từ lâu rồi. Thật không, bố tôi sợ anh, không có nghĩa là tôi, Lưu Chiến Thắng sẽ sợ anh, người đâu? Lưu Chiến Thắng hét âm lên. Bịch 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 bị chiêu theo sau tiếng hét của Lưu Chiến Thắng, hơn 10 vệ sĩ cao lớn thô kệch mặc vest đeo kính râm lao vào sân gôn. Dương Tiêu khinh thường cười, sao hả? Muốn ra tay, bia sự khác biệt giữa thần và người bình thường không? Thần và người thường, anh tưởng mình là thần à? Dương Tiêu, tôi nói rõ cho anh biết, mười mây người này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu trong nước, dê anh chẳng khác nào diệt gà. Lưu Chiến Thắng hung ác nói. Dương Tiêu giễu cợt, giết tôi như gà, anh chắc chắn. Tôi rất chắc chắn, nếu anh là thần, ệ Lưu Chiến Thắng này đã định là phá thần, lên, xử lý anh ta cho tỷ. Lưu Chiến Thắng giận chỉ vào mũi Dương Tiêu hét lên. Thì một cơn giận dữ bùng lên từ trong cơ thể Lưu Chiến Thắng. Hôm nay, anh ta thề sẽ tiêu diệt Dương Tiêu, rửa sạch mọi nồi nhục mà Dương Tiêu đã mang đến cho anh ta. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo, đạp phá thân. Thật không, Lưu Chiến Thắng, hôm nay tôi sẽ để cho anh biết như thế nào là thần, như thế nào là người thường. Tuy nhiên, cảnh tượng khiến Lưu Chiến Thắng mơ hồ đã xuất hiện. Đám vệ sĩ tinh nhuệ đều sững sờ, hoàn toàn không nghe Lưu Chiến Thắng gọi. Nhìn thấy thế, Lưu Chiến Thắng chỉ vào Dương, Tiêu điên cuồng hét lên, lên. Mẹ nó lên hết cho tôi, hôm nay tôi phải đánh chết tên này. Mặc cho Lưu Chiến Thắng lại hét lên, đám vệ sĩ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nhìn thấy đám vệ sĩ không động đậy, Lưu Chiến Thắng càng mơ hồ, ngân ra, các người còn đứng được ra đó làm gì? Tai mọc lông hết rồi hả? Cậu chủ nhà đã dặn dò rõ ràng phải kính cậu Dương như kính thân LNS, không được thất lễ. Vệ sĩ trưởng nghiêm nghị nói. Cái gì, kính Dương Tiêu như kính thần linh? Vừa dứt lời, Lưu Chiến Thắng cảm thấy toàn thân khó chịu như vừa ăn phải cứt. Anh ta tức giận đan sen, rốt cuộc các người là vệ sĩ của bố tôi hay vệ sĩ của tôi? Các người nghe lời ông ấy hay tôi? Tiền lương do chủ nhà trả, nên chúng tôi đương nhiên nghe lời chủ nhà. Vệ sĩ trưởng nghiêm nghị nói. À mồ nghe thấy thế Lưu Chiến Thắng suýt bị nội thương phụt máu ngay tại chỗ. Dương Tiêu chế giễu, cậu Lưu, xem ra vệ sĩ của anh không dễ dùng lắm. Dương Tiêu, anh đừng đắc ý, vệ sĩ không nghe mệnh, lệnh. Không cần nói Lưu Chiến Thắng bực bội như thế nào. Lưu Chiến Thắng liếc nhìn Đan Ba, dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc, Đan Ba hiểu ý. Anh ta lập tức nhìn Dương Tiêu, anh Dương giật mạnh, Đan Ba rất nể phục, nhưng nếu muốn được Đan Ba kính phục, cần phải thành thạo bắn cung. Chắc anh Dương biết ở Thảo Nguyên Đại Tây Bắc chúng tôi, người đàn ông chân chính cưỡi ngựa, bắn cung, chơi cờ đều đạt tới đỉnh cao. Bắn cung, Dương Tiêu mỉm cười, nụ cười vô cùng sán lạn. Năm đó, anh rong ruổi ở biên cương Đại Tây Bắc, đối với Dương Tiêu mà nói, bắn cung đơn giản là trò chơi trẻ con của trẻ con. Lưu Chiến Thắng chê nhạo, đúng vậy, dũng sĩ thực sự ở Đại Tây Bắc quả thật có thể cưỡi ngựa, bắn cung, nhưng Đan Ba này, anh chàng này hình như chỉ biết cưỡi ngựa ồ. Chỉ biết cưỡi ngựa. Sỉ nhục không kiêng nề gì. Dương Tiêu có thể nghe ra lời mỉa mai của Lưu Chiến Thắng đối với mình. Việc cưỡi ngựa trong miệng Lưu Chiến Thắng đúng như tên gọi. Là chuyện giường chiêu của nam nữ. Lưu Chiến Thắng đang sỉ nhục anh chỉ biết ăn bám vợ. Hóa ra anh Dương chỉ thành thạo cưỡi ngựa, thật sự khiến người ta thất vọng. Đan Ba lộ vẻ tiếc nuối. Nhìn thấy hai người nháy mắt ra hiệu, ngay cả là con gái như Cung Linh Nhi cũng có thể hiểu được vài phần. Cung Linh Nhi căm tức nhìn Lưu Chiến Thắng, anh không biết xấu hổ. Hai người thật bân thỉu. Linh Nhi, không phải chúng tôi không biết xấu hổ, chúng tôi chỉ nói sự thật. Lưu Chiến Thắng nói đùa. Đan Ba chế nhạo, cậu Lưu, hình như phục vụ phụ nữ còn có một đại danh từ khác gọi là vịt, phải không? Vịt, ha 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 ha, đúng vậy, đúng là cái xưng hô này, nhưng tên này không phải vịt, anh ta còn không bằng vịt. Đan Ba, anh còn không biết rõ mọi chuyện, tên này là Thắng ở dê, một kẻ ăn bám phụ nữ. Lưu Chiến Thắng chế nhạo không thương tiếc. Anh ta ăn đau trong tay Dương Tiêu nhiều lần, đương nhiên nói không giữ mồm giữ miệng. Anh ta ước gì một hơi chê nhạo Dương Tiêu đến chết. Ăn bám phụ nữ, Đan Ba vừa nghe thấy thế lập tức cười lớn, ha ha eo eo ha. Thật sự không thể nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. Anh Dương ăn bám phụ nữ, bội, phú Đan Ba bội phục,
trên đời này không có gì là không thể, hôm nay coi như đàn ba đã được mở mang tầm mắt. Cho dù Dương Tiêu tính tình ti ti đến đâu, bị người khác sỉ nhục ngay cả vịt cũng không bằng, trên mặt anh lập tức bao phủ một lớp mây đen. Ngay sau đó, Dương Tiêu thờ ơ nói, chơi bắn cung. Được, trên sân gôn còn có hạng mục bắn cung. Nê Bồ Tát còn có ba phần tức giận, huống chỉ là Dương Tiêu. Không phải chỉ là bắn cung thôi sao? Dương Tiêu không ngại dạy cho hai người họ một bài, để bọn họ xem thế nào mới được gọi là dũng, sĩ chân chính, quét ngang tất cả bất khả chiến bại. Lưu Chiến Thăng và Đan Ba chỉ chờ câu nói này của Dương Tiêu. Đan Ba rất tự tin, chỉ cần Dương Tiêu dám khiêu chiến, anh ta đủ tự tin khiến Dương Tiêu chết như thế nào cũng không biết. Lưu Chiến Thắng càng phân khích hơn, Đan Ba là dũng sĩ xô một đại Tây Bắc, anh ta thành thạo chơi cờ, cưỡi ngựa, bắn cung. Việc dạy dỗ Dương Tiêu đơn giản không thể đơn giản hơn. Dương Tiêu, anh định chơi bắn cung với tên to xác này, nhưng anh ta là dũng sĩ xô một đại Tây Bắc đó. Cung Linh Nhi kinh ngạc nói. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, dũng sĩ xô một đại Tây. Bắc thì như thế nào? Tôi còn là người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên đấy. Người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên, Cung Linh Nhi nhìn kỹ hơn, khít mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phủ đầy mây đỏ. Dương Tiêu biết Cung Linh Nhi nghĩ đen tối, anh để lộ cơ bắp của mình ngay tại chỗ, là đàn gạch dưới, ông mạnh như này, không phải đàn ông mạnh phương diện đói. Cung Linh Nhi không thèm tin, cô nghi ngờ Dương Tiêu đã lái sen, nhưng cô không có bằng chứng. Cung Linh Nhi rất không tán thành đàn ông mạnh như này, Dương Tiêu là thăng nam thì đúng hơn. Người đàn ông mạnh mẽ, thật khôi, Dương Tiêu, đây là sân gôn duy nhất ở thành phố Trung Nguyên, bao phủ một khu vực rộng lớn, đương nhiên có một sân bắn cung, đi theo tôi. Lưu Chiến Thắng lập tức xoay người. Đàn ba khiêu khích nói, anh Dương, hôm nay tôi muốn học hỏi thực lực của người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên, hy vọng đừng nhạt nhẽo chán phèo nhanh. Yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng đâu. Dương Tiêu cười nhếch mép. Sân gôn này là sân gôn duy nhất ở thành phố Trung Nguyên. Thực sự rất rộng. Không chỉ có một sân gôn chuyên dụng mà còn có một phần nhỏ sân chơi bắn cung. Xét cho cùng, bắn cung là cự ly xa, những người đam mê bản cung thực sự tìm được cự ly xa trong các sân vận động hoặc phòng tập thể dục lớn là rất khó. Vì vậy, sân gôn này đã đặc biệt bố trí một phần địa điểm cho bắn cung. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Lưu Chiến Thắng, mọi người đến một địa điểm bắn cung. Lưu Chiến Thắng tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Bắn cung là văn hóa cổ đại của Trung Hoa chúng ta. Thời cổ đại, 6 môn nghệ thuật được chia là lễ, nhạc, xạ, ngư, thư, số, bắn cung được xếp thứ 3. Là người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên, chắc anh cũng biết chứ. Bót nói nhảm, các người muốn chơi như thế nào? Dương Tiêu lười nói nhảm quá nhiều với Lưu Chiến Thắng. Đàn ba nhìn Lưu Chiến Thắng, lần này anh ta đến thành phố Trung Nguyên, tự nhiên mọi thứ đều do Lưu Chiến Thắng chủ trì. Lưu Chiến Thắng nhìn chăm chú Cung Linh Nhi, màu sắc báng bố mạnh mẽ xuất hiện, rất đơn giản, nếu lát nữa anh chơi bắn cung thua đan ba, thì từ nay về sau anh tuyệt đối không thê châm mút, không, ngay cả mặt của Linh Nhi cũng không được phép nhìn thêm một lần nào nữa. Dương Tiêu, đừng đồng ý, Cung Linh Nhi nhanh chóng ngăn lại. Theo cô, Dương Tiêu không thể đánh bại đan ba giành chiến thắng cuối cùng trong trận đầu bắn cung này. Rốt cuộc, cái danh dũng sĩ số một đại Tây Bắc của đan ba không phải hư danh. Yên tâm, tôi là người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên, một dũng sĩ số một đại Tây Bắc nhỏ nhoi thì có là gì? Dương Tiêu cười nhạt nói. Sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía Lưu Chiến Thắng, không thành vấn đề, nếu anh thua thì sao? Nếu chúng tôi thua, tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ quấy rối Linh Nhi nữa, thế nào? Lưu Chiến Thắng nhìn nửa con mắt. Dương Tiêu bẻ ngón tay, được, hy vọng lần này anh đừng nói như đánh răm. Chờ xem, anh sẽ chết thảm. Lưu Chiến Thắng cười hả hê. Anh ta và Đan Ba nhìn nhau, trên mặt hai người đều có nét đùa cợt. Như thể Dương Tiêu đã định sẵn sẽ thua, dám nhận thách thức thì chính là tự chịu diệt vong ồ. Nhìn thấy nụ cười hèn hạ âm mưu đã thành công của hai người, Dương Tiêu cười lắc đầu. Hai thằng ngu dốt, năm đó tôi rong ruôi Đại Tây Bắc, chưa từng nghe nói đến Đan Ba dũng sĩ xô một Đại Tây Bắc nào cả. Dám chơi bắn cung với anh. Người thật sự tự chịu diệt vong hoàn toàn không phải Dương Tiêu. Nhớ kỹ, nói trước không được giống như đánh răm, nếu không, lần này tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh. Dương Tiêu nói, lần đầu tiên gặp Lưu Chiến Thắng đã chơi đua xe, trước khi đua xe Lưu Chiến Thắng cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng lại không chịu thực hiện.
Nếu lần này Lưu Chiến Thắng dám giở trò, xem ra anh phải đến nhà họ Ưu kiểm tra đồng hồ nước. Lưu Chiến Thắng hung tợn nói, Dương Tiêu, anh có thể yên tâm 100%. Lần này tôi, Lưu Chiến, Thắng nói là làm, nếu tôi thua, lại quê rồi Linh Nhị, tôi ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Có đàn ba dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc Trần Thủ, Lưu Chiến Thắng không hề sợ hãi, quảng những lời tàn nhẫn ngay tại chỗ. Tốt lắm, Dương Tiêu gật đầu. Anh và nhà họ Cung vẫn luôn có quan hệ tốt, đương nhiên hy vọng lần này có thế trấn áp khiến Lưu Chiến Thắng nhớ suốt đời, tránh cho lại phải trải qua gian nan trắc trở. Lưu Chiến Thắng khinh thường nói, bắn cung có lịch sử và văn hóa rất lâu đời ở nước ta. Thời xưa, đánh trận công, kích từ xa chủ yếu dùng cung tên. Trong số đó, cưỡi ngựa bắn cung là quan trọng nhất. Cưỡi ngựa bắn cung thời nay lại không dùng, chỉ cần bắn cung là đủ, hy vọng chờ lát nữa người nào đó đừng ngay cả cung cũng không cầm được. Không cần anh nhọc lòng đâu. Dương Thiêu thờ ơ nói. Bình thường Lưu Chiến Thắng cũng chơi bản cung không ít, hơn nữa còn là một người bắn cung giỏi. Ngay sau đó, anh ta mở cung và bắn tên, nhắm vào mục tiêu cách đó 30 mét. Vèo. Trong tích tắc, mũi tên lồng vũ bắn ra, lập tức trúng mục tiêu cách đó 30 mét. 8 điểm, nhân viên phụ trách báo số ở sân bắn cung hét lên. Nhẹ nhàng như vậy đã được 8 điểm. Nhiều người trong sân bắn cung đang chơi bắn cung đều thốt lên hết lần này đến lần khác. Như đã biết, bắn cung là một trò giải trí tương đối tao nhã. Xét cho cùng, bắn cung không phổ biến ở trong nước, và có rất ít người có thể chơi bắn cung. Ngoài ra, bản cung đứng thứ 3 trong 6 môn nghệ thuật cổ đại, vì vậy mà tao nhã. Cũng giống như gôn, lượng khán giả ít, hầu như người nổi tiếng mới chơi, nên gôn được coi là một loại hình giải trí tao nhã. Đàn ba khen ngợi. Cậu Lưu bắn cung giỏi quá. Kéo cung và bắn chỉ mắt chữa đầy 3 giây, bắn được 8 điểm, điều này thực sự cho thầy Lưu Chiến Thắng có một thành tích phi thường trong môn bắn cung. Lưu Chiến Thắng bắn được 8 điểm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, phạm vi bắn cung của Thế vận hội Olympic tầm cỡ thế giới hình như là khoảng 70 mét, thành tích ghi được 8 điểm với khoảng cách 30 mét trong vòng 3 giây, quả thật trong mắt mọi người đây thuộc tiêu chuẩn không tệ. Người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên, trình độ của tôi trung bình, đợi lát nữa đừng làm mất mặt người dân Trung Nguyên chúng ta. Lưu Chiến Thắng nói những lời bản thỉu. Dương Tiêu thờ ơ nói, tí nữa tôi còn phải về nhà ăn cơm trưa, đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu sao đan ba, giao cho anh, xử lý anh ta. Lưu Chiến Thắng ước gì bây giờ Dương Tiêu lập tức trợn mắt chăng. Đan ba vỗ ngực, cậu Lưu, phần còn lại giao cho tôi. Nói xong, đan ba nhìn Dương Tiêu. Anh Dương, anh đã sẵn sàng chưa? Đương nhiên, dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc, đúng không? Nào, là lừa chết hay ngựa chết thì kéo ra ngoài đi. Dương Tiêu nói thẳng. Đàn ba rất tự tin, được. Sau đây sẽ để cho anh xem dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc là như thế nào. Ngay sau đó, đàn ba nhìn về phía cây cung, thời cổ đại, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên bắn mũi trúng đích. Tầm bắn của mũi tên trúng đích khoảng 105 mét. Đi. Đặt mục tiêu ở khoảng cách 150 mét cho tôi. Hôm nay tôi muốn thử thách giới hạn bắn cung của người xưa. Cái gì? Thử thách giới hạn của người xưa? Anh chàng này bị điên à? Trong chốc lát, mọi người có mặt tại đây nhìn đan ba như nhìn một kẻ mật trí. Lữ Bố là ai? Đó là chiến thần số 1 được công nhận trong thời kỳ Tam Quốc. Đặc biệt thành tích trong môn bắn cung thì không ai có thể sánh bằng. Dù là Trung Hoàng tướng Ngũ Hổ giỏi bắn cung Nhật thì cũng không phải là đối thủ của Lữ Bố. Ai đã từng đọc Tam Quốc thì đều biết Lữ Bố Hy, mệnh danh là Phi Tương, cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất lúc bấy giờ. Trong suốt chiều dài lịch sử, môn bắn cung ngăn gây chấn động cả thời xưa và hiện tại. Xét cho cùng, môn bắn cung của Thế vận hội Olympic chỉ có cự ly 70 mét, khái niệm 150 mét là gì? Tất cả mọi người trong toàn bộ sân bắn cung đều bị sốc. Hiển nhiên không ai ngờ đan ba lại có thể thách thức tầm bắn xa như vậy. Bất cứ ai biết bắn cung đều biết rằng một khi cung tên được kéo ra xa, thì lực kéo cũng tăng theo. Người bình thường thường bắn ở cự ly 30 mét, còn sức lực mạnh hơn một chút thì cự ly 50 mét đã là giới hạn. Vì vậy, vừa rồi Lưu Chiến Thắng dễ dàng giành được 8 điểm trong vòng 3 giây khiến nhiều người sửng sốt. Ai có thể ngờ rằng người đàn ông thô bạo này lại có thể thách thức một khoảng cách đáng kinh ngạc là 150 mét. Theo tiêu chuẩn thời xưa, nhiều cung tốt nặng khoảng 40 năm bảng, tầm bắn khoảng 150 mét đến 180 mét, thậm chí nhiều người có sức mạnh vô hạn có thể kéo chúng ra xa nhưng chưa chắc đã bắn chúng được.
Bắn cung cho các sự kiện tầm cỡ thế giới như Thế vận hội là khoảng 70 mét, và 150 mét là nhiều hơn gấp 2 lần. Đờ mời anh chàng này là ai? Sao chưa từng thấy? Nhìn xem, đây không phải là cậu Lưu. Lưu Chiến Thăng sao? Xem ra nhà họ Lưu cùng phía Đại Tây Bắc có quan hệ tốt. Chẳng lẽ người này chính là đan ba dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc? V3, vãi, nếu anh chàng to cao này là đan ba, có lẽ anh ta thực sự có thể thách thức cự ly 150 mét. Trong mắt mọi người, người Đại Tây Bắc thô bạo và mạnh mẽ, những người Đại Tây Bắc có thể đạt được trình độ bắn cung cao mà người bình thường không thể đạt được. Đưa tên, đan ba hét lên, chọn một trong những cây cung tên tỉnh xảo nhất hiện trường. Lưu Chiến Thắng nhanh chóng đưa một mũi tên lông vũ, đan ba, cho anh ta mở mang tầm mắt. Thú vị, Dương Tiêu cười đùa. Phải nói rằng đan ba đã dám thách thức cự ly của cung tên viên môn, điều này thực sự khiến người khác ngạc nhiên. Cọt kẹt tổ. Đan ba nheo mắt, khóa hồng tâm từ khoảng cách 150 mét, bước chân đứng vững, toát ra sức mạnh ngay tại chỗ. Mở cung, tạo ra một âm thanh, cây cung được đan ba kéo căng liên tục, cơ bắp tuyệt vời trên cánh tay đan ba lập tức xoát hiện trước mặt mọi người. Oh my god. Nhìn thấy cảnh tượng này, hầu hết tất cả mọi người trong sân bản cung đều trợn mắt há hốc mồm. Cung Linh Nhi cũng kinh ngạc, đậu xanh rau má, vừa nãy tay anh ta sắp biến thành móng heo kho tàu, sao có thể kéo được một cây cung dài nặng như vậy? Tên này là yêu quái à? Hay! Ngay lúc đàn ba ra sức, mắt anh ta chợt mở to, mũi tên lông vũ phóng ra như một ngôi sao băng. Kèm theo một luồng gió mạnh, toàn bộ luồng không khí rùng lên vào lúc mũi tên lông vũ bắn ra. Vẻ on dưới cái nhìn của mọi người, mũi tên lông vũ bắn chắc chắn mạnh mẽ vào hông tâm với cự ly 150 mét. Hỏi sau khi nhìn rõ đan ba bắn trúng đích, toàn bộ hiện trường sôi sục. Vãi, thật sự trúng đích, lại còn trúng hồng tâm. Trời ạ, 150 mét trúng hồng tâm, bách phát bách trúng hê mức cũng chỉ được như thế nhí. Tất cả mọi người tại sân bắn cung đều sững sờ, lần lượt bị chinh phục bởi sức mạnh kinh ngạc và độ chính xác vượt trội hơn hẳn người thường của đan ba. Đan ba quá giỏi, đan ba quá tuyệt vời. Nhìn thầy chúng hồng tâm, Lưu Chiến Thắng hưng phân nhữ được tiêm máu gà. Sau khi làm xong tất cả những điều này, đan ba thở hồn hền, mũi tên này đã dùng hết sức mạnh lớn nhất trong đời anh ta. Đan ba ném cung tên cho Dương Tiêu, anh Dương, đến lượt anh. Dương Tiêu, chớ làm mất mặt, mau đầu hàng nhận thua đi. Lưu Chiến Thắng khinh thường nói. Trình độ bắn trúng hồng tâm của Lữ Bổ Chiến Thần số 1 Tam Quốc bị đan ba phá kỷ lục. Anh ta không tin Dương Tiêu có thể phá kỷ lục này. Nhưng mà, ngay lúc Lưu Chiến Thăng xác định Dương Tiêu đã bị đánh bại, Dương Tiêu là cười nhẹ, chúng hồng tâm với cự ly 150 mét thì đã rất giỏi, rồi à. Phiền các anh tìm ba bia ngắm, tất cả đều cách xa 200 mét hộ tôi. Cái gì? Ba bia ngắm, tất cả đều cách xa 200 mét. Trong chốc lát, mọi người trợn mắt đều nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu. Anh chàng này muốn làm gì? Vừa dứt lời đã khiến khán giả bàng hoàng, trong chốc lát hiện trường to lớn im lặng một lúc. Choáng váng, mọi người có mặt tại hiện trường to lớn đều choáng váng. 200 mét, ba bia ngắm. Chẳng lẽ anh chàng này muốn thử thách 200 mét và bắn trúng ba bia ngắm cùng một lúc? Điều này, làm sao có thể? Cung Linh Nhi bồi rồi nói, Dương. Tiêu, anh định làm gì? Không phải anh định bắn ba bia ngắm cùng lúc ở cự ly 200 mét đó chứ? Đúng. Không sai, nếu không thì sao có thể xứng với thân phận người đàn ông mạnh nhất Trung Nguyên. Dương Tiêu cười thân bí lộ ra hàm răng trăng. Phụt! Xác định Dương Tiêu muốn thử thách 200 mét bắn ba bia ngắm cùng lúc, đàn ba đang uống nước bị choáng, phụt nước. Lưu Chiến Thắng hỗn loạn cùng cực, tên này nói cái gì? 200 mét ba đích, Dương Tiêu, mẹ nó anh ra ngoài quên uống thuốc hả? Ánh mắt của mọi người ở sân bắn cung nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một kẻ kiêu ngạo ăn to nói lớn. Như đã biết, đạn ba phải dùng sức chín châu hai hỗ mới có thể hoàn thành được bài bắn cung. Họ không tin Dương Tiêu có thể hoàn thành cự ly 200 mét xa như vậy, lại còn ba mục tiêu cùng một lúc, như này thì cánh tay cần dùng bao nhiêu lực. Chẳng lẽ tên nhóc nhà anh còn giỏi hơn người xưa? Dương Tiêu biết tất cả mọi người không tin, nhưng không thể không thừa nhận một chuyện, rất nhiều thông tin trong lịch sử đều thiêu sót. Lữ Bố bắn một tên ở cự ly 150 mét quả thực dung trời chuyên đất, nhưng ai cũng không ngờ lại có một nhân vật bá vương thời cổ đại, đó chính là Hạng Vũ. Bá vương cực đỉnh, có 102 thời bây giờ.
Người ta nói Sở Bá Vương Hạng Vũ đã nâng một cung tên nặng 500kg do đơn vị đo khác nhau, nên giữa đơn vị đo cổ đại và đơn vị đo hiện nay chắc chắn sẽ có sự khác biệt lớn. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể nghi ngờ sức mạnh của Hạng Vũ quả thật rất lớn. Cho dù là trước khi tự sát đã giết chết vô số đối thủ, cũng đủ cho thấy sức chiến đấu của Hạng Vũ có 102 thời bây giờ. Mặc dù Lữ Bố mạnh, nhưng trong lòng của hầu hết mọi người, ông ấy không thể so sánh với Bá Vương Hạng Vũ. Nếu đổi lại là Hạng Vũ, với cự ly bắn cung 200 mét, chắn chắn Hạng Vũ sẽ làm được. Chỉ là sử sách viết thiếu, những sử sách còn lại cũng chỉ ở mức tối thiểu. Dương Tiêu, đừng làm loạn, Cung Linh lo lắng thuyết phục. Dương Tiêu cười nhẹ, yên nào, không có kim cương thì đừng ôm đồ gốm vào người. Sao không có kim cương thì đừng ôm đồ gốm vào người? Câu gốc là, 2S385XS38, nghĩa là cần cân nhắc trước khi làm mọi chuyện. Đừng làm chuyện quá khả năng phi lý. Lưu Chiến Thắng khinh thường nói. Dương Tiêu cười không nói gì, anh thật sự lười giải thích quá nhiều với đám người này. Anh là ai? Hai anh là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc. Nếu ngay cả cự ly 200 mét mà anh cũng không đạt được, nói ra chẳng phải sẽ bị các nước khác chê cười. Đan Ba nghẹn họng nhìn chân trời, cự ly 200 mét. Trò đùa quốc tế gì vậy? Vừa nãy 150 mét đã là giới hạn của tôi. Sao anh ta có thể làm được? Đan Ba, tôi thấy tên này hết thuốc chữa rồi, anh ta cố ý nói quá lên thôi. Lưu Chiến Thắng không quan tâm nói. Vừa nãy anh ta còn sợ 100 năm thăng ứ 21130m đối với Dương Tiêu còn quá xa, không thách thức nổi. Bây giờ thì hay rồi, Dương Tiêu này lại cử thế lựa chọn cự ly 200m, đây không phải rõ ràng là tìm chết hả? Cung Linh Nhi lại can ngăn nói, Dương Tiêu, anh đừng lộn xộn. Nhiều người vây xem kia kiểu. Mặc dù Cung Linh Nhi không chơi bắn cung, nhưng cô biết cứ mỗi tầm bắn hơn 100 mét thì sức lực cần thiết sẽ tăng lên gấp đôi. Đạn Ba là dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc, cũng chỉ bắn cự ly 150 mét, làm sao Dương Tiêu có thể đạt đến trình độ 200 mét. Cung Linh Nhi sợ Dương Tiêu có tỏ ra huyền bí, vội vàng can ngăn tránh cho lát nữa Dương Tiêu sẽ xấu hổ. Tuy nhiên, hành vi của Dương Tiêu đã khiến mọi người có mặt tại đây choáng váng. Dương Tiêu chẳng những không rút lại lời vừa nói, còn nhặt ba viên sỏi nhỏ trên cỏ đặt lên đỉnh bia ngắm bắn cách 200 mét. Tiếp theo tôi sẽ không bắn bia ngắm, tôi sẽ bắn viên sỏi trên bia, nếu tôi không bắn trúng mục tiêu, thì tôi thua. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Cái gì, bắn những viên sỏi trên bia? Nghe thầy những lời này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị lời nói của Dương Tiêu làm cho sững sờ như đã biết, khoảng cách 200 mét đã là rất xa, ít nhất mục tiêu là một vật. Thể lớn có tâm màu đỏ có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắn những viên sỏi trên bia. Đậu xanh rau mái cho dù bọn họ có thị lực kinh người, cũng rất khó nhìn thấy những viên sỏi trên bia ngắm. Những viên sỏi quá nhỏ, đến mức gần như không nhìn thấy. Đan Ba hóa đá, rốt cuộc tên này muốn làm gì? Vừa nãy Dương Tiêu nói bắn mục tiêu 200 mét đã khiến anh ta choáng váng, ai biết bây giờ Dương Tiêu không bắn vào hồng tâm. Mà lại chọn bắn chúng những viên sỏi gần như không nhìn thấy trên bia ngắm, điều này thật nực cười, phi lý còn gì. Ngay lúc này, Đan Ba bị sốc, hoàn toàn không thể nói nên lời. Sinh ra ở Đại Tây Bắc, Đan Ba đã tiếp xúc với cung tên từ khi còn nhỏ. Anh ta hiểu bắn xa hơn 100 mét là điều cực kỳ khó kiểm soát. Dù viên đạn có chịu sức cản của không khí thì giai đoạn sau cũng bị lệch chứ đừng nói đến bắn cung. Đan Ba, tên này tìm chết. Chúng ta xem kịch hay là được, chờ tên này còn không kéo nổi dây cung, xem mọi người cười rụng răng như thế nào. Lưu Chiến Thắng diêu cọt nói. Không kéo nổi dây cung. Dương Tiêu nghe vậy, mỉm cười. Đám người nghe thấy lời Lưu Chiến Thắng nói thì lần lượt cười nhạo. Đúng vậy, chẳng ai coi trọng Dương Tiêu cả. Trong mắt mọi người, Dương Tiêu gầy yêu, cánh tay mảnh khảnh, nhìn không ra có sức mạnh, không thể có siêu năng lực bùng nổ. Răng rắc. Khi mọi người đang chê diêu, Dương Tiêu cầm lấy cây cung Đan Ba vừa mới sử dụng, đột nhiên dùng sức, toàn bộ cây cung bị Dương Tiêu trực tiếp kéo gãy. Dương Tiêu bình tĩnh nói, chất lượng quá tệ, đúng không? Cái gì, cây cung do Đan Ba sử dụng thế mà bị Dương Tiêu dễ dàng kéo gãy? Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người trợn mắt như muốn rơi ra ngoài. Như đã biết, Đan Ba vừa sử dụng cây cung này bắn ở cự ly 105 mét. Vãi! Ngay cả huấn luyện viên bắn cung gần đó cũng sửng sốt. Dương Tiêu nhìn huấn luyện viên bắn cung, đổi một cái thật mạnh. Được,
huấn luyện viên bắn cung tìm một cây cung chắc chắn hơn, đưa cho Dương Tiêu với tốc độ nhanh nhất. Răng rắc. Dương Tiêu cầm cây cung, tùy ý kéo nó, âm thanh giòn tan, cây cung lại bị gãy. Đậu mẹ. Nhìn thấy cây cung thứ hai lại bị Dương Tiêu kéo gãy. Dễ dàng, mọi người ngạc nhiên mồm chữ O. Dương Tiêu nhìn về phía huấn luyện viên bắn cung, đã bảo nên đôi sang loại mạnh mà. Ưng ực, nhìn cây cung hoàn hảo bị Dương Tiêu kéo gãy, huấn luyện viên bắn cung nuốt nước bọt, lại tìm cây cung tốt hơn. Chờ một chút, trước khi đưa nó cho Dương Tiêu, Lưu Chiến Thắng vội vàng hét lên. Anh ta bước tới kéo mạnh, cố gắng hết sức cũng không thể kéo cây cung được. Để tôi, đàn ba không tin có quỷ. Anh ta bước tới trước kéo mạnh, cũng chỉ miễn cưỡng kéo được một chút. Vừa nãy bắn cung đã lãng phí rất nhiều sức lực của đàn ba. Tôi cũng thử. Ngay sau đó, mấy người đàn ông lực lưỡng bới tới kéo thử. Bọn họ dùng hết sức, nhưng cũng không thể kéo được cung ra hết. Sau khi mọi người kiểm tra xong, họ đã đưa cung tên cho Dương Tiêu. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Dương Tiêu, họ không tin Dương Tiêu có thể kéo hết dây cung. Răng rắc. Tuy nhiên, chuyện khiến mọi người có mặt tại hiện trường suy sụp đã xuất hiện. Chỉ thấy Dương Tiêu kéo nhẹ nhàng, cây cung được chế tạo hoàn hảo lại bị Dương Tiêu kéo gãy. Vãi nồi. Vãi, vãi, vãi ải. Nhìn chằm chằm cây cung bị gãy. Trong tay Dương Tiêu, đám người đều ngân ra, ánh mặt nhìn Dương Tiêu đều thay đổi. Đây là quái vật hả? Lại làm gãy cây cung, Dương Tiêu chớp mắt nhìn huấn luyện viên bắn cung, có thể lấy cây cung áp trục của các người cho tôi được không? Áp trục, anh chắc chắn muốn sử dụng cây cung áp trục kia. Huấn luyện viên bắn cung kinh hoàng nhìn Dương Tiêu. Anh ta là huấn luyện viên bắn cung trong lĩnh vực bắn cung đã nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải một siêu biến thái như Dương Tiêu. Những người có mặt tại hiện trường tỉnh táo lại nhìn Dương Tiêu như nhìn một kẻ không phải người. Lựu Chiến Thắng và đàn ba dũng sĩ số một đại Tây Bắc ngớ ra, không ngừng gào thét trong lòng. Đờ mò, làm sao có thể? Anh chàng này có phải là người không? Nhẹ nhàng kéo gãy ba cây cung liên tiếp, điều này đơn giản là phản khoa học. Đặc biệt là đàn ba, trong lòng anh ta nổi sóng, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được. Cây cung thứ ba do chính tay anh ta kéo thử, dù cố gắng hết sức cũng không thể kéo nó ra hết. Tuy nhiên, điều máu chó là an tên Dương Tiêu này lại có thể NS chàng dễ dàng làm gãy nó. Cung Linh Nhi che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, má ơi! Dương Tiêu, anh là quỷ à? Bình tĩnh, thao tác thông thường, thao tác thông thường. Dương Tiêu bình tĩnh không hề gợn sóng. Thao tác thông thường. Nghe vậy, tất cả mọi người ở sân bắn cùng lại nhốn nháo một lần nữa. Nếu không phải Dương Tiêu kéo gãy ba cây cung liên tiếp, bọn họ sẽ cho rằng Dương Tiêu đang nói khoác không biệt ngượng. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, anh chàng trước mặt không khác gì quái vật. Dương Tiêu không nói khoác, việc sử dụng những cây cung dài cho tầm bắn 200 mét này không thể phát huy hết sức mạnh của anh. Từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, có vũ khí gì mà Dương Tiêu chưa từng sử dụng. Sức bùng nổ của cung tên tốt thường cực kỳ kinh người, thậm chí tầm bắn của nó còn tốt ngang với một số loại súng trường. Ví dụ như cung tên của anh, được thế giới công nhận là cực kỳ uy lực, có tầm bắn cực xa, tầm bắn tối đa là 360 mét, trên Internet có chứng thực có thể lên tra xem, chứ không phải bịa ra. Vì vậy, cự ly 200 mét đối với Dương Tiêu đương nhiên là không có vấn đề gì. Vì bắn cung, cung tên có tầm bắn xa là một chuyện, nhưng tỷ lệ bắn chúng lại là chuyện khác. Thường thì đối với một số người bà ầm sinh đã có sức mạnh lớn, chỉ cần đưa cho anh ta một cây cung tầm xa, bắn được 200-300 mét là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, muốn bắn trúng mục tiêu ngoài 200-300 mét thì rất khó. Dương Tiêu nhìn về phía huấn luyện viên bản cung, tôi chắc chắn, đưa áp trục của các anh cho tôi. Được, được, huấn luyện viên bắn cung do dự cuối cùng gật đầu. Không lâu sau, hai huấn luyện viên bắn cung đã đưa một cây cung dài màu đen có khắc chữ cổ trên đó. Nhìn thấy cây cung màu đen độc đoán này, đám người đều kinh ngạc. Đây rốt cuộc là loại cung gì mà phải cần hai người khiêng? Huấn luyện viên bắn cung đi đầu đặt cây cung cổ trước mặt Dương Tiêu, giới thiệu cho mọi người, cây cung cổ này được gọi là cung bá vương, tương truyền năm xưa do bá vương Hạng Vũ từng sử dụng, thân cung được làm bằng sắt đen, nặng 63,5 kg. Cái gì? Nó nặng 63,5 kg. Y vừa rút lời, trong hiện trường to lớn mọi người không kìm được lần lượt hít vào một hơi lạnh. Cung cổ nặng 63,5 kg. Ai có thể kéo được?
cung bá vương, Hạng Vũ đã sử dụng nó. Đó là 10 cây cung nổi tiếng hàng đầu của Trung Hoan. Lưu Chiến Thắng kinh ngạc. Nói xong, Lưu Chiến Thắng bước tới câm thử, anh ta dùng hết sức lực cũng không thể nhắc được cung bá vương khỏi mặt đất. Để tôi thử, đàn ba tiến lên một bước. 63, 5 kg đối với đàn ba chắc chắn là chuyện nhỏ, nhưng anh ta đã cố gắng hê sức kéo cung, lại nhận ra sức mạnh của mình không là gì trước cung bá vương. Những người đam mê bắn cung có mặt tại hiện trường đã bắt đầu di chuyển. Một số người bước tới, cũng chỉ miễn cưỡng nhặt được cung bá vương lên khỏi mặt đất, chứ đừng nói đến việc mở cung. Dương Tiêu nhìn kỹ cây cung bá vương ngạc nhiên, không tệ, cây cung này làm từ sắt đen, nhưng không phải từ thời cổ đại, mà là đời sau bắt chước cung bá vương thật. Tuy nhiên, chế tạo được như thế này đã thật sự tốt rồi. Rốt cuộc, cây cung bá vương thật đã trải qua lễ rửa tội nhiều năm, e là nó đã biến thành rỉ sét từ lâu rồi. Bắt chước thì sao? Chẳng lẽ anh còn có thể dùng tự nhiên? Lưu Chiến Thắng khinh thường nói. Đàn ba không thể kéo được cây cung bá vương, vì vậy Lưu Chiến Thắng đương nhiên không coi trọng Dương Tiêu. Chỉ riêng cây cung bá vương này đã nặng tới 63,5 kg, cầm được nó phải tốn rất nhiều công sức, chưa kể đến việc mở cung và đặt tên cũng phải tốn bao nhiêu công sức. Đám người có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ thích thú, bọn họ cũng không nghĩ Dương Tiêu có thể dễ dàng sử dụng cây cung bá vương này. Dương Tiêu khít mũi, nhìn cho kỹ. Anh bước tới, nhẹ nhàng cầm cây cung bá vương lên. Trời ơi, nhìn thấy Dương Tiêu dễ dàng nhấc cây cung bá vương lên, đàn ba đặc biệt bị sốc. Mặc dù là dũng sĩ số 1 Đại Tây Bắc, nhưng cung sắt đen nặng 63,5 kg. Không nhẹ như bọt biển không có cảm giác gì. Cung Linh Nhi lộ vẻ xúc động, Dương Tiêu, tôi chắc chắn anh là đồ biên thái. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lại vỗ cùng kinh ngạc trước sức mạnh kinh người của Dương Tiêu. Lúc này, họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một con quái vật thực sự. Cầm được cung bá vương thì như thế nào? Anh ta có thể mở nó không? Lưu Chiến Thắng nói. Phút ngay sau khi lời nói của Lưu Chiến Thắng vừa dứt, ánh mắt Dương Tiêu khóa chặt mục tiêu cách đó 200 mét, đột nhiên dùng lực, một loại âm cô xưa đột ngột vang lên. Kéo cung tên, bước chân Dương Tiêu vững vàng, toát ra khí chất kinh người. Giống như chiến thần Bát Khả Chiến Bại đang mở cung bắn tên. Cung tên bị kéo căng 2/3, rõ ràng lực cản đã tăng lên. Chậc chậc, không hổ là cung bá vương, đúng là danh bắt hự truyền, có vẻ như tên này đã đạt đến cực hạn. Lưu Chiến MT nói đùa. Phu ti, y ngay lúc này, một luồng khí dữ dội hơn bùng phát trong cơ thể Dương Tiêu, toàn bộ cung bá vương lập tức bị Dương Tiêu kéo căng. Đậu phộng. Nhìn thấy Dương Tiêu thực sự kéo cây cung bá vượng nặng 63,5 kg căng hệt cỡ, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường kinh ngạc liên tục. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu trước mặt, nỗi chấn động trong lòng bọn họ không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ, chỉ có thể dùng những lời sức mạnh nhổ được núi mới có thể diễn tả được sức lực cuồng bạo của Dương Tiêu. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu dậm chân, ba mũi tên lông vũ bay lên không trung. Vèo 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 on sau khi nhận mũi tên lông vũ, Dương Tiêu mở cung đặt mũi tên. Anh ta định làm gì? Hơn 100 người có mặt tại hiện chết lặng. Tên này bị điên à? Anh ta định bắn 3 mũi tên cùng một lúc hả? Đúng thế, không lẽ anh ta không rõ tốc độ bắn chúng của 3 mũi tên cách 200 mét nhỏ như thế nào hả? Ngay lúc này, Lưu Chiến Thắng và đàn ba chết lặng, hai người đều không ngờ Dương Tiêu lại điên cuồng như vậy. Mỏ! Dương Tiêu hét lên. Dưới cái nhìn của hơn 100 người, chỉ thấy Dương Tiêu cầm 3 mũi tên thực sự kéo căng cung bá vương. Ánh mắt anh khóa chặt 3 viên sỏi trên hồng tâm phía trước, bộc lộ tài năng. Nhìn thấy Dương Tiêu uy nghiêm, hơn 100 người đều thót tim. Họ dán mắt vào Dương Tiêu, mong chờ, trông đợi và hy vọng. Liệu chàng trai trước mặt này có thực sự tạo nên kỳ tích? Phần phật. Đúng lúc này, một trận gió nổi lên, thổi bay quần áo của Dương Tiêu. Đôi mắt đen của Dương Tiêu lóe lên một tia sáng sắc bén như chim ưng, anh trầm giọng hét lên, đi. Vèo 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 on ngay sau đó, 3 mũi tên lông vũ bay ra như cầu vòng, toàn bộ không khí truyền đến cảm giác xé rách lạnh SN như thể dưới 3 mũi tên lông vũ uy lực như sấm sét này, mạnh mẽ xuể thủng toàn bộ không gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dường như 200 mét đối với mọi người rất xa xôi, nhưng trước mắt Dương Tiêu lại gần trong tầm tay. Sẽ có kỳ tích sao? Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm viên sỏi trên bia ngắm cách đó 200 mét, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Vèo 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 on dưới ánh mắt của mọi người,
ba mũi tên giống như tre bị gãy, dưới tác động mạnh của các mũi tên những viên sỏi đặt trên bia ngắm cách đó 200 mét biến thành bụi ngay tại chỗ. Ba tiếng va chạm mạnh từ xa đến gần vang lên, mọi người có thể thấy rõ một làn. Khói trắng bốc lên khi ba viên sỏi nổ tung. Khi nhìn thấy y làn khói trắng từ vụ nổ của những viên sỏi, tất cả mọi người có mặt tại hiện. Trường như bị điềm huyệt, tất cả đều hóa đá tại chỗ. Họ mở to mắt, không thể tin được, lúc này trong lòng bọn họ đều nổi lên sóng gió. Huấn luyện viên bắn cung là người đầu tiên tỉnh táo lại, kỹ năng thần kỳ, trúng đích, trúng hết. Âu Dương Tiêu, anh chắc chắn là ma quỷ. Chứng kiến cảnh tượng này, Cung Linh Nhi kích động suýt nhảy cưng lên. Thành công, tên này thật sự thành công. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như mộng ảo, cách xa 200 mét, đồng thời bắn trúng ba mũi tên. Đây thật sự là kỳ tích xuất hiện trước mắt bọn họ, vù vù vùi gió bay phấp phới vẫn chưa dừng lại. Dương Tiêu đứng thẳng như kiệm, tựa như chiến thần vô song khiến mọi người bái phục. Chứng kiến cảnh tượng này, đàn ba run rẩy, môi mấp máy. Dũng sĩ, đây mới thật sự là dũng sĩ, anh Dương, hãy nhận một lạy của đan ba này. Sau khi nói xong, đan ba cúi đầu thật sâu với Dương Tiêu. Là một người đến từ Đại Tây Bắc, đan ba ngưỡng mộ nhất là dũng sĩ thực thụ. Trước mặt Dương Tiêu, đan ba hoàn toàn bị thuyết phục, anh ta biết thành tích của mình trước mặt Dương Tiêu hoàn toàn là núi cao còn có núi cao hơn. Mình bắn ở cự ly 150 mét, người ta bắn 200 mét. Mình bắn một mũi tên. Người ta bắn ba mũi tên cùng một lúc. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, hơn nữa còn nghiền ép với sức mạnh toàn diện. Bái phục xong, đan ba hoàn toàn ngưỡng mộ Dương Tiêu. Nghe thấy những lời của đan ba, mắt Lựu Chiến Thắng như muốn nút ra, gầm lên, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng, may mắn, tất cả là may mắn. Làm sao một tên chỉ dựa dẫm vào phụ nữ lại có thể đạt được thành tích như vậy? Không thể nào, đây chắc chắn là may mắn. May mắn, Dương Tiêu cười nhạt. Ngay sau đó, Dương Tiêu lại dậm chân, ba mũi tên đặt trên đát bay lên không trung. Tay phải của Dương Tiêu hóa thành bóng mở cầm ba mũi tên với tốc độ cực nhanh, lần nữa mở cung đặt các mũi tên. Với tiếng kêu cót két, dây cung bá vương trực tiếp bị kéo ra. Theo hành động của Dương Tiêu, nước chảy mây trôi, một loạt các hành động thực hiện trong một lần. Hai mắt Lưu Chiến Lược đỏ ngầu, đúng vậy, chắc chắn là may mắn. Không tin anh có thể biểu diễn lại cho mọi người xem L. Vốn dĩ anh ta chuẩn bị làm nhục Dương Tiêu, nhưng không ngờ lại bị Dương Tiêu làm cho bẽ mặt. Chẳng lẽ cứ thế nhận thua, đời này sẽ không dính dáng đến Cung Linh Nhi nữa. Không cam lòng, Lưu Chiến Thắng nắm chặt tay, anh ta rất không cam lòng. May mắn, thật không, Dương Tiêu chê giêu, ba mũi tên trong tay giống như sao băng lại bắn mạnh bay vèo. Vèo 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 on ba mũi tên phóng dạ. Phát ra những tiếng vang dội, âm âm như sâm, khiến cho người khác đau màng nhĩ. Ưng ực, năm người có mặt tại hiện trường không nhìn được nuốt nước miệng, bọn họ chỉ cảm thấy đây đâu phải ba mũi tên, rõ ràng là ba người khổng lồ cô đại, có thể lây mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Vèo 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 on dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ba mũi tên tên bắn mạnh vào hồng tâm, trực tiếp xuyên thủng hồng tâm. Phút phút phút, tuy nhiên, sau đó lại nảy sinh cảnh tượng kinh hoàng. Sau khi ba mũi tên xuyên qua hồng tâm, thế mà lại quay đầu phản lại. Con mẹ nó, nhìn thấy ba mũi tên quay đầu phản lại, hơn trăm người tại hiện trường sợ tới mức hồn bay phách lạc, lần lưới lui ra sau. Dường như ba mũi tên như thiên quận vạn mã đột kích, luồng. Khí cuồng bạo làm cho mọi người lạnh sống lưng. Sinh ra cái thế mạnh mẽ khiến tâm hồn run sợ, trong lòng không hề có chút phản kháng nào. Đừng, đừng mai, Lưu Chiến Thắng kêu lên. Bởi vì hướng phản xạ của mũi tên đang hướng về phía anh ta. Nếu ba mũi tên này rơi vào người anh ta, cơ thể anh ta chắc chắn sẽ bị ba mũi tên đâm xuyên một cách không thương tiếc. Dương Tiêu khinh thường cười, chỉ có chút can đảm này. Vẻ on ngay lúc ba mũi tên sắp nổ tung đầu Lưu Chiến Thắng, Dương Tiêu vung tay ngang tàng nắm chặt ba mũi tên đang phản lại. Tí tách, tí te trầu nhìn chằm chằm vào ba mũi tên cách đầu chưa đầy 1 cm. Chán của Lưu Chiến TH đổ mồ hôi nhễ nhại to như hạt đậu. Bị chi sau khi xác nhận mũi tên không đâm vào đầu mình, Lưu Chiến Thắng như được miễn tội chết, trong nháy mắt cơ thể anh ta dường như đã bị rút hết sức lực ngồi bệt xuống đất. Ngay sau đó, một mùi hương nồng nặc bao trùm khắp nơi. Nhìn kỹ thì thấy Lưu Chiến Thắng đường đường là cậu chủ nhà họ Lưu uy nghiêm lại bị dọa sợ tè ra quần. Nhớ kỹ anh thua, là đàn ông, anh phải giữ đúng lời hứa của mình.
nhóc Hy Nhi, chúng ta đi. Dương Tiêu đặt cung bá vương sung, đi về phía bên ngoài sân gôn. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiêu, đám người có mặt tại sân bắn cung đều kinh hãi. Chiến thần, đây chắc chắn là một siêu cấp chiến thần. Tất cả những mũi tên bắn trúng đích cách xa 200 mét đã khiến họ kinh ngạc, ai ngờ Dương Tiêu lại bắn mũi tên lượn vòng. Kỹ năng thần kỳ, kỹ năng thực sự tuyệt vời. Cung Linh Nhi hoàn toàn ngớ ra, cô vô thức đi theo Dương Tiêu đi về phía bên ngoài sân gôn. Lưu Chiến Thắng lộ vẻ kinh hãi, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc, anh ta thua thảm hại. Anh ta muốn trả thù, nhưng lại nhọt nhạt yêu ớt. Bó anh ta nghe lời Dương Tiêu chỉ đâu đánh đó, ngay cả đám vệ sĩ cũng không dám xúc phạm Dương Tiêu, sao anh ta có thể báo thù được. Trong phút chốc, Lưu Chiến Thắng tràn đầy tuyệt vọng, lẽ nào đời này mình thật sự không thể tới gần Cung Linh Nhi sao? Lẽ nào mình phải chịu một nỗi xấu hổ lớn như vậy, không thể báo thù? Kít! Ngay sau khi Dương Tiêu đi chưa đến 100 mét, hàng chục chiếc xe hơi sang trọng đã xông vào sân gôn, ngăn không cho Dương Tiêu đi. Bộp 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 bộp. Trong giây tiếp theo, có rất nhiều người bước từ xe sang xuống, nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt không có thiện cảm. Bó, chính là anh ta, chính là anh ta đánh con. Bồ nhất định phải làm chủ cho con muốn đập nát tên này thành nhiều mảnh, con muốn đánh tên này nghiền nát thành cho. Sau đó, một giọng nói bi phẫn vang lên khắp sân gôn, chỉ nhìn thấy Mộc Tử Tình. Con gái nhà họ Mộc, gia tộc quyền lực hàng đầu Trung Nguyên đang trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Một người đàn ông trung niên toát ra khí, sát của cập trên tiên lên nhìn chằm chằm Dương Tiêu, cậu nhóc, là cậu đánh con gái cưng của tôi. Biết chữ chết viết như thế nào không? Khuôn mặt ông ta đầy vẻ nghiêm nghị, phía sau có 50-60 vệ sĩ ưu tú đứng cạnh. Dường như chỉ cần ông ta ra lệnh, đám vệ sĩ phía sau ông ta sẽ vô lấy Dương Tiêu như hỗ sỏi rình mồi, xé xác Dương Tiêu ra thành từng mảnh. Nhìn thấy người tới, Dương Tiêu nhíu mày. Anh thực sự không ngờ, vừa mới chỉnh đốn Lưu Chiến Thắng xong, cái đồ có mắt không tròng Mộc Tử Tinh này lại lao ra xuất hiện trước họng súng. Lúc này, Mộc Tử Tinh ác độc nhìn chằm chằm Dương Tiêu, bồ, hôm nay bố nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Tên khốn kiếp này tát con, gián tiếp tát vào mặt nhà họ Mộc chúng ta. Nỗi nhục này nhà họ Mộc chúng ta không thể nhịn. Hứ Tỉnh con yên tâm, hôm nay có bố SD nhất định sẽ khiến đồ súc sinh phải chịu sự tra tấn như trong địa ân y. Người trung niên với gương mặt lạnh lùng uy nghiêm nói. Sau khi an ủi Mộc Tử Tinh, người trung niên nhìn Dương Tiêu, tay nào đánh Tử Tinh. Cho cậu một cơ hội tự chặt đứt bàn tay đó, có lẽ tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Người trung niên không giận mà uy là Mộc Thiên Hoa chủ nhà họ Mộc thuộc gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên và là bồ ruột của Mộc Tử Tỉnh con gái nhà họ Mộc. Cách đây không lâu, ông ta nhận được cuộc gọi từ cô con gái Mộc Tử Tinh, biết con gái cưng của mình đã bị tát trong trường, mũi của Mộc Thiên Hoa gần như bốc khói. Mộc Thiên Hoa chỉ có một đứa con gái là Mộc Tử Tinh, cực kỳ cưng chiều Mộc Tử Tinh từ khi nhỏ. Con gái bị đánh, Mộc Thiên Hoa nổi trận lôi đình. Ông ta lập tức huy động toàn bộ quan hệ nhà họ Mộc. Muốn tìm ra Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu sống không được chết không xong. Tiếc là Dương Tiêu đã rời khỏi Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, trong chốc lát Mộc Thiên Hoa không có cách nào xác nhận nơi ở của Dương Tiêu. Kết quả là, Mộc Thiên Hoa làm mặt giận dữ làm khó Đường Đường. Khiến Mộc Thiên Hoa ngạc nhiên là thế mà Đường Đường được Học viện Nghệ thuật Đê Đô phá lệ tuyển, bậc thầy lưu nghệ sĩ piano số 1 trong nước đã ra mặt che chở cho Đường Đường. Mặc dù rất tức giận nhưng Mộc Thiên Hoa không dám xúc phạm Lưu Sảng. Xét cho cùng, Lưu Sảng là bậc thầy tồn tại như hóa thạch sống trong ngành piano trong nước. Nếu Lưu Sảng tức giận, kêu gọi nhiều gia đình giàu có trong nước đàn áp nhà họ Mộc, thì cũng đủ khiến nhà họ Mộc của ông ta phải trả giá lớn. Không làm khó được Đường Đường, Mộc Thiên Hoa không tiếc tiên tìm ra tung tích của Dương Tiêu. Dưới sức mạnh của phân thưởng lớn, Mộc Thiên Hoa nhanh chóng có được thông tin, xác nhận Dương Tiêu đang ở sân gôn. Vì vậy, Mộc Thiên Hoa lấy tốc độ nhanh nhất lập tức dẫn người đến sân gôn, định trừng trị nghiêm khắc Dương Tiêu. Tôi đánh bằng tay phải, không lẽ ông muốn chặt tay phải của tôi? Dương Tiêu bình tĩnh nói. Mộc Thiên Hoa phát tay, một vệ sĩ nhanh chóng đưa một con dao pha cho Mộc Thiên Hoa. Mộc Thiên Hoa cầm dao ném thẳng tới trước mặt Dương Tiêu, súc sinh, tôi đã cho cậu cơ hội, một khi để tôi tự làm, không đơn giản chỉ là tự làm chặt tay. Đúng, nếu để bố tôi tự mình làm, thì đời của anh coi như xong. Mộc Tử Tình hung ác nói. Cô ta bị Dương Tiêu tát, đến bây giờ vết tát trên mặt cô ta vẫn chưa biến mất. Mộc Thiên Hoa tức giận,
nhìn vết tát trên mặt con gái cưng của mình, trái tim của Mộc Thiên Hoa đang chảy máu dữ dội. Người ta nói con gái là người tình của kiếp trước của cha, Mộc Thiên Hoa cũng không ngoại lệ. Từ lúc Mộc Tử Tinh sinh ra, Mộc Tử Tỉnh đã là công chúa nhỏ trong, mắt gạch dưới Mộc Thiên Hoa, không ai có thể khinh thường. Hôm nay con gái ông ta bị người ta đánh, Mộc Thiên Hoa thật sự có dã tâm muốn giết chết Dương Tiêu. Nhìn Dương Tiêu còn đang lề mề, ánh mặt Mộc Tử Tinh u ám nói, phế vật, anh còn lề mề cái gì? Bây giờ, có bố cô ta Mộc Thiên Hoa trấn thủ, Mộc Tử Tinh không hề sợ. Như thể Dương Tiêu là cá, bọn họ là dao, lần này Dương Tiêu hoàn toàn chết chắc. Mộc Tử Tinh, không phải lúc trước tôi đã nói rõ với cô, tính tình của tôi không tốt, không cần gây chuyện, nếu không, tôi không ngại tiêu diệt toàn bộ nhà họ Mộc của cô. Dương Tiêu đột nhiên nói với giọng điệu âm u. Cái gì? Không ngại tiêu diệt toàn bộ nhà họ Mộc. Vừa nói xong, khuôn mặt của Mộ Thiên Hoa lập tức nổi lên sự tức giận. Mộc Tử Tinh càng kinh hoàng hơn, cô ta không ngờ Dương Tiêu lại dám tùy ý kiêu ngạo trước mặt bố mình như vậy. Lưu Chiến Thắng đang đái ra quần nghe thấy vậy bồng bật cười, ha 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 ha. Đàn ba, có vẻ như thằng đó chết chắc rồi. Dám xúc phạm con gái nhà họ Mộc, dám nói khoác không biết ngưỡng trước mặt Mộc Thiên Hoa, dựa theo tính tình của Mộc Thiên Hoa, tên này sẽ chết rất thảm. Là cậu chủ của nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc, Lưu Chiến Thắng hiểu rất rõ về nhà họ Mộc. Trong 10 gia tộc hàng đầu ở Trung Nguyên, là gia tộc có nội bộ mạnh, thực lực toàn diện sắp sánh ngang với nhà họ Lưu. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì gia tộc lớn thứ 5 ở Trung Nguyên chính là nhà họ Mộc. Điều quan trọng nhất là Mộc Tử Tỉnh là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Mộc Thiên Hoa, ai dám xúc phạm Mộc Tử Tỉnh thì chính là đập lên đâu thái tuế. Cho dù xuất thân từ nhà họ Lưu, một trong 4 gia tộc lớn nhất, anh ta cũng sẽ không dễ như trở bàn tay xúc phạm trái ót Mộc Tử Thanh này. Nghe những gì Dương Tiêu nói, Lưu Chiến Thăng vui mừng khôn xiết. Vừa nãy anh ta chỉ nghĩ phải trả đũa Dương Tiêu như thế nào, ai ngờ trong nháy mắt phiền phức đã tìm đến Dương Tiêu. Nhìn toàn bộ thành phố Trung Nguyên, có thể ra mặt dạy dỗ Dương Tiêu đếm trên đầu ngón tay, mà nhà họ Mộc này là một trong số đó. Có Mộc Thiên Hoa đích thân ra tay. Lưu Chiến Thắng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bóng dáng thê thảm của Dương Tiêu quỳ xuông xin tha. Bố thấy tên khốn này kiêu ngạo như thế nào rồi chứ? Vậy mà anh ta lại dọa tiêu diệt cả nhà họ Mộc chúng ta. Mộc Tử Tỉnh tức giận nói. Con người của Mộc Thiên Hoa co rút lại, trong người toát ra một luồng khí lạnh lẽo, tiêu diệt nhà họ Mộc NS tôi. Súc sinh, giọng điệu của cậu thật lớn. Xem ra cậu thật sự không muốn sống, tốt, rất tốt, vậy thì hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cậu. Bây giờ sẽ tiên cậu về Tây Thiên. Đợi đã, ý thức được Mộc Thiên Hoa thực sự rất tức giận, Cung Linh Nhi bước tới ngăn cản. Nhìn thấy Cung Linh Nhi bước ra, lúc này Mộc Thiên Hoa mới chú ý đến Cung Linh Nhi đứng bên cạnh Dương Tiêu, vừa rồi ông ta rất tức giận, hoàn toàn không để ý tới Cung Linh Nhi cũng đang ở hiện trường. Nhóc Linh Nhi, sao vậy? Cháu muốn ngăn cản tôi? Mộc Thiên Hoa hỏi. Là người đứng đầu nhà họ Mộc một trong 10 đại gia lớn nhất, Mộc Thiên Hoa là người có tham vọng. Mối quan hệ giữa nhà họ Mộc và nhà họ Cung chỉ ở mức bình thường. Ông ta đã có ý nghĩ giết người mãnh liệt với Dương Tiêu, cho dù đắc tội với nhà họ Cung, Mộc Thiên Hoa cũng không do dự. Cung Linh Nhi vội vàng nói, chú Mộc, có phải giữa chú và Dương Tiêu có hiểu làm gì không? Quan gia nên giải không nên kết, nếu không thì nể mặt nhà họ Cung cháu, chuyện này coi như xong đi. Cô có thể nhìn ra Mộc Thiên Hoa đang thực sự tức giận, vẻ mặt xấu xí đáng sợ. Nhưng vừa nãy Dương Tiêu đã giúp cô chuyện lớn, cô không thể cứ nhìn Dương Tiêu không quan tâm không quản được. Hiểu lầm gì, con gái tôi bị cậu ta đánh thế này, hôm nay nếu không dạy cho nó một bài học xương máu, thì một đứa thấp hèn trong xương như vậy sao có thể biết tôn tỷ địa vị. Mộc Thiên Hoa tức giận hét lên. Cái gì, muốn dạy cho Dương Tiêu một bài học xương máu? Cung Linh Nhi khiếp sợ không thôi, cô nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Chú Mộc, Cung Linh Nhi lại nói. Mộc Thiên Hoa không hề cho Cung Linh Nhi chút thể diện nào, nhóc Linh Nhi, đừng trách chú Mộc không giữ thể diện cháu tránh ra cho tôi. Cung Linh Nhi tiến thoái lưỡng nan, cô thực sự không muốn nhìn thấy hai người nảy sinh mâu thuẫn. Không sao, lùi lại, để tôi tới. Dương Tiêu võ vai Cung Linh Nhi tiền lên một bước. Mộc Thiên Hoa bừng bừng sát khí nhìn chằm chằm Dương Tiêu, xúc. Sinh tỉ tiện, nói đi. Hôm nay cậu muốn chết như thế nào? Chết, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Vừa nãy tôi đã nói rõ, tôi thật sự không ngại tiêu diệt toàn bộ nhà họ Mộc. Vừa nói,
hai mắt Dương Tiêu như ngọn đuốc, một luồng khí cuồng bạo chưa từng có toát ra từ trên người Dương Tiêu, anh kiêu ngạo ngạo nghề nói, nhà họ Mộc thì sao? Dám xúc phạm Dương Tiêu này, tôi sẽ dùng thực lực nói cho các người biết, trước mặt tôi là Tôn, nhà họ Mộc là Ti. Cái gì? Dương Tiêu là Tôn, nhà họ Mộc là Tí. Vừa dứt lời, mọi người có mặt tại hiện trường há to miệng, cả hiện trường to lớn chợt rơi vào im lặng. Ngay cả Cung Linh Nhi cũng choáng váng, vốn dĩ cô muốn để Mộc Thiên Hoa nê mặt nhà họ Cung rồi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng điều mà Cung Linh Nhi không ngờ Dương Tiêu Kỳ nói ra những lời điên rồ như vậy. Đúng vậy, trong mắt Cung Linh Nhi, Dương Tiêu đang nói những lời điên cuồng. Thân phận thần chết của Dương Tiêu đã bị lộ, ông cụ Cung Cung Thiên Tế đã biết, nhưng không nói cho Cung Linh Nhi biết. Vì vậy, lúc này theo cái nhìn của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu không khác gì kẻ điên. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn, nhiều người sôi sục. Không phải chứ, tên nhóc này thật sự muốn chống lại nhà họ Mộc. Chẳng lẽ cậu ta không biết nhà họ Mộc là đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên sao? Đúng vậy, nhà họ Mộc đang mơ hồ trở thành gia tộc lớn thứ 5 ở Trung Nguyên, làm sao cậu ta có thể nói ra những lời nhà họ Mộc là Ti được? Mọi người đều kinh ngạc. Hiển nhiên lời nói của Dương Tiêu thật sự khiến bọn họ kinh ngạc. Cho dù tài bắn cung của Dương Tiêu khiến bọn họ phải thán phục, nhưng ngay cả tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên cũng không dễ dàng nói ra những lời bảo nhà họ Mộc là Ti được. Lưu Chiến Thắng nghe thấy thế cười tà ác, tốt, tốt lắm, Dương Tiêu, cứ tiếp tục biểu diễn tìm đường chết của anh đi. Lúc này, Lưu Chiến Thắng rất vui mừng. Dương Tiêu dám nói lời thô bạo trước mặt Mộc Thiên Hoa chủ nhà họ Mộc, trong mắt Lưu Chiến Thắng. Dương Tiêu không khác gì đang nhảy trên mũi dao. Chờ Mộc Thiên Hoa tức giận, chắc chắn Dương Tiêu sẽ bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ của Mộc Thiên Hoa. Dũng sĩ thực thụ, Đan Ba nhìn chăm chú vào bóng lưng của Dương Tiêu, càng ngưỡng mộ hơn. Không sợ cường quyền, cho dù là nhà họ Mộc cũng không để vào mắt, loại anh hùng phóng khoáng này thực sự mới phù hợp với lòng hăng hái cao ngất của đàn ông nhiệt huyết Đại Tây Bắc. Mộc Tử Tỉnh tức giận cơ thể run lên, bố nghe này. Tên phế vật này lại dám nói anh ta là Tôn, nhà họ Mộc chúng ta là Ti. Thật sự quá hung hăng ngang ngược. Súc sinh, cậu thật to gan. Mộc Thiên Hoa suýt nữa nổ tung tại chỗ. Là ông chủ của một trong những gia đình mạnh nhất Trung Nguyên, ông ta rong. Ruồi Trung Nguyên, ngay cả người đứng đầu của tứ đại gia tộc cũng phải giữ thể diện cho ông ta ba phân. Bây giờ ngay cả một thằng ở dễ cũng dám la lỗi om sòm với ông ta, thật sự coi ông ta không biết nóng nảy hả? Nghĩ đến cảnh con gái mình bị đánh, nghĩ đến một thằng, phế vật dựa dẫm vào phụ nữ kiêm miệng ăn sỉ nhục nhà họ Mộc của ông ta, trên mặt Mộc Thiên Hoa hiện lên vẻ hung đê sáu, suy sinh, quỳ xuống. Sám hồi, nếu không, tôi bảo, đảm khiến cậu sẽ hối hận khi đến thế giới này. Quỳ xuống, sám hồi. Tốt, rất tốt, tốt lắm. Lửa giận trong lòng Dương Tiêu bùng lên, anh hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn cuối cùng với nhà họ Mộc này. Ông già. Con gái ông chó cậy gần nhà, gà cậy gân chuông nhục nhã người nhà tôi, ông là bê trên không những không dạy dỗ nghiêm khắc mà còn làm khó tôi, thật sự ngu dốt. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, xin lỗi tôi, sau đó dẫn con gái mình đi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, tôi bảo đảm sẽ khiến nhà họ Mộc của ông tan thành mây khói trong vòng 10 phút. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Nghe vậy, đám người tại sân bắn cung trợn mắt há hốc mồm, bọn họ kinh hãi trước lời nói của Dương Tiêu. Lưu Chiến Thắng cười dữ tợn, tên này thật đúng là chuyên gia tìm chết. Bảo chủ nhà họ Mộc xin lỗi anh không soi mặt vào nước tiểu xem anh là cái thá gì. Nhìn thấy Dương Tiêu trước mặt càng ngày càng hung hăng ngang ngược, Mộc Thiên Hoa tức giận mặt đen lại. Nhà họ Mộc ở thành phố Trung Nguyên nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng thấy một người kiêu ngạo như vậy. Tốt, tôi muốn xem cậu làm nhà họ Mộc tan thành mây khói như thế nào. Danh con, tôi nói rõ cho cậu biết. Nếu hôm nay cậu không khiến nhà họ Mộc tôi tan thành mây khói, tôi sẽ khiến cậu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tập đoàn Tuyết Tiêu do vợ cậu Đường Mộc Tuyết mở đúng không? Yên tâm, hôm nay Đường Mộc Tuyết đã định sẵn phải trả giá cho sự ngu ngốc của cậu, nếu cậu không quỳ xuống sám hối, tôi sẽ khiến Đường Mộc Tuyết chịu mọi loại ức hiếp, khiến tập đoàn Tuyết Tiêu tan thành mây khói. Mộc Thiên Hoa tàn nhẫn nói. Ánh mắt muốn giết người bắn tung tóe khắp nơi, ông ta chỉ muốn hung hăng tra tấn Dương Tiêu ngay lập tức. Dám xúc phạm uy nghiêm của nhà họ Mộc, đáng chê. Nhìn chằm chằm Mộc Thiên Hoa đang có ý muốn giết mình, vẻ mặt của Dương Tiêu u ám đến mức có thể vắt ra nước. Vốn dĩ anh chỉ đơn giản muốn dạy dỗ Mộc Tử Tỉnh kiêu ngạo độc đoán,
nhưng không ngờ lại có thể khiến lão già Mộc Thiên Hoa ra tay. Điều quan trọng nhất là Mộc Tử Tỉnh đã sai trước, mà Mộc Thiên Hoa lại còn đổi trắng thay đen, như thể con gái của ông ta đã chịu ấm ức to tát. Điều khiến Dương Tiêu không thể chấp nhận được nhất là Mộc Thiên Hoa lại dám nói tôn tỷ địa vị trước mắt anh, thật nực cười. Không lẽ là chủ của gia đình thuộc hạng tan, nhất trung nguyên thì là tôn quý, không băng nhà họ Mộc thì là ti tiện. Người sinh ra đã tự do, ai dám cao cao tại thượng. Nếu nói như vậy, anh là thần chết, từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, ở trước mặt anh, vậy chẳng phải Mộc Thiên Hoa còn chẳng phải cái giam sao. Điều khiến Dương Tiêu tức giận nhất là lão già Mộc Thiên Hoa này lại dám lầy Đường Mộc Tuyết và tập đoàn Tuyết Tiêu ra nói trước mặt mình, hoàn toàn mài hết tính tốt của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết là vợ anh, tập đoàn Tuyết Tiêu là phương tiện của Dương Tiêu hỗ trợ Đường Mộc Tuyết gạch dưới bày ra những kế hoạch hoành tráng, kết nào dám nhúng chàm, kẻ đó sẽ chết. Khi bà cụ Đường còn sống, Dương Tiêu đã chịu đựng quá lâu, lần này Dương Tiêu không còn lựa chọn nhẫn nhịn nữa. Là thần chết năm xưa, giết địch như ma, tay anh đã nhúa ồm không biết bao nhiêu máu từ lâu. Bản thân Dương Tiêu có sát khí cực nặng, mấy năm qua Dương Tiêu đã nghiên cứu và hiểu được tâm pháp chí cao của Long Môn, cộng thêm đã luyện tâm tính ở nhà họ Đường 5 năm, sát khí của anh cũng đã phai nhạt đi không ít. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Dương Tiêu đã hết khát máu. Trong mắt Dương Tiêu toát ra sát khí rào rạt, anh trầm giọng nói, nếu đã như vậy, thì nhà họ Mộc hoàn toàn tan thành mây khói đi. Sau đó, Dương Tiêu gọi một cuộc điện thoại, trong vòng 10 phút, tôi muốn nhà họ Mộc ở Trung Nguyên hoàn toàn bị xóa số. Vâng, điện hại một giọng nói cung kính vang lên trong điện thoại. Mộc Tử Tinh khinh thường, trong vòng 10 phút khiến nhà họ Mộc bị xóa sổ. Phê vật, anh thật sự biết chém giói. Ha, nếu trong vòng 10 phút không thể khiến nhà họ Mộc tôi bị xóa số khỏi Trung Nguyên, tôi sẽ khiến tập đoàn Tuyết Tiêu tan thành mây khói. Mộc Thiên Hoa hung ác nói. Mộc Tử Tinh là con gái cưng của ông ta, không ai có thể bắt nạt. Dương Tiêu dám bắt nạt con gái ông ta, không những không sám hồi mà còn tiêm, nói khoác không biết ngược. Mộc Thiên Hoa hạ quyết tâm, nếu 10 phút nữa nhà họ Mộc bình yên vô sự, ông ta sẽ đập hết răng chó của Dương Tiêu, xem cậu ta còn có thể ăn nói bậy bạ như thế nào. Chờ chết đi, Lưu Chiến Thắng nở nụ cười âm hiểm. Nhiều người lắc đầu, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu không thể trước sau đều tốt đẹp. Nhà họ Mộc thuộc hạng mạnh nhất Trung Nguyên, cho dù tứ đại gia tộc muôn đẻ bẹp nhà họ Mộc cũng khó như lên trời, huông chỉ là Dương Tiêu. Thời gian trôi qua từng chút một, 10 phút trôi qua trong nháy mắt. Sau khi nhìn đồng hồ, Mộc Thiên Hoa cau mày giữ tợn măng, xúc sinh, đã qua 10 phút, chẳng phải cậu bảo khiến nhà họ Mộc bị xóa số khỏi Trung Nguyên hả? Sao, chém gió nữa đi, chém mạnh nữa đi. Người đâu, bắt tên nhóc này lại cho tôi muốn tự tay đánh nát răng chó của cậu tai. Vâng, 40-50 tên thuộc hạ tỉnh nhuệ phía sau Mộc Thiên Hoa đồng thanh hét lên. Ngay lúc nhiều tên thuộc hạ chuẩn bị ra tay với Dương Tiêu, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chủ nhà, xảy ra chuyện lớn rồi, biệt thự nhà họ Mộc bị một đám người mặc đồ đen đột kích, toàn bộ nhà họ Mộc bị giết bị thương vô số. Biệt thự nhà họ Mộc bị người mặc đồ đen đột kích. Bị chết, bị thương vong vô số. À mi, những lời này như sấm sét. Mộc Thiên Hoa dùng mình, một cơn ớn lạnh trong nháy mắt ập đến từ gót chân lên đỉnh đầu. Ông chắc chứ, Mộc Thiên Hoa run rẩy nói. Vâng, chủ nhà, xong rồi, nhà họ Mộc chúng ta xong đời rồi. Tất cả con cháu dòng họ nhà họ Mộc đều chết oan uông. Những người mặc đồ đen này cực kỳ hung bạo, cả nhà họ Mộc to lớn chó gà cũng không thai. Tuy nhiên, rõ ràng đối phương đã có mục tiêu, chỉ nhắm vào người nhà họ Mộc. Người giúp việc như chúng tôi không bị tận công. Quản gia nhà họ Mộc run rẩy nói. Cái gì, chỉ nhắm vào người nhà họ Mộc. Tất cả con cháu dòng chính nhà họ Mộc đều chết oan uống. Tí te chi tí te trồ trong phút chốc, trên trán Mộc Thiên Hoa lắm tắm mồ hôi lạnh, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng trượt xuống má. Nghĩ đến cái chết của nhiều thành viên trong nhà họ Mộc, mắt Mộc Thiên Hoa tối sầm lại suýt ngất xỉu. Tuy nhiên, cuộc gọi này mới chỉ là bắt đầu, sau đó hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác cứ nối tiếp nhau. Bộ trưởng Bộ Tài chính của tập đoàn N Hà họ Mộc nhanh chóng gọi điện thoại tới, Chủ tịch Mộc, xảy ra chuyện lớn, công ty bị hacker không rõ tấn công, vốn lưu động của công ty bị cưỡng chế ngăn chặn, còn tài chính mấy chục tỷ tệ không rõ tung tí ý trồ. Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn, nhà họ Mộc chúng ta bị một nhóm người bí ẩn trong ngành công nghiệp Trung Nguyên tấn công. Một số lượng lớn chỉ nhánh bị phá hủy với tốc độ NE hanh.
tất cả nhà máy sản xuất của chúng ta đã bị đối phương dùng môi lửa thiêu rụi. Tổng giám đốc Kinh Hát Hoàng gọi điện thoại tới. Chủ tịch Mộc, xảy ra chuyện lớn, thị trường chứng khoán của nhà họ Mộc sụp đổ, rất nhiều công ty hợp tác với tập đoàn nhà họ Mộc cùng tức giận, lần lượt kiên ra tỏ ồ. Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn. Gạch dưới cuộc gọi này đến cuộc gọi khác vang lên, từng chữ giống như tia chớp đánh giữa trời quang, khiến cho khuôn mặt già nua hung hãn của Mộc Thiên Hoa nhanh chóng tái nhợt. N tia nhìn Mộc Thiên Hoa sững sờ, Dương Yêu lạnh lùng nói, lão già, bây giờ ông đã hiểu rõ nhà họ Mộc đối với tôi chỉ như con kiến rồi chứ. Chỉ dựa vào ông mà cũng muốn nhảy nhót trước mặt tôi. Chỉ dựa vào ông mà cũng dám nhắc đến tôn ti địa vị trước mặt tôi. Nói rõ cho ông biết, chỉ cần một ý nghĩ của tôi, gia tộc hạng nhất ở Trung Nguyên chó mà gì, trước mặt tôi cũng vô dụng. Lần đầu tiên sau 5 năm Dương Tiêu tức giận như vậy. Lý Huộc gọi vừa nãy là Dương Tiêu đã siết thân huy động toàn bộ lực lượng tuyệt thế Long Môn phân bổ ở thành phố Trung Nguyên. Tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn gạch dưới lớn nhất thế giới, có sức mạnh thấu trời, thành viên bao trùm khắp nơi trên thế giới. Mặc dù trong nội bộ Long Môn có không ít nguyên lão cốt cán muốn giết mình chiêm đoạt chức vị, nhưng chỉ cần họ là người chung. Hoa rong nội bộ Long Môn, tất cả đều thề trung thành với Long Môn. Vì vậy, chỉ cần Dương Tiêu ở trong nước, sự an toàn cá nhân của Dương Tiêu hầu như không bị đe dọa. Thầy của anh, Long chủ tiền nhiệm của Long Môn đã sắp xếp một số lượng lớn cao thủ tinh nhuệ ở Trung Nguyên bảo vệ sự an toàn của Đê Ương Tiêu. Vừa nãy tức giận, Dương Tiêu đã huy động tất cả các thành viên của Long Mô Ôn ở Trung Nguyên, trong vòng 10 phút lây tốc độ bưng tai sét đánh bẻ gãy nghiền nát khiến nhà họ Mộ Ộc biến mất khỏi thành phố Trung Nguyên. Nói cách khác, trong 10 phút ngắn ngủi này, tất cả người nhà họ Mộc đều bị giết, tài chính hàng chục tỷ tệ của tập đoàn nhà họ Mộc bị Long Mô Ôn ngăn chặn, tất cả các địa điểm lớn của công ty nhà họ Mộc đều bị tàn phá. Vì vậy, hiện tại nhà họ Mộc gần như bị xóa số, những thành viên duy nhất còn sót lại của nhà họ Mộc chỉ còn Mộc Thiên Hoa và Mộc Tử Tỉnh trước mặt này. Cậu làm, tất cả những chuyện này do cậu làm, rát, sốt của cậu là ai? Mộc Thiên Hoa kinh hãi. Lúc này, Mộc Thiên Hoa kinh hãi nhìn Dương Tiêu như thể vừa nhìn thấy ma. Dương Tiêu thờ ơ nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là sự ngu ngốc của ông đã xúc phạm đến người không nên xúc phạm, cho nên từ bây giờ trở đi nhà họ Mộc không còn nữa ồ. Không còn nữa, thật hay đùa. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Dương Tiêu, đám người đứng xung quanh đều kinh ngạc. Linh hồn Mộc Thiên Hoa rét run, cậu là ma quỷ, cậu là ma quỷ. Cả người ông ta như bị trút hết sức. Lực, hai mắt tôi sầm, cả người run rẩy. Nhà à họ Mộc to lớn tan thành mây khói chỉ trong vòng 10 phút, nghĩ đến đây Mộc Thiên Hoa suýt không thể đứng vững. Những người gọi đến là quản gia nhà họ Mộc, tổng giám đốc tập đoàn, thư ký của ông ta. Những người này đều là thân tín của ông ta, những gì họ nói chắc chắn không phải trò đùa. Bó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tử Tỉnh mờ mịt. Mộ rồi, Sê Thiên Hoa tuyệt vọng nói. Xong nhà họ Mộc nhà mình xong rồi, 10 phút, cũng chỉ có 10 phút, nhà họ Mộc nhà mình thật sự bị xóa số khỏi Trung Nguyên. Cái gì, trong vòng 10 phút nhà họ Mộ vẻ C bị xóa số khỏi Trung Nguyên. Mặt của Mộc Tử Tỉnh thay đổi lớn, trong lòng cô ta nổi lên sóng gió, không thể tin được tất cả những điều này. Bó, không phải bố nhầm đấy chứ. Có Mộ Mộc phải thông tin tình báo sai không? Mộc Tử Tỉnh vội vàng nói. Mộc Thiên Hoa nghe xong. Tinh thần phần chắn, đúng. Nếu thông tin tình báo sai thì sao? Vì thế, Mộc Thiên Hoa nhanh chóng lấy điện thoại di động ra kiểm tra thị trường chứng khoán của nhà họ Mộc. Nhìn thấy thị trường chứng khoán rơi xuống đáy, Mộc Thiên Hoa không còn kiềm chế được gào thét trong ti ngã xuống đất. Bói Mộc Tử Tinh sợ hãi, lập tức cúi xuống đỡ Mộc Thiên Hoa. Mặt mày Mộc Thiên Hoa trắng như tờ giấy, hồn bay phách lạc lắm bẩm, xong rồi, nhà họ Mộc nhà mình xong thật rồi. Chuyện này làm sao có thể? Nhìn thị trường chứng khoán trên điện thoại trong tay Mộc Thiên Hoa rơi xuống đáy, hai mắt Mộc Tử Tinh đờ đẫn. Nhìn Mộc Tử Tinh, ánh mắt Mộc Thiên Hoa chợt hiện lên một tia sắc bén. Cha ti! Ngay sau đó, Mộc Thiên Hoa rơi vào trạng thái cuồng bạo, tát vào mặt Mộc Tử Tinh. Mộc Tử Tinh đâu có thể ngờ bồ ruột của cô ta sẽ đánh cô ta, cái tát này khiến Mộc Tử Tinh ngã bệt xuống đất. Trên má ập đến một cơn đau nhói. Mộc Tử Tỉnh đau đớn nước mắt tuôn ra. Trước đó mặt cô ta đã bị Dương Tiêu tát rất mạnh, bây giờ lại bị tát, giống như họa vô đơn chi. Bó, vậy mà, bố đánh con, Mộc Tử Tỉnh ngân người.
hai mắt Mộc Thiên Hoa đỏ ngầu như sư tử điên, ông ta đứng dậy đá vào người Mộc Tử Tinh. Đều do mày, tất cả là do mày, nếu không phải mày một hai phải hỗn láo cót, nhà họ Mộc nhà tôi sẽ không thảm như vậy. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi nhà họ Mộc to lớn đã bị nhổ tận gốc rễ, Mộc Thiên Hoa rơi vào trạng thái bùng nổ. Ông ta chỉ cảm thấy mình vừa rơi từ trên mây xuống, cảm giác tuyệt vọng tràn trề trong lòng xông lên đâu, khiến ông ta nảy sinh ý nghĩ nhảy lầu tự sát. Xét cho cùng, là người ngang ngược có dã tâm, địa vị của ông ta đột nhiên giảm mạnh, cảm giác đỏ hoàn toàn không thể chịu đựng được. Mộc Thiên Hoa hoàn toàn hiểu họ nhà Mộc đã phải chịu một trận đòn kinh hoàng, cho dù ông ta còn sông thì cũng sẽ mắc nợ, và cả đời này ông ta sẽ không bao giờ có ngày nổi danh. Bố, con, Mộc Tử Tinh sợ hãi bật khóc. Cô ta thật sự bị sự cuồng bạo của Mộc Thiên Hoa dọa sợ. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Thiên Hoa đã rất cưng chiều cô ta có thừa, cô ta thật sự không ngờ tới một ngày nào đó Mộc Thiên Hoa sẽ đánh cô ta. Mộc Thiên Hoa hít sâu một hơi, hai mắt ông ta đỏ ngầu ngày càng đậm. Ngay sau đó, Mộc Thiên Hoa tức giận, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, xúc sinh, mày hủy nhà họ Mộc tao, mày khiến tao sống không tốt, tao cũng sẽ khiến mày sống không tốt. Lên, các người lên hết cho tôi. Tôi muốn chặt thằng xúc sinh này thành gậy, muốn thằng xúc sinh này đau mà giết ai si tế Dương Tiêu, mau chạy đi. Nhìn thấy Mộc Thiên Hoa hoàn toàn nổi điên, Cung Linh Nhi kêu lên. Nhìn Mộc Thiên Hoa đang nổi điên, khóe miệng Dương Tiêu nhếch lên một nụ cười, nhưng nụ cười của anh thật đáng sợ. Phập, ngay lúc Mộc Thiên Hoa chuẩn bị dê Dương Tiêu, một người đứng sau ông ta bất ngờ rút dao găm ra đâm mạnh vào Mộc Thiên Hoa. Con dao găm sắc bén đến nỗi ngay lập tức đâm vào cơ thể của Mộc Thiên Hoa. An! Khi dao găm đâm vào trong cơ thể, Mộc Thiên Hoa kêu lên, trợn mắt há hốc mồm không thể tin được bị người ta đâm sau lưng. Khu khụ ồ! Ngay sau đó, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng đen từ phía sau bước ra. Ông già nhưng tinh thần khỏe khoắn, ánh mắt xuyên thấu, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Đậu xanh rau mái! Nhìn thấy Mộc Thiên Hoa bị một ông già lớn tuổi đâm, hơn trăm người có mặt tại hiện trường không rét mà run. Dưới cái nhìn của mọi người, ông già mặc áo choàng đen quỳ một gối nhìn Dương Tiêu, nghiêm nghị nói, âm kim long vương tuyệt thế long môn ra mắt long chủ điện hạ. Cái gì? Tuyệt thế long môn, ra mắt long chủ điện hạ. Khi lời nói của ông già vừa rút, dường như có một tiếng sấm từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người có mặt tại đây đều sững sờ. Tuyệt thế long môn, Mộc Thiên Hoa đã nhuộm máu lên hết ngực, không thể tin được nói. Ông già cười khẩy. Tên ngu ngốc, ngay cả Long chủ điện hạ cũng dám xúc phạm, đúng là tìm chết. Ông già là Am Kim Long Vương một trong tứ đại Long Vương, giỏi ngụy trang, ân mình trong bóng tôi, thường dê người vô hình. Long chủ vô cùng tức giận, Am Kim Long Vương đã huy động và triển khai toàn bộ lực lượng Long Môn ở Trung Nguyên lấy tốc độ xám xét vạn quân tiêu diệt toàn bộ nhà họ Mộc. Am Kim Long Vương đích thân đến sân gôn, lặng lẽ đến sau lưng Mộc Thiên Hoa. Ngay lúc Mộc Thiên Hoa hung hăng tấn công Dương Tiêu, ông đã ngừng ngụy trang trực tiếp dê Mộc Thiên Hoa. Thì ra là người của tuyệt thê Long Môn, thì ra cậu là Long Chủ Điện Hạ, có thể chết dưới tay Long Chủ Điện Hạ, đòi này Mộc Thiên Hoa tôi không tiếc. Xác nhận thân phận của Dương Tiêu và ông già, khóe miệng Mộc Thiên Hoa tràn ra vệt máu, hai mắt đen kịt ngã xuống đất, hoàn toàn mất hết sức sông. Ông ta hiểu sâu sắc tuyệt thê Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, có sức mạnh bao trùm toàn thế giới, phú quý không thể đo lường. Long chủ của Long Môn được ca ngợi là người cao quý nhất trên thế giới, Long chủ uy nghiêm, hoàn toàn không dễ xúc phạm. Nghĩ đến việc xúc phạm Long chủ, chết dưới tay người của Long Môn, Mộc Thiên Hoa biết đó là một vinh dự lớn đối với ông ta trước khi chết, Mộc Thiên Hoa đã hoàn toàn hiểu rõ. Hóa ra mình nực cười như thế, vậy mà lại múa dìu qua mắt thợ trước mặt Long chủ Long Môn tôn quý. Đúng vậy, thật nực cười, trước mặt Long chủ, nhà họ Mộc của ông ta không thể nào là tôn. Trước mặt Long chủ, nhà họ Mộc của ông ta là tỷ. Tuyệt thế Long, Long Môn, Dương Tiêu là, Long. Long chủ, má, ơi. Nhìn thấy Âm Kim Long Vương đang quỳ một gối, trên mặt Lưu Chiến Thăng không còn chút máu, anh ta lắp bắp, hai chân run rẩy không ngừng. Nhớ lại thái độ khinh thường và thái độ thù địch của mình đối với Dương Tiêu vừa nãy, tâm hồn Lưu Chiến Thắng không kìm được run lên. Anh ta biết nếu Dương Tiêu nổi giận, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát xương của anh ta. Vào lúc này, Lưu Chiến Thắng cũng đã rõ, thì ra lần trước anh ta đánh Long Ngũ bị thương,
cả nhà họ Lưu bị các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đàn áp liên tục. Thì ra Dương Tiêu là chủ của Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, đơn giản là khiến người ta khiếp sợ. Dương Tiêu, anh là chủ của Tuyệt Thế Long Môn, Cung Linh Nhi sửng sốt, không biết gì cả. Dương Tiêu cười nhẹ, nhớ kỹ, đây là bí mật giữa tôi và cô. Bí mật giữa tôi và anh. Nghe vậy, Cung Linh Nhi không kìm được đỏ mặt. Đôi mi dài của cô run lên, không nhịn được nhìn Dương Tiêu nhiều hơn. Lúc này, Cung Linh Nhi đã hiểu tại sao ông nội lại rất coi trọng Dương Tiêu, tại sao ông nội lại muôn mình làm quen với Dương Tiêu. Long chủ Long Môn, đó là người đàn ông bí ẩn và cao quý nhất trên thế giới. Khi còn nhỏ Cung Linh Nhi đã từng nghe nói về Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Cô nghe nói, mỗi một thế hệ Long chủ Tuyệt Thế Long Môn đều vô cùng tài hoa, cực kỳ chói mắt, vị thế đỉnh thế giới. Một khi Long chủ tức giận, máu chảy ngàn dặm, hàng triệu xác chết, mái chèo vây đầy máu, hàng nghìn bộ xương khô. Cung Linh Nhi biết rõ một gia đình có nội bộ lớn như nhà họ Cung, có lẽ cả đời này sẽ không thể tiếp xúc với một người đàn ông vô cùng tài hoa như Long chủ. Bây giờ, khi biết Dương Tiêu là chủ của Tuyệt Thế Long Môn, không cần phải nói trong lòng Cung Linh Nhi đã chấn động như thế nào. Long chủ là người đàn ông mà đời này cô chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ, lúc này lại đứng trước mắt mình, Cung SN. Không kìm được tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập. Bồ, nhìn Mộc Thiên Hoa đã biến thành cái xác lạnh như băng, Mộc Tử Tinh lại kinh hãi. Ngay lúc này, Mộc Tử Tinh đã hoàn toàn ý thức được mình đã xúc phạm một người nhân vật phi thường như thế nào. Cô ta tái mặt, hối hận đứt ruột, nếu cho cô ta thêm một cơ hội, cô ta nhất định không dám xúc phạm Dương Tiêu uy nghiêm. Dương Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Mộc Tử Tỉnh sắp ngớ ra đên nơi nói, tôi đã nói rồi, đừng gây chuyện, nếu không, tôi thật sự không ngại hủy cả nhà côi. Mộc Tử Tinh sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi, cho dù cô ta hối hận đến mức nào cũng không thể cứu vẫn được mọi thứ trước mắt. Nhà họ Mộc không còn nữa, bố cô ta vì cô ta mà chê, Mộc Tử Tỉnh giống như cái xác không hồn, thế giới của cô ta như sụp đổ. Không ai thương hại cô ta, không một ai thông cảm cho cô ta. Bởi vì tất cả những điều này là do chính Mộc Tử Tinh tạo ra, cô ta hoàn toàn không đáng được bất cứ ai thương hại. Hu, Mộc Tử Tinh khóc lớn. Nào, cô gái ngoan, đã đến lúc lên đường. Ông già Am Kim Long Vương cười u ám. Không, không, ông đừng qua đây. Mộc Tử Tinh hoảng sợ giống như chim sợ cành cong nhìn chằm chằm Ám Kim Long Vương. Vùi mặt mày Ám Kim Long Vương tràn đầy ý cười, thân hình già nua hóa thành một bóng mờ, túm lấy cổ Mộc Tử Tinh. Vang lên tiếng răng rắc, Mộc Tử Tỉnh trợn to hai mắt ngã xuống đất. Tại thời điểm này, nhà họ Mộc thuộc hạng R mạnh nhất Trung Nguyên đã bị xóa số hoàn toàn khỏi Trung Nguyên. Trời ạ, nhìn thấy Mộc Tử Thanh cũng đã xong đời, đám người có mặt tại hiện trường đều dựng hết cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Đây chính là Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Thật tàn nhẫn, thật hung tàn. Mặt Dương Tiêu không hề có gợn sóng, anh đã biết lý lẽ này từ lâu. Kẻ làm nên chuyện lớn cần phải không câu nệ tiêu tiết, hôm nay Mộc Tử Tỉnh đã định sẵn phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Long Môn, tổ chức đứng đầu thế giới nhiều năm như vậy, địa vị không thể lung lay, đương nhiên là quyết tuyệt. Tương tự, Dương Tiêu đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, hiểu rõ lý lẽ của gạch dưới, việc nhổ cỏ phải nhỏ tận gốc. Rất nhiều binh lính cấp cao của vùng đất Thiên Phủ Chi Quốc chết oan chết uổng ở nước ngoài, và họ thường động lòng trắc ẩn mà dẫn đến cái chê của mình. Sau khi tiễn Mộc Tử Tỉnh lên đường, Ám Kim Long Vương liếc mắt nhìn mọi người có mặt tại hiện trường, điện hạ, có cần khiến những người này câm miệng hoàn toàn không? Không, không, đám người có mặt tại hiện trường đều sợ hãi, da đầu tê dại. Dương Tiêu thờ ơ nói, không cần, nhưng thân phận của tôi nhất định phải giữ bí mật. Nếu có người làm lộ bí mật, không cần tôi nói nhiều, ông hiểu chứ? Hiểu rõ thưa điện hạ, Ám Kim Long Vương nghiêm nghị nói. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Dương Tiêu dẫn Cung Linh Nhi rời khỏi sân gôn. Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Dương Tiêu, hơn trăm người đều cảm thấy kinh hãi, và vì đê sông yên ổn họ thê sẽ giữ kín miệng. Mà Lưu Chiến Thắng đã gục trên mặt đất hít thở sâu vài hơi, anh ta sợ Dương Tiêu nhìn thấy anh ta chướng mắt sẽ giết anh ta. Sau sự việc này, Lưu Chiến Thắng hoàn toàn sợ hãi, cho dù đánh chết anh ta thì đời này Lưu Chiến Thắng cũng sẽ không động đến Cung Linh Nhi nữa. Nếu anh ta lại không thực hiện lời hứa của mình, anh ta hiểu rõ số phận của anh ta sẽ giống như Mộc Tử Tỉnh. Vừa đưa Cung Linh Nhi về nhà,
Bạch Du Tĩnh, người sáng lập tập đoàn trang sức Bạch Thức, đã gọi điện thoại cho anh. Nhìn thấy số người gọi, Dương Tiêu ngạc nhiên, Bạch Du Tĩnh. Cô ta gọi cho mình làm gì? Tuy nhiên, mọi người đều là người quen, Dương Tiêu cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời điện thoại. Vừa kết nối, giọng nói ngượng ngùng của Bạch Du Tĩnh từ đầu dây bên kia truyền đến, Dương. Dương Tiêu, tôi nhớ anh. Cái gì, nhớ mình. Nghe thấy lời nói này của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu lập tức sững sờ. Vãi ạ, đây, là tình huống gì? Chuyện đó, cô Bạch, có phải cô say nói phê, không? Dương Tiêu bồi rồi hỏi. Đối với người phụ nữ Bạch Du Tĩnh này, Dương Tiêu chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Lần đầu tiên gặp Bạch Du Tĩnh, anh đã bị Bạch Du Tĩnh coi thường, về sau, thành kiến của Bạch Du Tĩnh đối với anh quá lớn, mãi cho đến sau này mới dần phai nhạt. Đặc biệt là lúc đầu Bạch Du Tĩnh luôn nhắc đến người cô ta thích là anh hùng vô danh cứu người thoát khỏi biển lửa. Vừa hay Dương Tiêu chính là anh hùng vô danh đã cứu mọi người khỏi biển lửa. Để tránh bối rồi, Dương Tiêu chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này trước mặt Bạch Du Tĩnh. Mãi cho đến khi trong sự kiện thảm định đá quý hình kia nói với anh được chọn là một trong 10 nhân vật quả cảm hàng xê đâu ở Trung Nguyên, điều này dẫn đến việc danh tính anh hùng vô danh của anh hoàn toàn bị phơi bày trước mặt Bạch Du Tĩnh. Bởi vì chuyện này, Bạch Du Tĩnh có vẻ khá bực bội với mình, tại sao đang yên đang lành Bạch Du Tĩnh này lại nhớ mình. Bạch Du Tĩnh đỏ mặt, tôi không say. Hả, vậy chăng phải cô thật sự nhớ tôi à? Hay không được, không được, tôi là đàn ông có gia đình, tôi có trinh tiết của tôi, cô không thể có bất kỳ ý nghĩ sâu nào với tôi được. Dương Tiêu nói những lời nghiêm chính. Ngoài đường Mộc Tuyết ra, cho dù là người đẹp như thế nào Dương Tiêu cũng sẽ không nhìn nhiều hơn. Nghe Dương Tiêu nói vậy, mặt Bạch Du Tĩnh càng đỏ hơn. Tên ngốc này thế mà đã trực tiếp từ chối mình, chẳng lẽ mình không xinh đẹp hả? Bạch Du Tĩnh vừa xấu hổ vừa tức giận, anh hiểu lầm rồi, ý tôi là tôi muốn anh giúp tôi. Ồ, giúp à, thế thì chuyện nhỏ, chỉ cần đừng nhớ tôi là được. Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy, Bạch Du Tĩnh khẽ khựng lại. Cái gì mà đừng nhớ tôi? Có một cô gái xinh đẹp nũng nịu nhớ anh chẳng lẽ không tốt? Theo quan điểm của Bạch Du Tĩnh, đàn ông đều là những móng heo lớn, không có ai tốt cả, chủ yếu đều thay đổi thất thường. Rất nhiều đàn ông không nhập nhằng với phụ nữ khác, mà hầu hết trong số họ không được phép. Như đã biết, đàn ông có định lực tốt không có nhiều, chỉ cần bị mấy con hồ ly tinh bên ngoài dụ dỗ đã mát hồn chạy theo người ta. Sự xuất hiện của Dương Tiêu đã hoàn toàn lật đổ tam quan của Bạch Du Tĩnh. Dáng người của mình không kém hơn Đường Mộc Tuyết là bao, chỉ là tính cách không giống mà thôi. Không ngờ Dương Tiêu lại từ chối cô ta nhanh như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bạch Du Tĩnh. Sở dĩ vừa nãy Bạch Du Tĩnh nói nhớ Dương Tiêu, thế nhưng Bạch Du Tĩnh đã lấy hết can đảm để nói ra. Mỗi người phụ nữ đều có một anh hùng trong lòng mình, và người anh hùng trong lòng cô ta là anh hùng vô danh đã cứu mọi người khỏi biển lửa. Ai ngờ anh hùng vô danh cứu người khỏi biển lại là Dương Tiêu bị mình nhắm vào nhiều lần, biết Dương Tiêu là người trong lòng mình, không cần phải nói Bạch Du Tĩnh xấu hổ như thế nào. Lần này, khi phát hiện ra một thân phận khác của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh lại bị sốc. Đó chính là thần chết điện hạ, lưỡi dao sắc bén của đất nước năm xưa mạnh nhất thiên phủ chi quốc. Sau khi lộ thân phận này lại khiến Bạch Du Tĩnh chân động sâu. Nghĩ tới Dương Tiêu là thần chết điện hạ dung trời chuyển đất năm xưa, điều này khiến thỉnh thoảng trong lòng của Bạch Du Tĩnh như có con nai nhỏ chạy loạn. Hết cách, thân phận của Dương Tiêu quá kinh người, khiến Bạch Du Tĩnh không thể không suy nghĩ lung tung. Trên khắp đất nước, khi thân phận thần chết của Dương Tiêu xuất hiện, có lẽ phần lớn phụ nữ sẽ không kìm được xúc động. Anh là đồ ngốc hả? Bạch Du Tĩnh bị Dương Tiêu chọc tức sôi máu. Cô ta chỉ cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu, Dương Tiêu này đơn giản là thắng nam thẳng nhất trên thế giới, hoàn toàn không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ bình thường. Dương Tiêu chớp mắt, tôi có phải đồ ngốc hay không, không liên quan gì đến cô Bạch mà nhỉ? Chẳng lẽ cô Bạch say đắm thân thể của tôi? Cô chấm sao đầu óc cô lại có thể bản thỉu như vậy? Phụt. Nghe vậy, Bạch Du Tĩnh tức đến mức suýt nôn ra máu. Một chút cảm tình mà cô ta vừa phát triển với Dương Tiêu đã tan thành mây khói. Bạch Du Tĩnh thực sự tức giận, nếu có thể cô ta thực sự muốn cắn Dương Tiêu, hung hăng dạy cho Dương Tiêu một bài học. Tên khốn này thật sự khiến người khác bực bội, chẳng biết sao lại có thể trở thành lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong lịch sử nước mình. Hết cách, trên phương diện tình cảm Dương Tiêu chỉ như tờ giấy trăng.
khi anh rong ruổi trên đấu trường gạch dưới quốc tế, không biết bao nhiêu người đẹp quyến rũ ôm ấp yêu thương anh, nhưng Dương Tiêu liên tục từ chối không thương tiếc. Dương Tiêu, tôi hoàn toàn phục anh rồi, tôi không quan tâm anh ngốc thật hay giả ngốc, tôi nói rõ cho anh biết, bây giờ tập đoàn trang sức Bạch Thức của tôi gặp khó khăn lớn, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi đang ở công ty, nếu anh là đàn ông thì mau đến đây đi. Bạch Du Tĩnh nghiền răng nghiền lợi nói. Dương Tiêu nghe xong, sửng sốt, chịu trách nhiệm. Chị à, tôi không chọc tức chị mà nhỉ. Hừ, không chọc tức, việc hợp tác với gia tộc Robert khi đó là do anh gián tiếp đóng góp. Bây giờ tập đoàn trang sức Bạch Thức gặp phải trở ngại trong quá trình phát triển ở châu Âu, anh không thể trốn tránh. À đúng rồi, gia e Robert coi trọng chuyện này. Chủ nhà đời trước của nhà Robert, ngài Stephen đang ở ngay trong tập đoàn trang sức Bạch Thức. Bạch Du Tĩnh trịnh trọng nói. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, ngài Stephen đó thật sự đã đến Trung Nguyên. Không phải ông ấy đang bảo dưỡng tuổi già ở châu Âu MG người đứng đầu đời trước của gia tộc Robert nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đã đích thân đến Trung Nguyên, khiến Dương Tiêu hoàn toàn nhận ra tập đoàn trang sức Bạch Thức đang thực sự gặp rắc rối lớn. Ngài Stephen chỉ tên muốn gặp anh, nếu anh không đến, gia tộc Robert sẽ không ủng hộ L đoàn trang sức Bạch Thức nữa. Bây giờ tôi đang đợi anh ở công ty. Bạch Du Tĩnh trịnh trọng nói. Cúp máy, Dương Tiêu hơi đau đầu đi về phía tập đoàn trang sức Bạch Thức. Gia tộc Robert, một nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới với di sản hàng trăm năm. Gia tộc đẳng cấp thế giới dù có rực rỡ đến đâu cũng sẽ có ngày suy tàn. Nhiều năm trước, gia tộc Robert bọn họ phải trải qua cuộc khủng hoảng khủng khiếp nhất trong lịch sử, 6 nhà tài phiệt lớn ở châu Âu đã gây áp lực lên gia tộc Robert bọn họ. Đúng lúc gia tộc Robert sắp diệt vong thì Dương Tiêu đang thực hiện nhiệm vụ ở châu Âu bất ngờ xuất hiện. Trước sức ép của 6 nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới ở châu Âu, Dương Tiêu đã một mình đè bẹp tất cả những kẻ thù hùng MNN, điều này đã ngăn được gia tộc Robert đi đến diệt vong. Gia tộc Robert rất biết ơn Dương Tiêu, hứa sẽ mãi mãi là người hầu của Dương Tiêu. Dương Tiêu không hề quen biết ai trong gia tộc Robert, chỉ quen biết Stephen chủ nhà đời trước của gia tộc Robert. Trong mấy năm qua, ông già Stephen này đã thoái vị nhượng chức, lui về hậu trường bảo dưỡng tuổi già. Bây giờ, bởi vì tập đoàn trang sức Bạch Thức đã đả động đến ông già Stephen này, xem ra cuộc khủng hoảng mà tập đoàn trang sức Bạch Thức phải gánh chịu lần này không hề đơn giản. Dương Tiêu lái xe Maserati nhanh chóng đến tập đoàn trang sức Bạch Thức. Vừa xuống xe, Trương Tử Hào cậu chủ Trương một trong tứ đại gia tộc cũng vừa đến. Nhìn thấy Dương Tiêu, Trương Tử Hào khinh thường nói, Dương Tiêu. Anh tới đây làm gì? Tôi đến làm gì liên quan gì đến anh? Dương Tiêu cũng lười nói với Trương Tử Hào. Trương Tử Hào chế nhạo, bây Du Tĩnh gặp rắc rối lớn, không thì anh tới đây giúp Du Tĩnh giải quyết rắc rối đây chứ. Ồ, anh đã biết rồi. Dương Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía Trương Tử Hào. Trương Tử Hào vừa nghe thay thê, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm, chỉ dựa vào anh mà còn muốn giúp Du Tĩnh giải quyết khủng hoảng của tập đoàn trang sức Bạch Thức. Anh không soi gương mà xem mình là cái thá gì. Biệt điêu thì mau cút đi, đừng sâu hồ ở đây. Như thế Dương Tiêu đến lòe thiên hạ, chỉ có anh ta Trương Tử Hào mới thực sự là cứu tỉnh, cũng chỉ có Trương Tử Hào mới có thể đem tập đoàn trang sức Bạch Thức rực rỡ hẳn lên. Tôi không làm được, chẳng lẽ anh làm được? Dương Tiêu chế nhạo. Trước mặt anh Trương Tử Hào vẫn hôi thối như ngày nào, ai không biết còn tưởng Trương Tử Hào này giỏi cỡ nào. Không có sự che chở của cái cây to lớn của nhà họ Trương Tử Hào này không khác gì chó nhà có tang. Nhận thấy Dương Tiêu đang coi thường mình, Trương Tử Hào lộ vẻ kiêu ngạo, khinh thường nói, hừ. Nói cho anh biết, nhà họ Trương chúng tôi đã giao tiếp với gia tộc Robert, hơn nữa gia tộc Robert nhất định sẽ nể mặt nhà họ Trương chúng tôi giúp Du Tĩnh. Lần này, tập đoàn trang sức Bạch Thức gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có, còn tồi tệ hơn cả lần hợp tác lúc trước với gia tộc Robert. Không thể không nói, trong giai đoạn này sau khi tập đoàn trang sức Bạch Thức thâm nhập thị trường châu Âu, với sự giúp đỡ của gia tộc Robert nhà tài phiệt đăng cấp thế giới đã phát triển nhanh chóng. Chính vì thế, điều này đã gián tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhiều cường quốc châu Âu. Đứng mũi chịu sào là gia tộc Saxon, tập đoàn trang sức lớn nhất ở châu Âu. Gia tộc Saxon được mệnh danh là vua trang sức châu Âu, họ làm ăn phát đạt nhờ đồ trang sức. Có mỏ vàng và mỏ kim cương của riêng mình trên khắp thế giới. Thậm chí trong số các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, gia tộc Jay Jackson là một trong những tồn tại mạnh nhất. Sự mở rộng của tập đoàn trang sức Bạch Thức sang thị trường trang sức châu Âu quá nhanh chóng mạnh mẽ, hoàn toàn chọc giận đến gia tộc Jackson khổng lồ.
theo kết quả điều tra cho thấy tập đoàn Tà, Sức Bạch Thước được thành lập bởi người có nguồn gốc từ phương Đông, chủ nhà hiện tại của gia tộc Jackson đã rất tức giận. Sự giàu có của châu Âu làm sao lại có thể nhường cho một người nhỏ bé ở phương Đông kiếm lợi nhuận? Như đã biết, trên thế giới luôn tồn tại sự kỳ thị chủng tộc, và gia tộc này là một đại diện tiêu biểu cho sự kỳ thị chủng tộc. Họ kiêu ngạo tận trong xương, coi thường phương Đông. Nếu tập đoàn trang sức Bạch Thước do gia tộc Robert thành lập thì không sao cả. Nhưng, thực chất tập đoàn trang sức Bạch Thước lại đến từ thiên phủ chi quốc của phương Đông, và gia tộc Jackson kiên quyết chống lại. Sau khi sự việc bị gia tộc Jackson biết được, đích thân chủ nhà hiện tại của gia tộc Jackson đã gọi điện và ra lệnh cho gia tộc Robert hủy bỏ mọi hợp tác với tập đoàn trang sức Bạch Thước. Nếu không, gia tộc Jackson sẽ gây áp lực lên gia tộc Robert và kêu gọi các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới khác ở châu Âu cùng xử phạt gia tộc Robert. Bị gia tộc Jackson cảnh báo nghiêm trọng, cả gia tộc Robert gần như hỗn loạn như nồi cháo. Như đã biết, gia tộc Jackson là một gia tộc khổng lồ thực sự ở châu Âu, cao hơn cả gia tộc Robert một bậc. Nếu gia tộc Jackson tấn công gia tộc Robert, với sức triệu tập của gia tộc Jackson ở châu Âu, gia tộc Robert sẽ không thể nào địch lại được. Nếu như tập đoàn trang sức Bạch Thước là của một người bình thường, gia tộc Robert sẽ không ngần ngại hủy hợp tác. Đáng tiếc, hậu thuẫn cho tập đoàn trang sức Bạch Thước là Diễm Vương Điện Hạ mà năm đó đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới run sợ. Ở châu Âu và châu Mỹ, Dương Tiêu được gọi là Diêm Vương. Diêm Vương, người phụ trách sinh tử, lấy tính mạng còn lấy cả đồ trong túi. Khi gia tộc Robert gặp nạn, một mình Dương Tiêu đã giết chết lực lượng liên minh của 6 nhà tài phiệt đăng cấp thế giới. Lúc này mới cứu gia tộc Robert đang tàn lụi. Stephen, chủ nhà đời trước của gia tộc Robert, đã cảnh báo tất cả mọi người trong tộc, kể từ bây giờ tất cả bọn họ đều là người hầu của Diêm Vương Điện Hạ. Sở dĩ lần trước gia tộc Robert hợp tác với tập đoàn trang sức Bạch Thước, tán thành Bạch Du Tĩnh vô điều kiện là bởi vì Bạch Du Tĩnh mang theo một chiếc nhẫn đen của Dương Tiêu. Có một luật bắt thành văn trong gia tộc Robert, nhìn thấy nhẫn như nhìn thấy người. Chiếc nhẫn đen đại diện cho thân phận và địa vị tối cao của Dương Tiêu. Bất cứ ai thuộc gia tộc Robert cũng phải tôn trọng Dương Tiêu có thừa. Đáng tiếc, 5 năm trước Dương Tiêu như đã bốc hơi khỏi thế giới. Lần này đối đầu với gia tộc Jackson, trong lòng Stephen không có chuẩn bị nào. Thậm chí ông còn nghi ngờ chiếc nhẫn đen của Diêm Vương có phải do Bạch Du Tĩnh nhặt được ở đâu đó hay không. Để chắc chắn Dương Tiêu vẫn còn sống, Stephen đã không ngần ngại đến thành phố Trung Nguyên Chí để gặp Dương Tiêu. Ông già Stephen biết rõ, chỉ cần là Dương Tiêu còn sống sót trên thế giới, thì cho dù gia tộc Jackson liên minh với các nhà tài phiệt đẳng cấp trên thế giới đấu với gia tộc Robert thì gia tộc Robert cũng vẫn sẽ bằng mọi giá chiến đấu đến chết. Bởi vì Dương Tiêu là tín ngưỡng tối cao của bọn họ. Dương Tiêu có mặt, không có cơn bão dữ dội nào có thể phá hủy gia tộc Robert. Nếu Dương Tiêu không còn, thì việc hợp tác giữa gia tộc Robert và tập đoàn trang sức Bạch Thước phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông không thể vì một tập đoàn trang sức Bạch Thước mà liên lụy tính mạng người trong gia tộc. Bên trong tập đoàn trang sức Bạch Thước, sau khi cúp điện thoại, Bạch Du Tĩnh đến phòng tiếp khách quý. Cô Bạch, không biết giờ phút này Điện Hạ đang ở đâu? Một ông già với mái tóc trắng mắt xanh đứng dậy hỏi. Người này chính là Stephen, chủ nhà đời trước của gia tộc Robert. Và ông cũng là người hiện giữ quyền ngôn luận lớn nhất trong gia tộc Robert. Bạch Du Tĩnh thấp giọng nói, ông ơi ông yên tâm, Dương Tiêu sẽ tới đây nhanh thôi. Thật không, đã 5 năm, tròn 5 năm, Điện Hạ thật sự còn sống sao? Ông già Stephen tỏ vẻ xúc động. Bên ngoài tập đoàn trang sức Bạch Thước, Dương Tiêu nhìn Trương Tử Hào hung hăng hống hách, gia tộc Robert sẽ cho nhà họ Trương của anh thể diện. Anh có thể tỉnh mộng. Gia tộc Robert đứng áp chót trong các nhà tài phiệt đăng cấp thế giới, nhưng cũng sẽ không để mắt tới một cậu chủ nhà họ Trương. Không cho nhà họ Trương tôi thể diện, thì chẳng lẽ sẽ cho một thằng con rơi của nhà họ Dương ở Đê Đô chắc? Trương Tử Hào khinh thường nói. Dương Tiêu sinh ra trong nhà họ Dương ở Đê Đô, là con rơi của nhà họ Dương ở Đê Đô đã truyền khắp Trung Nguyên. Dù vậy trong mắt nhiều người, Dương Tiêu cũng chẳng bằng phôi thai thô kệch không ra hôn. Mà Trương Tử Hào hận Dương Tiêu đến tận xương tủy, trong buổi thẩm định đá quý lần trước đã suýt nữa có được Bạch Du Tĩnh, ai ngờ ngay lúc quan trọng lại bị Dương Tiêu phá. Vì Dương Tiêu, anh ta mang tiếng xấu ở thành phố Trung Nguyên, nhìn Dương Tiêu, Trương Tử Hào đã có dã tâm giết chết Dương Tiêu. Dương Tiêu thờ ơ nói, chưa chắc đâu. Xí, thật sự coi mình là nhân vật bí ẩn mà chủ nhà đời trước của gia tộc Robert muốn gặp. Trương Tử Hào khinh thường nói.
Lần này, chủ nhà đời trước của gia tộc Robert nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đích thân đến thành phố Trung Nguyên, nghe nói là để gặp một ông lớn. Nhìn thấy Dương Tiêu tự tin như vậy, Trương Tử Hào không kìm được châm chọc. Dương Tiêu búng tay, thông minh. Ông già Stephen đến thành phố Trung Nguyên là để gặp mình, vậy nhân vật bí ẩn này ngoài mình ra thì còn có thể là ai? Lúc nên khiêm nhường thì khiêm nhường, lúc nên khiêm tôn thì khiêm tôn. Trước mặt kẻ địch, Dương Tiêu cũng sẽ không quá khiêm tốn. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, Dương Tiêu không ngại cho cả thế giới bia Dương Tiêu này thực sự rất khiêm tốn. Chém gió, anh cứ chém mạnh nữa đi. Trương Tử Hào khít mũi. Có vẻ như nếu ông lớn bí ảo ân mà Stephen gặp là Dương Tiêu thì đó thật sự gặp ma. Dương Tiêu cũng lười nói quá nhiều chuyện vô nghĩa với Trương Tử Hào, anh sải bước đi về phía bên trong của tập đoàn trang sức Bạch Thức. Dương Tiêu. Không lâu sau, Bạch Xu Tĩnh nhìn thấy Dương Tiêu vội vàng đi tới. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, thân thể ông già Stephen run lên, con người đột nhiên co rút lại. Trương Tử Hào đi theo sau, anh ta đến trước mặt Stephen chỉ vào Dương Tiêu với vẻ khinh thường nói, ông Stephen, tên khốn này lại dám nói mình là ông lớn bí ẩn mà ông muốn gặp. Thật nực cười. Ông Stephen, có cần tôi gọi người tới đánh tên này ngay bây giờ, sau đó tìm người dạy cho anh ta một bài học không? Trương Tử Hào khinh thường nhìn, như thế những lời của Dương Tiêu đều là vô nghĩa. Bịch. Ngay lúc Trương Tử Hào xác định Dương Tiêu sẽ xong đời, khuôn mặt của ông già Stephen cảm động, ông đang run rẩy, đột nhiên quỳ một gôi, chắp tay theo cách cư xử của Phương Đồng nói, lão nô. Lão nô Stephen ra mặt Diêm Vương Điện Hại. Ra mắt Diêm Vương Điện Hạ. Stephen, một gia tộc Robert nhà tài phiệt cao cấp thế giới, tự nhận là lão nô. Rốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn chằm chằm vào Stephen đang quỳ một gối trước mặt mình, ánh mắt kiêu ngạo của Trương Tử Tỉnh tan vỡ ngay lập tức. Diêm Vương Điện Hạ. Nhìn thấy Stephen chủ gia tộc Robert quỳ một gối, giờ phút này mặt Bạch Xu Tĩnh muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Vừa nãy cô ta còn sợ chiếc nhẫn đen bắt nguồn từ Dương Tiêu không phải của anh, bây giờ Stephen quỳ lại gạch dưới. Dương Tiêu, trái tim đang treo trên cô của Bạch Xu Tĩnh cuối cùng cũng rơi xuống. Trương Tử Hào chỉ tự hỏi mình có phải đang nằm mơ không, anh ta vội vàng bước tới nói, ông Stephen, ông đang làm gì vậy? Tên này có đức hạnh gì mà có thể nhận lời chào của ông? Nhà họ Trương là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Lúc còn trẻ cha của Trương Tử Hào chơi bời trăng hoa thành quen. Những năm còn trẻ, cha của Trương Tử Hào đã đến châu Âu, gặp một người phụ nữ là con cháu của gia tộc Robert trong quán bar, đêm đó đã có một đêm thoải mái trong khách sạn. Nói trắng ra, cả hai cũng là hẹn gặp, giải tỏa một chút. Sau đó, khi cha anh ta trở về nước vẫn vương vận không dứt được với người phụ nữ của gia tộc Robert, những năm đó cha anh ta cũng đã đi du lịch châu Âu nhiều lần có mối quan hệ tốt đẹp với người phụ nữ của gia tộc Robert kia. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, không thể ở bên nhau. Với sự gia tăng của tuổi tác, người phụ nữ là con cháu của gia tộc Robert kia cũng trở thành một trong những người lớn tuổi trong gia tộc Robert. Lần này tập đoàn trang sức Bạch Thức gặp khó khăn ở châu Âu, cha anh ta biết Trương Tử Hào thích Bạch Xu Tĩnh. Chủ nhà họ Trương cũng rất tán thành cuộc hôn nhân này, tập đoàn trang sức Bạch Thức làm ăn phát đạt. Bạch Xu Tĩnh cũng trăng trẻo xinh đẹp, đúng là người đẹp hiếm có. Nếu nhà họ Trương hợp nhất với tập đoàn trang sức Bạch Thức, nhà họ cung mạnh nhất ở Trung Nguyên sẽ bị thay thế. Vì vậy, chủ nhà họ Trương định dùng sự việc này gán ghép mối quan hệ giữa đứa con trai Trương Tử Hào và Bạch Xu Tĩnh. Ở đây cậu có tư cách nói chuyện hả? Im miệng cho tôi, Stephen trách mắng không thương tiếc. Chuyện giữa chủ nhà họ Trương và một cô con gái trong gia tộc Robert nào có thể thoát khỏi mắt của Stephen? Bây giờ Trương Tử Hào tới đây, chút tâm tư nhỏ đã bị Stephen nhìn thâu. Bây giờ Diêm Vương Điện Hạ đích thân đến, Stephen kích động không thôi, đâu còn lòng dạ để ý tới Trương Tử Hào. Bị Stephen khiển trách, Trương Tử Hào vội vàng ngậm miệng lại, đâu dám nói thêm nữa. Dương Tiêu diêu cợt nhìn Trương Tử Hào, vừa nãy cậu Trương nói gì nhỉ? Làm người phải biệt soi gương xem mình là người như thế nào đúng không? Biết, điều thì mau cút ngay, đù 8P xấu hổ ở đây. Cậu Trương, đây đều do anh nói hết không sai đúng. Chu 28 bị Dương Tiêu trêu chọc, khuôn mặt của Trương Tử Hào đỏ bừng cực điểm. Đúng vậy, lời này là anh ta nói khi nhìn thấy Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Tiêu đang cười đắc ý, Trương Tử Hào muôn phản bác mấy câu, nhưng có mặt Stephen ở đây, điều này khiến Trương Tử Hào tức giận không có chỗ giải tỏa.
thấy Stephen quỳ một chân lại còn chưa đứng dậy, Trương Tử Hào thật sự rất loạn. Gia tộc Robert là tồn tại như thế. Nào, đó là nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Stephen là ai? Hai đó là người có quyền lực thực sự của gia tộc Roberto. Cho dù Stephen đã thoái vị, những quyền lực thực sự của gia tộc Robert vẫn nằm chắc trong tay Stephen. Stephen vừa ra lệnh, gia tộc Robert không lồ không dám không theo. Trương Tử Hào, tập đoàn trang sức Bạch Thức không chào đón anh hãy về chôn Bạch Du Tĩnh, không vui nói. Bây giờ, Bạch Du Tĩnh nhìn thấy Trương Tử Hào trong lòng lập tức lạnh lẽo. Nghĩ đến lần trước trong buổi thẩm định đá quý, Trương Tử Hào lại muốn dùng sức mạnh với mình, mỗi lần nghe tới chuyện đó Bạch Du Tĩnh lại ghét Trương Tử Hào. Bị Bạch Du Tĩnh nhắm vào, Trương Tử Hào xấu hổ, anh ta nhanh chóng nói, Du Tĩnh, anh tới đây giúp y mổ. Không cần, Trương Tử Hào mời. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Bạch Du Tĩnh tuyệt tình như vậy, khuôn mặt của Trương Tử Hào lúc trắng lúc xanh. Dương Tiêu chế nhạo, sao vậy cậu Trương, cô Bạch đã bảo anh về, còn không đi. Chẳng lẽ anh định như chó ghẻ không chịu đi à? Nghe đến đây, Trương Tử Hào tức đến mức mũi suýt bốc khói. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Vốn dĩ lần này anh ta đến đây là để lây lòng Bạch Du Tĩnh, ai dè Bạch Du Tĩnh không những không có cảm tình với anh ta, mà còn gặp phải linh hồn không tan Dương Tiêu này. Du Tĩnh, không lẽ em đang mong chờ tên phê vật này cứu tập đoàn trang sức Bạch Thức trong cơn khủng hoảng này sao? Trương Tử Hào không cam lòng nhìn Bạch Du Tĩnh. Bạch Du Tĩnh nghe nói cha của Trương Tử Hào có quan hệ với một người phụ nữ thuộc dòng chính của gia tộc Robert, nhưng người phụ nữ này không thể đại diện cho ý chí của gia tộc Robert. Dương Tiêu đến đây, Bạch Du, lĩnh tin tất cả những điều này có thể được giải quyết dễ dàng. Bạch Du Tĩnh nhìn Stephen đang quỳ một gồi, ông ơi! Cuti! Stephen đương nhiên biết ý của Bạch Du Tĩnh, ông nhìn Trương Tử Hào châm giọng măng. Nhìn Stephen đang tức giận, Trương Tử Hào chu bị sét đánh trúng. Cả người gần như sợ hãi. Trước mặt Stephen, Trương Tử Hào không dám thô lỗ. Anh ta biết rất rõ, trước mắt gia tộc Robert nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, nhà họ Trương chẳng là cái thá gì. Nếu bị xúc phạm Stephen, một khi Stephen nổi giận thì hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Ông Stephen, Trương Tử Hào vội vàng nói. Mặt Stephen như phủ băng trách măng, tôi bảo cậu cút không hiểu hả? Cút, bảo mình cút. Nhìn thấy Stephen tuyệt tình như vậy, Trương Tử Hào hệt hôn, bị dọa sông lưng lạnh toát. Vâng vâng vâng, ông Stephen, tôi đi ngay đây, tôi đi ngay đây. Trương Tử Hào sợ hãi tái mặt, chật vật chạy khỏi tập đoàn trang sức Bạch Thức. Sau khi rời khỏi tập đoàn trang sức Bạch Thức, trái tim của Trương Tử Hào tràn đầy suy sụp. Anh ta thật sự không hiểu tại sao ông chủ thực sự của gia tộc Robert, một tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới lại phải cung kính một tên phế vật. Mẹ kiếp! Đúng là gặp quỷ. Mà, Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh, đôi cầu nam nữ các người chờ đó cho tôi, một ngày nào đó Trương Tử Hào này sẽ khiến các người hồi hận. Chửi bới một trận xong, Trương Tử Hào chán nản rời đi. Sau khi Trương Tử Hào rời đi, Stephen nhìn Dương Tiêu với vẻ phấn khích hơn, Điện Hạ, đã 5 năm, 5 năm tròn, 5 năm qua không có tin tức gì của Điện Hạ, lão nô tìm kiếm rất vất vả. Lão Stephen, tôi đã nói rất lâu rồi. Tôi không thích phép xã giao cầu kỳ, mau đứng dậy. Dương Tiêu cười nhẹ. Gia tộc Robert là gia tộc trung thành nhất mà năm đó Dương Tiêu rong ruổi trên sân khấu thế giới. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy ông già Stephen, trong lòng Dương Tiêu vẫn cảm thấy một lòng tốt sâu sắc. Vâng, Điện Hại, ông Stephen run rẩy đứng dậy. Dương Tiêu vỗ vai Stephen, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi, quan tâm, ông ta là đầu trâu mặt quỷ làm gì, nếu dám ngăn cản tôi. Thì hãy để ông ta bị xóa số trong chiều dài lịch sử đi thôi, Dương Tiêu, đã trở lại. Vừa dứt lời ông già Stephen đã phần chắn hẳn lên, kích động rơi nước mắt. Chỉ một câu nói đơn giản tôi đã trở về, khiến ông già Stephen cảm nhận được sát khí sâu sắc, máu nóng trong người trào ra. Uống nước lạnh 10 năm, khó lạnh máu nóng. Đúng vậy, tôi, Dương Tiêu, đã trở lại. Trong cuộc đời này, tôi, Dương Tiêu, được định sẵn là bay lên. Ở trên 9 tầng trời. Dương Tiêu có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Stephen có nghĩa là ngày anh trở lại không còn xa. Im hơi lặng tiếng 5 năm, quả thật đã đến lúc anh trở lại. Dương Tiêu nheo mắt, một hào quang bao la quét qua xung quanh. Khi Dương Tiêu đứng lên một lần nữa, cả thế giới đều phải run rẩy dưới chân anh. Nhìn thấy Stephen đang rất phấn khích, trong lòng Bạch Du Tĩnh nổi sóng gió.
Cô ta có thể cảm nhận được chỉ một câu nói của Dương Tiêu đã khiến cho ông già tóc trắng đến từ châu Âu có ý chiến đấu sục sôi, rạng rỡ. Dường như Dương Tiêu đứng ở đây là một loại tín ngưỡng không thể xóa nhòa. Bạch Du Tĩnh vô cùng sửng sốt, gia tộc Robert là một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Khiến một nhà tài phiệt đẳng cấp thế, giới coi Dương Tiêu là tín ngưỡng, rốt cuộc trên người Dương Tiêu tỏa sáng như thế nào. Điều này khiến Bạch Du Tĩnh rơi vào suy tư. Lần này là gia tộc Saxon được mệnh danh là vua trang sức ở châu Âu nhằm vào gia đình Robert và tập đoàn trang sức Bạch Thức, đúng không? Dương Tiêu để tay sau lưng, một loại hơi thở cập trên uy áp tỏa ra. Stephen bình tĩnh lại, ông kính cẩn, thưa Điện Hạ, chính là gia tộc Saxon. Không biết Điện Hạ sẽ đối phó như thế nào, có cần lão nô đặt vé đi châu Âu cho Điện Hạ không? Stephen hiểu sâu sắc một khi Dương Tiêu ra khỏi núi, chắc chắn sẽ nổ ra một cơn bão đẫm máu. Nhiều năm trước, 6 nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới cùng nhau gây sức ép lên gia tộc Robert, chỉ một mình Dương Tiêu đã tiêu diệt tất cả cao thủ liên minh của 6 nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Trong suy nghĩ của Stephen, Dương Tiêu là một vị thần, thần linh trên trời, chỉ cần một suy nghĩ thôi có thể quyết định sinh tử. Gia tộc Saxon đứng thứ 10 trong số các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, được ví như đại gia ở châu Âu, địa vị không thể lung lay. Và gia tộc Robert của họ đứng cuối. Bảng xếp hạng nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của gia tộc Saxon. Tuy nhiên, nếu Dương Tiêu ra khỏi núi, đích thân đến châu Âu, cuộc khủng hoảng to lớn này có thể được giải quyết. Stephen biết những thủ đoạn của Dương Tiêu đáng sợ như thế nào, cho dù gia tộc Saxon đứng thứ 10 trong số các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, chỉ cần Dương Tiêu có mặt, Diêm Vương xuất hiện, cả gia tộc Saxon sẽ run sợ trước Dương Tiêu. Diêm Vương là sự tồn tại giống như cấm kỵ ở châu Âu. Giống như cơn ác mộng bao trùm trái tim của vô số những gia tộc tầm cỡ thế giới ở châu Âu. Không cần, Dương Tiêu xua tay. Lần này, Dương Tiêu không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ khiến cả thế giới kinh hãi. Một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới xếp thứ 10 trên thế giới đơn giản là không đủ tiêu chuẩn khiến Dương Tiêu tốn công tốn sức đích thân đến đó. Điều quan trọng nhất là thực lực của Dương Tiêu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, và cũng chưa đạt được tâm pháp tối cao của Long Môn. Đối với Dương Tiêu của bây giờ mà nói, ưu tiên hàng đầu của anh là giúp Đường Mộc Tuyết làm cho Đường Mộc Tuyết mạnh hơn, xử lý tập đoàn Dược Tấn Hạo Thiên do Đường Hạo đứng đầu. Sau đó trong thời gian ngắn lấy lại sức mạnh của mình, nên nhà họ Dương ở Đề Đô lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Về phần cuộc khủng hoảng gia tộc Robert và cuộc khủng hoảng của tập đoàn trang sức Bạch Thức, Dương Tiêu đã có cách ứng phó. Stephen kinh hãi, Điện Hạ không định rời khỏi núi sao? Mặt mày ông kinh hãi. Nếu Dương Tiêu không ra khỏi núi, với thực lực của gia tộc Robert sẽ không thể đôi mặt chống lại với gia tộc Saxon được. Dương Tiêu, chuyện đã đến nước này, anh là người duy nhất có thể giúp tập đoàn trang sức Bạch Thức vượt qua khủng hoảng. Tôi Bạch Du Tĩnh, chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của người khác, lần này thật sự phải trông cậy vào anh. Bạch Du Tĩnh trịnh trọng nói. Bây giờ, tập đoàn trang sức Bạch Thức có những hạn chế cực lớn về phát triển trong nước. Hầu như không có không gian phát triển. Kể từ khi chính thức hợp tác với gia tộc Robert, Bạch Du Tĩnh đã đưa toàn bộ tài sản của tập đoàn trang sức Bạch Thức sang thị trường châu Âu. Không bùng nổ trong im lặng, nhưng chết trong im lặng. Bạch Du Tĩnh là một người phụ nữ có hoài bão lớn, để làm được điều đó cô ta phải làm nên một sự nghiệp to lớn râm rộ. Nếu không giải quyết được cuộc khủng hoảng này, tập đoàn trang sức Bạch Thức chắc chắn sẽ phải hứng chịu một đòn kinh hoàng, bộ cục tông thế sa sút. Công sức bao nhiêu năm qua của cô ta cũng hoàn toàn không còn nữa. Bạch Du Tĩnh trịnh trọng mong đợi, ánh mắt cô ta nhìn Dương Tiêu tăng thêm một phần thành khẩn. Nhìn Bạch Du Tĩnh nghiêm túc như vậy, Dương Tiêu không nhịn được bật cười, tôi không đi châu Âu không có nghĩa là tôi sẽ không ra tay. Yên tâm, tôi đã cử người ra mặt giải quyết, không tới một tiếng nữa cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết. Cái gì, không tới một tiếng nữa cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết. Nghe vậy. Bạch Du Tĩnh và Stephen đều kinh hãi. Stephen quen biết Dương Tiêu từ lâu, ông biết Dương Tiêu được người châu Âu gọi là Diêm Vương, có không ít nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới là người hầu của Dương Tiêu. Tuy nhiên, trong số các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới này, không có gia tộc nào lớn có thể ra mặt chống lại gia tộc Saxon. Nhìn chăm chú vào dáng vẻ tính trước kỹ càng của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh vui mừng hoảng hốt. Không tới một tiếng nữa cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết, điều này có thật không? Đồng thời cùng lúc đó, trong phạm vi châu Ai trong phòng họp gia tộc Saxon đứng thứ 10 trên thế giới.
Một ông già tuổi cao sức yêu đến muộn, ánh mặt thâm thúy, hào quang cực lớn bao phủ toàn bộ phòng họp. Người này là Louis, chủ nhà hiện tại của gia tộc Saxon. Chủ nhà, nhìn thấy Louis tới, một người trung niên đứng lên cung kính nói. Chủ nhà. Ngay sau đó, tất cả các thành viên trực hệ của gia tộc Saxon trong phòng họp đều đứng lên cung kính nói. Louis, chủ nhà hiện tại của gia tộc Saxon cởi bỏ áo choàng, nghiêm trang ngồi vào ghế chính. Ông ta liếc nhìn nhóm thành viên trong gia tộc Saxon có mặt tại hiện trường, có lẽ mọi người đều biết mục đích của cuộc gặp gỡ này phải không? Biết ạ, chủ nhà, gia tộc Robert thật sự đáng ghét, bọn họ dám hỗ trợ tập đoàn trang sức do một người phương Đông mỏ, thật không, biết xông chết một người trung niên tức giận nói. Đúng vậy, người phương Đông bị nghiêm cấm trở nên lớn mạnh hơn ở thị trường châu Âu. Gia tộc Robert này đơn giản là báng bổ quyền lực của các nhà tài phiệt ở châu Âu chúng ta. Đúng vậy, một chủng tộc da vàng phương Đông, có tư cách gì có được chỗ đứng ở châu Âu? Một nhóm các thành viên thuộc dòng dõi trực hệ của gia tộc Saxon tràn ngập phẫn nộ, như thể chủng tộc da vàng phương Đông làm ăn ở đây ngày càng trở nên lớn mạnh hơn là sự sỉ nhục lớn nhất đối với các tầng lớp quyền quý ở châu Âu bọn họ. Kỳ thị chủng tộc, đúng vậy, đây chính xác là kỳ thị chủng tộc. Trong gia tộc Saxon, hầu như tất cả mọi người đều có thành kiến. Theo quan điểm của họ, người da trắng là dòng máu cao quý nhất trên thế giới, trong khi chủng tộc da vàng và người da đen là sản phẩm thấp kém do thượng đế tạo ra. Tôi đã đưa ra lời cảnh cáo cho gia tộc Robert, nếu lão già Stephen không biết tốt xấu, thì gia tộc Saxon sẽ hợp tác với những nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới khác quét sạch hoàn toàn gia tộc Robert, mọi người có phản đối gì không? Louis lạnh lùng nói. Một người trung niên trầm giọng nói, nghiêm cấm người phương Đông tiên vào thị trường châu Âu, lựa chọn của chủ nhà, tôi tán thành. Đúng vậy, nghiêm cấm người phương Đông tiên vào thị trường châu Âu, tôi cũng tán thành. Một thành viên rất được kính trọng khác của gia tộc Saxon đứng dậy hô lên. Tán thành. Chúng tôi tán thành. Ngay sau đó, tất cả các thành viên của gia tộc Saxon trong phòng họp đều tỏ vẻ căm hận, như thế việc tập đoàn trang sức Bạch Thức thâm nhập thị trường châu Âu là một vấn đề gây phẫn nộ. Nhìn thấy tất cả các thành viên trong gia tộc Saxon tán thành, chủ nhà vui gật đầu hài lòng. Ông ta đã quyết tâm đuổi tập đoàn trang sức Bạch Thức đến từ quốc gia phương Đông, nếu gia tộc Robert lại dám can thiệp, ông ta sẽ không ngại làm cho gia tộc Robert biên mật hoàn toàn ở châu Âu. Hai. Đúng lúc này, cửa phòng họp của gia tộc Saxon đột nhiên bị đá tung. Ngước lên nhìn chỉ thấy ba người mặc áo choàng đen đội mũ có vành màu đen xông vào. Người mặc đồ đen đứng đầu khinh thường nói, biến mất hoàn toàn. Lão già kia, giọng điệu của ông lớn thật. Cái gì? Giọng điệu lớn. Nhìn thấy có người dám xông vào, phòng họp của gia tộc Saxon, sắc mặt đám người trong gia tộc Saxon đều thay đổi lớn. Các người là ai? Sao các người lại xông vào đây? Như đã biết, gia tộc Saxon là nhà tài phiệt cô thứ 10 trên thế giới, phòng họp gia tộc là nơi quan trọng của gia tộc, được phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ ba người này giết hết bảo vệ bên ngoài sao? Nhận thấy mọi chuyện không ổn, chủ nhà Louise bước tới, nhíu mày hỏi, không biết các người là thần thánh phương nào? Tại sao lại muốn xâm phạm vào phòng họp gia tộc Saxon nhà tôi? Chúng tôi đến từ Tuyệt Thế Long Môn, người đồ đen đứng đầu lạnh lùng nói. Tuyệt Thế Long Môn. Vừa dứt lời, cả gia tộc Saxon đều tròn mắt, không kìm được hít một hơi lạnh. Tuyệt Thế Long Môn. Tuyệt Thế Long Môn của tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Đậu xanh rau mái không thể không nói, Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, hiếm khi xuất hiện trước mí mắt của thiên hạ. Ngay cả gia tộc Saxon là nhà tài phiệt đứng thứ 10 thế giới, ngày thường họ cũng không hề có bất kỳ giao dịch nào với Long Môn. Tuyệt Thế Long Môn gần như là một nhát dao treo đầu các quốc gia. Không ai biết Long Môn mạnh đến mức nào, nhưng điều chắc chắn là trong Long Môn có vô số cao thủ. Tất cả đều có những tuyệt kỹ, hoàng, đề cung phu Nam Mỹ chỉ là chân sai vặt trong đó. Long Môn tức giận, thế giới run rẩy, vô số kẻ mạnh cấp thế giới cũng chỉ có thể run rẩy trước mặt bọn họ. Chỉ cần Long chủ gật đầu, một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể nổ ra bất cứ lúc nào, quét toàn bộ thế giới bằng một sức mạnh xâm xét. Có tin đồn rằng, không có vũ khí hạt nhân nào có thể bắn phá, và không ai có thể làm gì. Nhưng ai cũng biết rằng một khi vũ khí hạt nhân ra đời, nó sẽ báo động cả nhân loại. Hãy thử tưởng tượng, chỉ có vũ khí hạt nhân không thể làm gì được Long Môn, thì trên thế giới này Long Môn này đáng sợ đến mức nào. Long chủ của Long Môn lại càng vô cùng tài hoa, thân Long thấy đâu không thấy đuôi,
hầu như chưa ai nhìn thấy mặt thật của Long chủ. Điều khiến gia tộc Jackson bị sốc là lúc này người của Long môn lại thật sự tìm bọn họ, đây là muốn làm gì? Louise chủ của gia tộc Jackson cả kinh vội vàng nói, thì ra là người của Long môn, thát lễ. Quỳ xuống nói chuyện, người đồ đen đứng đầu lạnh lùng nói. Quỳ xuống nói. Louis kinh hãi, người của Long môn này kiêu ngạo và độc đoán như vậy sao? Như đã biết, ông ta là nhà chủ của nhà tài phiệt đứng thứ 10 trên thế giới. Đám con cháu gia tộc Jackson cũng sửng sốt, bảo chủ nhà quỳ xuống nói chuyện, người của Long môn này thực sự rất độc đoán. Người đồ đen đứng đầu lại quát, tôi nói lại lần cuối, quỳ xuống nói chuyện. Vẻ mặt Louis xấu xí, thân là chủ của nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, tôn nghiêm trong xương không cho phép quỳ gôi. Hỗn láo, cậu là người của Long môn thì sao? Dám bảo chủ nhà chúng tôi quỳ xuống, biết đây là nơi nào không? Một người trung niên tức giận mắng. Ý của ông ta quá rõ ràng, đây là tông bộ của gia tộc Jackson, chỉ cần gia tộc Jackson tức giận, ba người này không cần nghĩ xông xót rời đi. Vu Ti, lời của người trung niên rơi xuống, một người phía sau người mặc đồ đen đột nhiên rút kiếm ra. Thanh kiếm di chuyển quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường cũng không bắt kịp. Phập, khi mọi người tỉnh táo lại thì thấy người trung niên kia đã gục đầu sung, mùi máu tanh nồng nặc lan ra tứ phía. Oh my god, oh my goto. Thầy đối phương không nói lời nào đã ra tay, các thành viên gia tộc, Jackson sợ hãi ra đầu tê dại, nổi da gà ngay lập tức. Pha cầu nhìn thấy người trong nhà bị giết, một ông già đức cao vọng trọng đứng lên măng mỏ. Phập, phập, người, đứng sau người mặc đồ đen cầm đầu lại rút kiếm, ông già đức cao vọng trọng của gia tộc Jackson bị giết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cơ thể của ông lão đổ ập xuống, đám con cháu gia tộc Jackson như bị nghẹn, lần lượt kinh hãi, thậm chí không dám la hét. Đây chính là tuyệt thế Long môn. Thật đẫm máu, thật độc đoán. Người mặc đồ đen cầm đầu trực tiếp rút ra một thẻ bài màu vàng, Long thần lệnh ở đây, ai dám không nghe theo. Tất cả quỳ xuống cho tôi. Long thần lệnh, nhìn thấy thẻ bài màu vàng trong tay người mặc đồ đen, biểu cảm của chủ nhà Louise thay đổi lớn. Là chủ của nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, Louis đã nghe nói về nó từ lâu. Cầm Long thần lệnh, giống như nhìn thấy Long chủ, bất kể là ai cũng không dám chống cự. Long thần lệnh, đám con cháu dòng chính của gia tộc Jackson đều kinh hãi. Người mặc đồ đen cầm đầu nhìn về phía gia tộc Jackson đang kinh hãi, lạnh lùng nói, sao? Các người muốn làm trái uy nghiêm của Long chủ. Không dám, không dám. Louis sợ hãi sau lưng lạnh như băng. Phí trầu trong giây tiếp theo, Louis chủ nhà tài phiệt hạng 10 thế giới quỳ ngay tại chỗ. Long thần lệnh tượng trưng cho ý chí của Long chủ, nếu xúc phạm Long chủ, gia tộc Jackson không lâu có thể bị Long môn nhổ tận gốc, dễ dàng bị Long môn tiêu diệt. Phịch 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 phịch. Nhìn thấy chủ nhà Louise quỳ xuống, đám người gia tộc Jackson nào dám phản kháng, bọn họ sợ hãi quỳ xuống. Nhìn chằm chằm vào gia tộc Jackson đang quỳ, người mặc đồ đen cầm đầu nghiêm nghị nói, Long chủ tự mình lên tiếng, kẻ nào dám trần áp gia tộc Robert, kẻ nào dám ngăn cản tập đoàn trang sức Bạch Thức tiến vào thị trường châu Âu, đều là kẻ thù của tuyệt thả Long môn bọn tôi. Bất cứ ai là kẻ thù của tuyệt thế Long môn sẽ bị chém không thương tiếc, hát. Cái gì, chém không thương tiếc? Nghe thấy lời này, khuôn mặt già nua của Louise đầy kinh hoàng. Ông ta đã hiểu cặn kẽ lý do tại sao người của tuyệt thế Long môn lại đột nhập vào phòng họp của gia tộc Jackson. Hóa ra là họ đã xúc phạm người xung quanh Long chủ. Lúc này, Louis đã đưa ra quyết định. Không thể trêu vào gia tộc Roberto, tuyệt đối không thể xâm phạm tập đoàn trang sức Bạch Thức. Chúng ta đi, giải thích xong, người mặc đồ đen cầm đầu cất Long thần lệnh, biến mất khỏi gia tộc đã không in. Lúc này, trong phòng khách quý của tập đoàn trang sức Bạch Thức. Thời gian trôi qua từng chút một, Bạch Du Tĩnh bất an do dự nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, anh nắm chắc chứ? Yên tâm, đều là chuyện nhỏ. Dương Tiêu nhấp một ngụm trà, cười nhẹ nói. Chuyện nhỏ. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhàng của Dương Tiêu, cơ thể Bạch Du Tĩnh cứng lại, vẻ mặt nghi ngờ. Làm ơn đó anh dai à, đó là nhà tài phiệt hạng 10 thế giới tiền hành đàn áp chúng tôi đó, vậy mà anh lại nói là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ anh không biết gia tộc Jackson quyền lực như thế nào trên thế giới này à? Nếu không biết Dương Tiêu là thần chết điện hạ, lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất thiên phủ chi quốc, cô ta sẽ thật sự cho rằng Dương Tiêu đang nói nhảm. Ông già Stephen tuổi cao cũng lo lắng trong lòng.
Ông biết Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, nhưng nếu Dương Tiêu không đích thân ra mặt, e rằng thiên này sẽ hoàn toàn không giải quyết được. Họ chỉ biết Dương Tiêu là thần chết, nhưng họ không biết Dương Tiêu còn có một thân phận khác, đó là chủ của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Đúng lúc này, phía bên châu Âu gọi cho Stefan. Stefan nhanh chóng kết nối, nghe báo cáo từ người nhà, Stefan kinh hãi nói, "What?" Hai gia tộc Jackson đã hủy áp lực, nguy cơ của chúng ta được giải trừ. Cái gì, nguy cơ được giải trừ? Chủ ST này, làm sao có thể? Nghe vậy, vẻ mặt của Bạch Xu Tĩnh đột nhiên trở nên kinh ngạc, giống như đang nhìn một con quái vật, đưa mắt nhìn về phía Dương Tiêu đang uống ngụm trà. Cúp điện thoại, ông già Stefan như chút rước gánh nặng, trên gương mặt tang thương xuất hiện nụ cười đã mất từ lâu. Thưa ông, nguy cơ đã được giải trừ. Chuyện này, có thật không? Bạch Xu Tĩnh kinh ngạc nói. Stefan mỉm cười gật đầu, đúng vậy, cô Bạch, khủng hoảng của chúng ta đã hoàn toàn được giải quyết. Trời ạ, thật sự được giải trừ. Bạch Xu Tĩnh kinh ngạc há to miệng. Thế nhưng đó là gia tộc Jackson, tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới đứng hạng 10 gây áp lực. Trước mặt gia tộc Jackson, tập đoàn trang sức Bạch Thức hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngay cả gia tộc Robert đứng trước mặt gia tộc Jackson cũng không hề có một chút quyền ngôn luận nào. Điều khiến Bạch Du Tĩnh không thể tin được là thời gian thưởng trà của Dương Tiêu đã giải quyết được vấn đề. Điều này đơn giản là lật đổ tam quan của Bạch Du Tĩnh. Stefan vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Thần đầy ngưỡng mộ, không hổ là điện hạ, đúng là vẫn kinh người như trước đây. Tôi đã nói rồi, chuyện nhỏ, không cần phải hoảng loạn. Dương Tiêu cười nhẹ. Bây giờ anh là Long chủ cao quý, tự nhiên có thể huy động sức mạnh của Long Môn. Đứng trước tuyệt thế Long Môn tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, một gia tộc Jackson đơn giản là không đủ. Dương Tiêu không có thời gian quan tâm bên châu Âu, chỉ đành phải chào hỏi bên Long Môn, cử một số nhân lực đến chân động gia tộc Jackson. Gia tộc Jackson đã đứng vững trên thế giới bao nhiêu năm, đương nhiên người nắm quyền lãnh đạo rất thông minh. Long Môn có ý nghĩa gì trên thế giới này, chắc chắn ông ta phải biết rõ. Long Môn đích thân ra mặt, xử lý chút chuyện nhỏ này rất dễ. Nếu gia tộc Jackson không biết tốt xấu, thì cùng lắm loại bỏ L được. Vẻ kinh hãi trên mặt Bạch Du Tĩnh rất lâu sau mới tiêu tan, anh. Anh là quái vật à? Cô ta biết Dương Tiêu từng là lưỡi dao sắc bén nhất của đất nước, nhưng Dương Tiêu đã xuất ngũ nhiều năm. Cho dù Dương Tiêu có ảnh hưởng phi thường ở trong nước, thì tầm ảnh hưởng của anh đến châu Âu cũng gần như không thể. Nhiều người ở châu Âu rất kiêu ngạo, họ thường không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Bạch Du Tĩnh thật sự tò mò về những thủ đoạn mà Dương Tiêu đã sử dụng khiến gia tộc Jackson nhà tài phiệt hàng đầu thế giới phải sợ hãi. Quái vật, cái này cũng chưa đến nỗi. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Bạch Du Tĩnh tò mò hỏi, vậy anh đã làm như thế nào mà khiến gia tộc Jackson phải rút lui? Hai tôi nghe nói chủ nhà Louis của bọn họ kỳ thị chủng tộc rất nghiêm trọng. Thực ra vấn đề này là tôi gọi điện thoại cho một người bạn của tôi đang ở châu Âu xa xôi. Bạn của tôi phát triển ở châu Âu không tệ, anh ấy đã đích thân ra mặt, gia tộc Jackson nề mặt bạn của tôi nên mới bỏ cùa. Dương Tiêu mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh nói. Thân phận Long chủ quá đặc biệt, Dương Tiêu cũng không muốn công khai. Xét cho cùng, trên thế giới này có vô số kẻ muốn giết Long chủ, Dương Tiêu cũng không muốn tự chua ốc phiền phức. Vì vậy, đối mặt với câu hỏi của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu đã phải bịa ra một lời nói dối có ý tốt. Bạch Du Tĩnh ngạc nhiên, thật hả? Đương nhiên, Dương Tiêu nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh vẫn lộ vẻ nghi ngờ. Bạn kiểu gì của Dương Tiêu sẽ có thể diện lớn như vậy, khiến gia tộc Jackson phải cho người đó thể diện? Chẳng lẽ là một trong số nhà tài phiệt hàng đầu trên thế giới ra mặt? Stefan kính cẩn nói, năm đó Điện Hạ đã khuấy động tình hình châu Âu, có không ít nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới là người hầu của Điện Hạ. Điện Hạ có một mạng lưới quan hệ rộng rãi. Vậy à, Bạch Du Tĩnh không tiếp tục hỏi. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, biết thân phận của Dương Tiêu không bình thường, nhất định sẽ có bí mật riêng. Sự việc được giải quyết thành công, Dương Tiêu nhìn Stefan, những năm qua tình hình bên châu Âu vẫn ổn định chứ? 5 năm qua Dương Tiêu vẫn luôn im lặng, anh chưa bao giờ hỏi về các vấn đề quốc tế. Nhờ phúc của Điện Hạ, tình hình chung khá ổn định. Stefan nói thật. Dương Tiêu gật đầu, vậy thì tốt. Tuy nhiên, Stefan thấp giọng nói. Dương Tiêu cười nhạt, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, cô Bạch cũng không phải người ngoài.
Dù sao thì Bạch Dụ Tĩnh cũng đã biết thân phận thần chết của mình, nên anh không cần phải râu dêm Bạch Dụ Tĩnh. Tuy nhiên, những kẻ thù mà Điện Hạ thiết lập ở châu Âu trong quá khứ vẫn đang nỗ lực truy lùng tung tích của Điện Hạ. Hơn nữa, nhiều quốc gia châu Âu còn treo số lượng phần thưởng lớn, số lượng phần thưởng đã lên đến con số 30 tỷ euro đáng kinh ngạc. Stephen thập giọng nói. Dương Tiêu nghe thấy thế lập tức vui WC. Tôi biến mất nhiều năm như vậy, đám người này vẫn không tha như cũ. Đây là Tiệt Tâu định coi tôi như cái rắm phải bắt được kéo tôi ra khỏi cơ thể. Số tiền thưởng lên tới 30 tỷ, lại còn là euro, số tiền này được đổi thành nhân dân tệ thì là người giàu nhất Trung Hoan 30 tỷ euro. Bạch Du Tĩnh trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt cô ta nhìn Dương Tiêu càng kinh hãi hơn. Anh chàng trước mặt này rốt cuộc đã làm gì mà khiến bạo nhiều người và thần thánh, đến nỗi các quốc gia trên thế giới không ngần ngại tung ra phần thưởng khổng lồ. Stephen cười khổ, đúng vậy. Lý do chi là quy mô của cơn bão đâm máu do Điện Hạ gây ra hồi đó thực sự rất lớn. Không biết có bao nhiêu vương công quý tộc ở châu Âu muốn ăn tươi nuốt sông Điện Hải. Trên danh sách treo thưởng của thế giới, Điện Hạ đã tạo ra một huyền thoại chưa từng có. Người thứ hai trong danh sách treo thưởng toàn cầu chỉ đưa ra mức thưởng 1 tỷ euro, mà Điện Hạ là 30 tỷ euro, tức là chênh lệch tròn 30 lần. Đâm tim, Dương Tiêu dở khóc dở cười sờ mũi. Hê ệt cách, các chỉ số trong thời gian phục vụ của Dương Tiêu đều vượt trội hơn nhiều so với những người lính trong nước khác, anh được ca ngợi là lưỡi dao sắc bén nhất trong lịch sử vùng đất Thiên Phủ Chi Quốc. Hơn nữa, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, thầy của anh cũng chính là Long chủ tiền nhiệm thường mài giũa cho Dương Tiêu. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, Dương Tiêu chẳng kém gì một túi thuốc nổ, đi đến đâu thì nổ đến đó, châu Âu cũng suýt lộn xộn vì Dương Tiêu. Không chỉ vậy, bước chân của Dương Tiêu còn lan rộng ra khắp thế giới, đến không lâu đã gây ra một cơn bão đẫm máu. Người phương Đông gọi anh là Thần Chê, người phương Tây gọi anh là Diêm Vương, và Dương Tiêu lấy tên Mr. Yang bước đi trên sân khấu quốc tế. Stephen chớp mắt, khuôn mặt già nua tỏ vẻ bất lực. Dương Tiêu nhún vai, không siêu bây giờ tôi, Dương Tiêu đã trở lại. Chờ khi tôi trở lại quốc tế, nhất định sẽ có một cuộc thanh toán lớn. Không có chuyện gì nữa thì ông về châu Âu trước đi. Vâng, Điện Hạ, Stephen kính cẩn nói. Ông biết sự xuất hiện hấp tấp của Mỹ ở Trung Nguyên Nhật định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, và ông hiểu rằng hiện tại Dương Tiêu không có định để lộ tung tích của mình. Sau khi Stephen rời đi trước, Dương Tiêu nhìn Bạch Du Tĩnh nở nụ cười dịu dàng, cô Bạch, khủng hoảng đã được giải quyết thành công, cô cứ yên tâm dân thân vào thị trường trang sức châu Âu, để thế giới nhìn thấy uy thế cao chót vót của người dân Trung Hoai. Tôi sẽ, Bạch Du Tĩnh trịnh trọng nói. Dương Tiêu cười nói, được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên đi. Đi luôn bây giờ, vậy tôi tiễn anh. Bạch Du Tĩnh vội vàng đi về phía Dương Tiêu. Ai dài ngay lúc cách Dương Tiêu vài bước. Bạch Du Tĩnh đột nhiên đau lưng mắt trọng tâm lao về phía Dương Tiêu. Không kịp cảnh giác, Bạch Du Tĩnh lao vào ngực Dương Tiêu. Hương thơm ấm áp trong lòng, Dương Tiêu đang chuẩn bị đứng dậy lập tức chết lặng. Đã nói, không phải nói tiễn tôi sao? Lúc này, cô lại nhào vào vòng tay của tôi. Cô có ý gì vậy? Bốn mắt nhìn nhau, lúc này bầu không khí toát ra hơi thở mập mờ dày đặc. Khuôn mặt tinh xảo xinh xắn của Bạch Du Tĩnh ửng. Hồng gần như có thể vắt ra nước, cô ta không ngờ mình lại đột nhiên không khống chế được trọng tâm. Dương Tiêu ho khan một tiếng, cô Bạch, tôi biết có thể cô có lòng cảm kích với tôi, nhưng cô thê này có chút không thích hợp nhỉ. Thế nhưng tôi là người đã có vợ. Mặc dù cơ thể mềm mại của Bạch Du Tĩnh nhào vào lòng khiến Dương Tiêu cảm thấy kỳ lạ, nhưng Dương Tiêu vẫn luôn xông ngay thẳng, không bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ. Xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận trượt chân. Bạch Du Tĩnh đỏ mặt. Cô ta không dám nhìn Dương Tiêu nhiều hơn, nhanh chóng đứng dậy. Bị trồ ngay khi Bạch Du Tĩnh vừa cong eo lên, cơn đau thấu tim lại ập đến, trọng tâm của Bạch Du Tĩnh lại mất khống chế nằm trên ngực Dương Tiêu. Dương Tiêu nghẹn họng nhìn chân, cô Bạch, không phải cô nhớ thương thân thể rắn chắc của tôi đấy chứ? Cô thấp hèn. Nghe đến đây, Bạch Du Tĩnh gần như suy sụp suýt nôn ra máu. Tên ngốc này thật sự không nhìn ra mình không khỏe hả? Ở khoảng cách gần, cảm nhận được nhiệt độ trên ngực của Dương Tiêu, thân thể mềm mại của Bạch Du Tĩnh như quả bóng xì hơi gần như gục xuống. Hả, không đúng, cô Bạch, cô bị thương ở eo. Dương Tiêu nhận ra trán Bạch Du Tĩnh đổ mồ hôi, lúc này mới phát hiện eo của Bạch Du Tĩnh có chút không bình thường. Đỡ tôi dậy,
Bạch Du Tĩnh cố chống lại cơn đau. Dương Tiêu cẩn thận đỡ vai Bạch Du Tĩnh, cẩn thận di chuyển Bạch Du Tĩnh ra xa anh. Vẻ oai ngay lúc này, Dương Tiêu mở mắt rông lên, nhìn chăm chú vào eo của Bạch Du Tĩnh. Dưới con mắt của rông lên, lớp quần áo ở eo của Bạch Du Tĩnh biên mật ngay lập tức, ánh mặt của Dương Tiêu đi thăng vào chỗ sâu trong eo của Bạch Du Tĩnh. Khi nhìn kỹ hơn, các mạch máu ở eo của Bạch Du Tĩnh đã trở nên khá méo mó ở nhiều nơi, và một mảng lớn da trong như pha lê có màu tím đen, điều này rất nghiêm trọng. Sau khi Dương Tiêu kiểm tra tình huống xong, anh rất ngạc nhiên, cô Bạch, vết thương ở eo của cô chắc là mấy năm rồi phải không? Anh, sao anh biết? Bạch Du Tĩnh khá sửng sốt. Đúng vậy, vết thương ở eo của cô ta đúng là bị nhiều năm rồi, từ nhỏ đã bị lạnh ở eo, sau này học khiêu vũ được nửa năm thì vô tình bị bong gân trong lúc tập múa. Ngoại trừ ông nội của cô ta Thánh Cờ Bạch Nguyên Kiệt, chỉ có Cung Linh Nhi là biệt cô ta bị thương ở eo. Trong những năm qua, Bạch Du Tĩnh cũng đã đến khám nhiều chỗ bác sĩ nổi tiếng, nhưng cuối cùng tất cả đều không chữa được. Dương Tiêu cười nhạt, tôi biết chữa bệnh, coi là nửa bác sĩ, hay là để tôi giúp cô giảm đau trước. Anh không thể nói với Bạch Du Tĩnh là mình có đôi mặt của rồng nên, đúng không? Mặt rồng nên có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người thường không thể nhìn thấy, chẳng hạn như một số thứ bản thiểu trên thế giới. Tất nhiên, mắt rồng nến cũng sở hữu góc nhìn nhất định, có thể khám phá các mô và tế bào chính trong cơ thể con người. Theo Dương Tiêu, mắt rồng nến luôn được Dương Tiêu sử dụng chiến đấu hoặc tiến hành thăm dò vào ban đêm, nhưng anh không có thói quen sâu nhìn trộm phụ nữ. Anh có thể giúp tôi giảm đau? Bạch Du Tĩnh tò mò hỏi. Dương Tiêu gật đầu, tôi từng học kỹ thuật chữa bệnh của Trung Y, có thể xoa bóp, có thể giúp cô tạm thời giảm đau. Hả, xoa bóp? Bạch Du Tĩnh chợt đỏ mặt. Nếu xoa bóp, vậy chẳng phải tiếp xúc da thịt sao? Từ khi còn nhỏ cô ta đã được ông nội Bạch Nguyên Kiệt giáo dục nghiêm khắc, khi nào thì sẽ làm ra những cử chỉ quá đà. Suy nghĩ Bạch Du Tĩnh khá bảo thủ, eo của cô ta là bộ phận nhạy cảm mà bình thường đàn ông hoàn toàn không thể chạm vào. Nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Dương Tiêu không có dấu vết phạm tội, Bạch Du Tĩnh không kìm được nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hay cứ để Dương Tiêu làm thử? Không được, không được. Ngay sau đó, Bạch Du Tĩnh đã xóa sạch ý tưởng táo bạo này. Tình cảm của cô ta dành cho Dương Tiêu vốn dĩ rất phức tạp, có thể nói là đã chuyển từ khinh thường thành yêu. Hơn nữa, rõ ràng Dương Tiêu là một người thẳng như thép, nếu mình để anh ấy xoa bóp cho mình, tên ngốc này suy nghĩ nhiều thì phải làm sao? Dương Tiêu nghiêm túc nói, ừ, xoa bóp. Hay là thôi, trong phòng làm việc của tôi có thuốc giảm đau, anh qua lấy hộ tôi là được. Bạch Du Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi chọn từ chối. Dương Tiêu lắc đầu, nghiêm mặt nói, cô uống thuốc giảm đau nhiều năm rồi phải không? Thuốc giảm đau có tác dụng phụ đối với cơ thể. Uống trong thời gian ngắn thì có thể chấp nhận được, nhưng uống lâu thì rất có hại cho cơ thể. Điều quan trọng nhất là khi số lần uống thuốc giảm đau tăng lên, khả năng miễn dịch của cơ thể đối với thuốc giảm đau sẽ tăng lên. Nếu tôi đoán đúng, bây giờ tác dụng của việc uống thuốc giảm đau đã giảm đi rất nhiều, đúng không? Chuyện này anh cũng biết, Bạch Du Tĩnh không ngờ tới. Dương Tiêu nhếch môi, tôi thực hiện nhiệm vụ không biết bao nhiêu lần nào cũng bắt chấp mưa đạn, những ý, lần đó không bị thương. Nếu thân thể không cứng như sắt, e là tôi đã đánh cờ với Diêm Vương từ lâu rồi. Lúc này Bạch Du Tĩnh mới công nhận lời của Dương Tiêu, cô ta biết mỗi lần chấp hành nhiệm vụ hầu như Dương Tiêu sẽ ở bên bờ vực của sự sống và cái chết, biết một chút kỹ thuật chữa bệnh cũng là điều bình thường. Đến đây. Xoa bóp chỉ có thể giúp cô giảm đau chứ không thể chữa tận gốc. Dương Tiêu cười dịu dàng. Nhìn thấy vẻ mềm mại trên khuôn mặt của Dương Tiêu, lại nhìn vào đôi mắt của Dương Tiêu không chút thô tục. Cộng thêm, lúc này eo của Bạch Du Tĩnh ưng sự rất đau, cuối cùng cô ta cũng gật đầu. Dương Tiêu cười nhẹ, như vậy mới đúng, nằm trên sofa, nhất định phải nằm sắp, giữ thẳng eo. Được, được, Bạch Du Tĩnh xấu hổ không chịu nổi. Một khi mình nằm sắp trên ghế sofa, chẳng phải tên ngốc này sẽ nhìn thấy tất cả những đường cong duyên dáng của cơ thể mình sao? Hơn nữa, nghĩ đến việc Dương Tiêu ân vào eo mình, Bạch Du Tĩnh không kìm được đỏ mặt. Đối mặt với một người đẹp mềm mại, Dương Tiêu cũng không có nhiều tâm trạng thất thường. Quá nhiều thử thách sinh tử đã khiến trái tim của Dương Tiêu như một tảng đá, không thể tạo ra quá nhiều gợn sóng. Anh hiểu sâu sắc thân là lưỡi dao sắc bén của đất nước, một khi sơ suất một chút, có thể sẽ mất rất nhiều đồng đội. Ngoại trừ Đường Mộc Tuyệt, không có người phụ nữ nào có thể thu hút được Dương Tiêu, cho dù là chủ tịch Bạch lạnh lùng cũng không ngoại lệ.
cách lớp quần áo, Dương Tiêu đặt tay phải của mình lên phần thắt lưng bị tắc nghẽn nghiêm tròn nhất của Bạch Du Tĩnh, ấn nó theo phương pháp đặc biệt của Trung Y. UML. Sau khi bị Dương Tiêu ấn vào phần eo bị thương nặng nhất, Bạch Du Tĩnh không kìm được kêu lên một tiếng. Sau khi cơn đau nhẹ qua đi, gương mặt ngọc bích tinh xảo của Bạch Du Tĩnh hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì theo sau đó là từng lớp thoải mái, rõ ràng cơn đau ở eo cũng dần dần biến mất. Sự thoải mái này là điều mà trước đây Bạch Du Tĩnh chưa bao giờ cảm nhận được, khiến cô ta suýt thốt lên một lần nữa, nhưng Bạch Du Tĩnh bị sự xấu hổ kìm lại. Chưa tới 3 phút, Dương Tiêu dừng lại cười nhẹ, được rồi, đứng dậy cảm nhận chút đi. Được rồi à, Bạch Du Tĩnh ngạc nhiên không chắc chắn. Cô ta đứng dậy, đúng là cảm thấy ở eo không đau chút nào, điều này tốt hơn gấp 10 lần so với việc uống thuốc giảm đau. Thật sự không đau nữa, Dương Tiêu, anh cũng giỏi ghê. Bạch Du Tĩnh không tin được nói. Dương Tiêu cười dịu dàng, tiếc là không có kim bạc, nếu có kim bạc, hôm nay tôi có thể thử giúp cô chữa lành vết thương ở eo. Hả, anh có thể giúp tôi chữa lành vết thương ở eo? Bạch Du Tĩnh rất kinh ngạc. Dương Tiêu gật đầu, bệnh ân tuy có chút nghiêm trọng, nhưng không phải là không chữa được, ngày khác tôi sẽ mang kim bạc theo. Với việc đọc vô số sách y học cổ, cùng với sự hiểu biết tâm pháp tối cao của Long Môn, giúp Bạch Du Tĩnh chữa lành vết thương ở bản quyền O, Dương Tiêu vẫn nắm chắc. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh kích động, thật không? Vậy chọn ngày không băng gặp mặt, hôm nay luôn đi. Hôm nay, trong công ty của cô có kim bạc, Dương Tiêu nghi ngờ nói. Bạch Du Tĩnh nén sự xấu hổ, tôi có kim bạc ở nhà, hay? Hay anh về nhà với tôi đi? Đờ mò, về nhà với cô. Nhìn chằm chằm tâm trạng thiếu nữ của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu không kìm được lập tức há to miệng. Nhận thấy Dương Tiêu đã suy nghĩ nhiều, Du Tĩnh ngượng ngùng dậm chân, anh. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi thường ở với ông nội. Hả, nghĩ nhiều, không, thật sự không có. Dương Tiêu tỉnh táo lại. Vừa rồi Bạch Du Tĩnh muốn mình về nhà với cô ta, điều này khiến Dương Tiêu giật mình. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng nếu mình đơn độc đi về với Bạch Du Tĩnh, một khi Đường Mộc Tuyết biết chuyện, không biết Đường Mộc Tuyết sẽ nghĩ như thế nào. Dương Tiêu trung thành với tình cảm, anh cố gắng tránh bất kỳ hành vi nào khiến Đường Mộc Tuyết hiểu lầm. Nghe thấy vậy Bạch Du Tĩnh càng tức giận hơn. Sao hả, bảo tên ngốc nhà anh về nhà với tôi còn khiến anh ấm ức. Cứ như thể anh đã phải chịu thiệt lớn ý, rõ ràng tôi mới là người chịu thiệt. Dương Tiêu không hề biết, trong nhiều năm như vậy Bạch Du Tĩnh chưa bao giờ đưa bất kỳ người đàn ông nào về nhà. Hai má Bạch Du Tĩnh đỏ bừng nói, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi đi. Ừ, Dương Tiêu chỉ đành đồng ý. Xét cho cùng, Bạch Du Tĩnh là cháu gái của ông Bạch Nguyên Kiệt. Dương Tiêu và Bạch Nguyên Kiệt vẫn luôn có mối quan hệ tốt, cháu gái của ông Bạch có bệnh ân trên eo, Dương Tiêu thật sự không thể mặc kệ. Ngoài ra, trước đây Bạch Du Tĩnh cũng giúp đỡ mình không ít, chuyện này anh muốn tránh cũng không thể tránh được. Sau khi ra khỏi tập đoàn trang sức Bạch Thức, Dương Tiêu nhìn Bạch Du Tĩnh, vết thương trên eo của cô vừa mới thuyên giảm, không thích hợp lái xe, đi xe của tôi về đờ mờ ừ. Bạch Du Tĩnh không từ chối. Đi ngang qua một cửa hàng thuốc bắc, Dương Tiêu dừng xe. Bạch Du Tĩnh ngạc nhiên, anh làm gì thế? Chờ một chút, Dương Tiêu nhanh chóng xuống xe. Khi Dương Tiêu bước ra khỏi cửa hàng thuốc bắc lần nữa, chỉ nhìn thấy Dương Tiêu đang cầm mây hộp quà tinh xảo. Bạch Du Tĩnh nghi ngờ hỏi, vết thương trên eo cân nhiều thuộc như vậy sao? Không phải thuốc, mà là một ít thuốc bô, đến thăm ông Bạch đi tay không thích hợp. Dương Tiêu cười nhẹ. Cái gì, những hộp thuốc bô này là đưa cho ông nội cô ta? Nghe thấy lời này, Bạch Du Tĩnh lập tức đỏ mặt. Vốn dĩ cô ta đưa Dương Tiêu về nhà đã ngoại lệ rồi, ai biết Dương Tiêu lại mua nhiều thuốc bổ như vậy, không khiến người ta nghĩ đến chuyện khác thì thật khó. Bạch Du Tĩnh ngượng ngùng nói, anh giúp tôi chữa bệnh tôi cảm ơn anh còn không kịp, anh còn đưa thuốc bổ cho ông nội tôi, thật sự khách sáo quá rồi. Nên làm, Dương Tiêu cắt đồ rồi lại lên xe. Dù sao Bạch Nguyên Kiệt cũng là bề trên, đi tay không thì thật sự không thích hợp. Biệt thự nhà họ Bạch nằm trong một trang viên ở vùng ngoại ô thành phố Trung Nguyên, khá gần với biệt thự nhà họ Cung. Vừa tới nơi Bạch Nguyên Kiệt đã lâu không gặp, trợn to mắt, này. Không đúng, đây không phải là xe của nhóc Dương sao? Ông Bạch, khi nhìn thấy Bạch Nguyên Kiệt từ xa Dương Tiêu lên tiếng chào. Nhìn thấy thực sự là Dương Tiêu, Bạch Nguyên Kiệt cười thoải mái, ha. Vừa nãy tôi còn nói là xe của cậu,
đúng là nhóc dương tới thật. Sao cậu lại rảnh rỗi đột nhiên đến gặp ông già này thế? Dù biết Dương Tiêu đã từng là thần chê, nhưng thái độ của Bạch Nguyên Kiệt đối với Dương Tiêu vẫn như cũ khiến Dương Tiêu cảm thấy thân thiết hơn. Ông ơi, lúc này Bạch Du Tĩnh cũng từ Maserati bước xuống, nhìn thấy cháu gái bước xuống từ xe Dương Tiêu, trên mặt còn lộ ra vẻ ngượng ngùng, Bạch Nguyên Kiệt vui mừng khôn xiết. Hai người là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ nhóc Dương đã thông su ốt, thích cháu gái của tôi? Cái gì, thích cháu gái của ông? Nghe vậy, vẻ mặt Dương Tiêu cứng đờ, dở khóc dở cười. Ông, Bạch Du Tĩnh vừa nghe thấy thế càng xấu hổ hơn. Thật sự là lần đầu tiên cô ta đưa người khác giới về nhà, ông nội còn có ý định mai môi cho cô ta với Bưới Tiêu. Bạch Nguyên Kiệt đã sống một đời, nhìn thấy rất nhiều tài năng trẻ, không thể tìm thấy ai có thể sánh được với Dương Tiêu. Nếu cháu gái của ông có thể gả cho Dương Tiêu, cho dù là tình nhân, đời này ông cũng thấy hài lòng. Ánh mắt Bạch Nguyên Kiệt cay độc, ông biết Dương Tiêu là rồng ẩn, sau này nhất định sẽ bay lên 9 tầng mây. Dương Tiêu sờ mũi, ông Bạch, eo của cô Bạch có bệnh ấn, tôi tới đây chữa trị vết thương. Trên eo cho cô Bạch, không có ý gì khác. À đúng rồi, tôi còn chuẩn bị một ít thuốc bồ đề trên xe. Khi nào ông Bạch rảnh nhớ đun uống nhé. Nói xong, Dương Tiêu lấy một số thuốc bồ lớn mà anh đã mua. Nhóc Dương, cậu có chắc là cậu nớ có ý gì khác? Ánh mắt Bạch Nguyên mang theo nghi ngờ nhìn đống thuốc bổ lớn trong tay Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhẹ, đương nhiên. Được rồi, người tuổi trẻ các cháu, người già như tụi ông thật sự càng ngày càng không hiểu. Bạch Nguyên Kiệt khẽ thở dài. Bạch Du Tĩnh ngại ngùng nói, ông ơi, Dương Tiêu thật sự tới giúp cháu chữa vết thương trên eo, trong công ty không có kim bạc, vừa hay trong nhà ông đã chuẩn bị thứ đó từ trước. Vì vậy cháu làm phiền Dương Tiêu về nhà với cháu. Rồi, ông hiểu, Bạch Nguyên Kiệt bật cười. Nói xong, Bạch Nguyên Kiệt nhìn đồng hồ vỗ trán, úi, nhóc Dương, lão cung hẹn tôi đánh cỏ, chiều đãi không chu đáo đừng thầy phiền lòng nhé. Người trẻ tuổi các cháu cứ việc chơi ở nhà, chơi vui vẻ, tôi phải đi ngay. Vừa dứt lời, Bạch Nguyên Kiệt đã đi nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn chằm chằm bóng lưng như bị chó đuổi của Bạch Nguyên Kiệt, Dương Tiêu đứng tại chỗ rất không nói nên lời. Tôi thực sự không có gì với cháu gái của ông cải Dương Tiêu, ngại quá, ông nội tôi là người như thế. Bạch Du Tĩnh nhăn nhó nói. Dương Tiêu cười bắt lực, ông Bạch là người có khí chất, tôi quen biết ông ấy nhiều năm như vậy, ông Bạch làm người như thế nào tôi vẫn biết rõ. Ừ, anh không nghĩ, nhiều là được. Bạch Du Tĩnh chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Dương Tiêu hoàn toàn không nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng anh có Đường Mộc Tuyết, không có người phụ nữ đẹp nào có thể thu hút được ánh mắt của Dương Tiêu. Anh đi theo tôi, Bạch Du Tĩnh không dám nhìn thẳng Dương Tiêu nói nhỏ. Dương Tiêu đi theo Bạch Du Tĩnh vào bên trong biệt thự của nhà họ Bạch. Trang trí nội thất của biệt thự rất đơn giản dị nhưng trang nhã, phù hợp với tính cách lạnh lùng của Bạch Du Tĩnh. Ở chính giữa sảnh có một bàn cờ, đây hữu dích như là nơi Bạch Nguyên Kiệt thường nghiên cứu cách chơi cờ vây. Dương Tiêu đặt thuốc bổ xuống, Bạch Du Tĩnh đỏ mặt nói, ngày thường trong nhà chỉ có tôi và ông nội, còn chưa dọn dẹp, anh ngồi đi. Đã rất sạch sẽ rồi, Dương Tiêu cười nói. Bạch Du Tĩnh rót một tách trà phổ nhĩ cho Dương Tiêu, cái đó, vừa nãy đổ chút mồ hôi, tôi vào nhà tắm rửa trước. Cũng được, tôi sẽ nghiên cứu bàn cờ của ông Bạch. Dương Tiêu đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.